chương 3700, đến Minh Kính Hải. Sở Phong, người khả năng không biết, Minh Kính Hải là chỗ nào, nơi đó cực kỳ hung hiểm, ngươi. Gặp Sở Phong muốn đi Minh Kính Hải, Sở Hàn Bằng thì là đuổi vội mở miệng khuyên bảo, hắn cũng không muốn Sở Phong đi mạo hiểm. Nhưng mà, hắn lời còn chưa nói hết, Sở Phong liền nói ra, không cần phải nói rõ, ta biết nơi đó là địa phương nào. Nghe được lời này, đám người hai mặt nhìn nhau, thần sắc trở nên rất là phức tạp. Lúc đầu, bọn hắn còn tưởng rằng, Sở Phong là người không biết không sợ, nhưng bây giờ mới hiểu được, Sở Phong là chân quyết định muốn đặt mình vào nguy hiểm. Cơ hồ cùng lúc đó, Sở Phong liền nhìn hướng Lương Khâu đại sư, "Đại sư, linh khê còn có thể kiên trì bao lâu? Ta đã dùng hết toàn lực giúp nàng trì hoãn linh hồn chữa trị thời gian, nhưng tối đa cũng liền là 7 ngày, vượt qua thời gian này, coi như đại la thần tiên, vậy cứu không được nàng." Lương Khâu đại sư nói ra, "Cái gì? 7 ngày, chỉ có ngắn như vậy thời gian?" sở thị thiên tộc bọn người đều mắt lộ ra tuyệt vọng. Mà sở hiên chính pháp càng là liền đứng cũng không vững, nếu không phải sở phong nâng lên, hắn sợ là sẽ trực tiếp ngã trên mặt đất. Bọn họ cũng đều biết Minh Kính Hải là chỗ nào, cũng biết Minh Kính Hải khoảng cách đại thiên thượng giới nhưng cũng không gần. Coi như tại viễn cổ truyền tống trận bên trong, vận dụng trí bảo tăng thêm tốc độ, nhưng đến đạt nơi đó thời gian nhanh nhất, vậy tối thiểu muốn 15 ngày. Nhưng cho bọn hắn thời gian, cũng chỉ có 7 ngày, cái này không thể nghi ngờ đã tuyên án sở Linh Khê là tử hình. Lão thiên gia, chẳng lẽ nói, người thật muốn cướp đi Linh Khê hai mắt sao? Thế mà liền cuối cùng cơ hội, cũng không cho. Ta đến cùng làm sai cái gì, người muốn trừng phạt liền trừng phạt ta tốt, thả qua Linh Khê A. Lúc này, sở hiên chính pháp cái kia một chương ngạnh hắn trên mặt, tràn đầy nước mắt. Hắn tại sở phong trong ngực, sở phong có thể cảm giác được, hắn toàn thân đều đang run rẩy đó là cực kỳ tuyệt vọng, tuyệt vọng đã gần như sụp đổ sở phong tiểu hiếu, người nếu muốn đi, lão phu nhưng cùng người đồng hành, lão phu có một thuyền, nếu là tiến vào viễn cổ truyền tống trận, nhưng đem thời gian rút ngắn tại trong vòng 5 ngày. Lương khâu đại sư nói ra, đại sư, coi là thật, tiền bối, coi là thật, nghe được lời này, sở phong cùng sở hiên chính pháp, đều là vội vàng hỏi đường. Thật giống như ngã vào vực sâu hai người, chợt nhìn thấy chạy ra vực sâu con đường như thế kích động. Hiện tại như xuất phát, trong vòng 5 ngày, liền có thể đến lương khâu đại sư nói ra tiền bối vậy chúng ta bây giờ liền lên đường sở phong đang khi nói chuyện liền xông vào điện bên trong đem sở linh khê ôm đi ra ta cũng đi sở hiên chính pháp cũng là đứng dậy nói ra vừa mới hoàn hư yếu liền đứng cũng không vững hắn giờ phút này lại phá lệ tinh thần tốt lương khâu đại sư nhẹ gật đầu sau đó vừa nhìn về phía lương khâu thừa phong thừa phong để tránh sở thị tộc trưởng ngoài ý muốn nổi lên ngươi lưu lại mà rõ ràng dưới mắt thế cục lương khâu thừa phong tự nhiên cũng là đáp ứng. Sau đó, Lương Khâu đại sư, Sở Phong, Sở Hiên chính pháp liền dẫn Sở Linh Khê đi đến Minh Kính Hải. Vận dụng Lương Khâu đại sư vậy nhưng tại Viễn Cổ truyền tống trận bên trong tăng tốc thuyền, quả thật, bọn hắn tại 5 ngày bên trong liền đi tới cô mạc thượng giới. Đồng thời, tòa này Viễn Cổ truyền tống trận, vị tại hư không bên trên. Khi bọn họ đi ra truyền tống trận thời điểm, liền có thể nghe được thao thiên thủy tiếng phóng đáng, ngẩng đầu nhìn lại, mây đen cuồn cuộn đầy trời mưa to mưa như chút nước xuống. Mà phía dưới, tự nhiên chính là truyền thuyết kia bên trong kỳ nhân di tích, minh kính hải. Chỉ là, nơi đây mây đen bao trùm mấy vạn dặm, liên miên bất tuyệt. Mưa to, cũng là bao trùm mỗi tổn hư không, mà cái kia bọt nước trùng kích thanh âm, càng như ức vạn mãnh thú gào thét, cực kỳ chói tai. Thế nhưng, cái kia phía dưới, hung danh hiển hách minh kính hải, đúng là mặt nước như cảnh. Ngay cả mưa to mưa như chút nước rơi vào trong biển, đều không thể tung tóe nổi sóng, bình tĩnh có chút quỷ dị. Minh Kính Hải đã là như thế, nhìn từ bề ngoài rất là tường hòa, nhưng Minh Kính Hải bên trong, thủy triều như dao, rơi vào trong nước, tu vi tại võ tiên cảnh phía dưới người, sẽ bị mạnh mẽ xé thành phấn vụn, coi như võ tiên cảnh, vậy hội vết thương trồng chất, nhưng cái kia vẫn chỉ là vào nước về sau, liền lập tức thoát ly kết quả. Thời gian càng lâu, thương thế càng nặng, mà nếu như xâm nhập, thì như là tiến nhập địa ngục, mỗi rơi một tấc đều khoảng cách tử vong thêm gần. Cho đến nay, còn không ai có thể tiến vào minh kính hải chỗ sâu nhất. Dù là ra ra người cùng phụ thân ngươi cũng không có thể đi vào minh kính hải chỗ sâu nhất. Cho nên, minh kính hải mới hội được xưng là tổ võ tinh vực nguy hiểm nhất địa phương, vậy bị liệt là kỳ nhân di tích đứng đầu. Dường như nhìn ra, sở phong không hiểu, lương khâu đại sư mở miệng giải thích. Tiền bối, ngài đã nghe nói qua, thâm hải chi mâu, vậy ngài nhưng biết, thâm hải chi mâu vị trí cụ thể. Sở phong hỏi, những người khác tiến vào nơi đây, có thể là vì là cái kia giấu tại minh kính hải chỗ sâu, trong truyền thuyết binh khí. Đấu thần chi kích, nhưng sở phong tới đây, là lại là cái kia có thể để sở linh khê, khôi phục thị lực, thâm hải chi mâu. Mà sở phong lúc trước, đã dùng thiên nhãn tiến hành quan sát, chỉ là kết quả lại cực kỳ không lạc quan. Hắn không có cái gì quan sát đi ra, cái này minh kính hải, xa so với hắn tưởng tượng, còn muốn sâu không lường được. Cho nên, hắn cũng chỉ có thể hướng lương khâu đại sư thỉnh giáo. Ta có một vị lão hiếu, Hắn lâu dài đợi tại Minh Kính Hải, đối Minh Kính Hải rất có nghiên cứu. Mà liên quan tới thâm hải chim mâu, hắn từng tận mắt thấy qua, cho nên thâm hải chim mâu tung tích, chúng ta cần phải đi thỉnh giáo hắn một cái. Hắn chỗ ở khoảng cách nơi đây không xa, chỉ là hắn lâu dài du đang ở Minh Kính Hải, không biết, hắn phải trang tại ở lại chỗ. Chỉ có thể cầu nguyện, hắn tại, nếu không chính chúng ta đi tìm thâm hải chim mâu, không khác là mò kim đáy biển. Lương Khâu Đại Sư nói ra, nghe được lời này sở phong cùng sở hiên chính pháp đều là trao mày. Tận quản đã sớm biết, không có khả năng thuận lợi đạt được thâm hải chi mâu, lại không nghĩ tới, cái này ngay từ đầu giống như này không thuận. Ngay cả nghĩ ra được thâm hải chi mâu tung tích, đều muốn phó thác cho trời. Ông, nhưng mà, lương khâu đại sư này lời mới vừa dứt một đạo bóng dáng liền từ trong truyền tống trận đi ra. Khi thấy vị kia bóng dáng về sau, sở phong, lương khâu đại sư, sở hiên chính pháp, đều là đầy mắt kinh ngạc, đồng thời cũng có chút bối rối đi ra người, chính là cổ Minh Diên. Chỉ là, giờ phút này cổ Minh Diên, toàn thân trên dưới tản ra nhiệt khí, hai mắt tràn đầy tơ máu, da thịt càng là che kín bị phỏng vết thương, cả người càng là suy yếu cực kỳ, như nàng dạng này cao thủ, giờ phút này vậy mà đứng vững, đều là có chút bất ổn. Minh Diên, người làm sao? Nhìn thấy dạng này cổ Minh Diên, sở hiên chính pháp cực kỳ đau lòng, đi ra phía trước, liền muốn đỡ ở cổ Minh Diên. Cút ngay, nhưng mà, sở hiên chính pháp còn chưa tới phụ cận, cổ minh diên liền phất ống tay áo một cái đem sở hiên chính pháp đánh bay ra sau đó đi tới sở phong trước người đem sở phong sau lưng cõng sở linh khê ôm ở trong ngực linh khê nhìn xem ngực mình cặp mắt kia trống rỗng sở linh khê cổ minh diên thanh âm đều đang run rẩy cổ minh diên khi mới xuất hiện đợi trên mặt liền tràn đầy nước mắt thế nhưng là lúc này trong mắt nàng nước mắt lại là như thác nước như thế không ngừng chảy ra nàng thật thương tâm cực kỳ sở phong thậm chí có thể từ nàng tiếng khóc kia bên trong, cảm nhận được nội tâm của nàng thống khổ. Dù sao, bọn hắn đều cực kỳ quan tâm sở linh khê. Lệnh hồ hồng phi, ta muốn người lệnh hồ thiên tộc, vĩnh viễn không ngảy yên tĩnh. Bỗng nhiên, cổ minh diên ngửa mặt lên trời gào thét, thanh âm chấn động, ngay cả phía dưới bình tĩnh mặt biển đều bị tạc mở, đỉnh đầu mây đen càng bị thổi tan. Cổ minh diên sát ý, so sở phong trước đó phát tán, còn muốn nồng đậm. Chỉ là, cổ minh diên này nói cho hết lời về sau, lại là thân thể nghiêng một cái, ngất đi. chương 3701, Vĩ Đại Nhất Yêu. Tiền bối, thấy thế, sở phong vội vàng đỡ cổ Minh Diên. Cùng lúc đó, vậy phóng xuất ra kết giới chi lực, bắt đầu thay cổ Minh Diên chữa thương. Nhưng cái này một cảm ứng không sao, sở phong phát hiện, cổ Minh Diên cực kỳ suy yếu, linh hồn nàng, không chỉ có nóng hổi, càng phi thường hỗn loạn, thật giống như sắp tản mất như thế. Cổ Minh Diên cái này các cao thủ, vậy mà ở vào tính mệnh không giấy bảo lãnh thái ông ngay sau đó lại một đường kết giới trận pháp phù hiện đem cổ minh diên bao khỏa mà bắt đầu là lương khâu đại sư xuất thủ đại sư sở phong minh nguyên nàng làm sao có thể biến thành dạng này vào thời khắc này sở hiên chính pháp đi tới gần lúc này sở hiên chính pháp trên mặt dính đầy vết máu hiển nhiên là cổ minh diên vừa mới đem hắn đẩy ra gây thương tích đến nhưng hắn cũng không có mảy may ghi hận ngược lại là phi thường quan tâm cổ minh diên tình huống là thiêu đốt linh hồn. Sở Phong nói ra, thiêu đốt linh hồn, nghe được lời này, Sở Hiên chính pháp lập tức sắc mặt đại biến. Thân là tu võ giả, hắn há lại không biết, thiêu đốt linh hồn tính nguy hiểm, vậy đơn giản liền là tự sát. Thế là hắn vội vàng hỏi nói, nàng vì sao muốn làm như vậy? Hẳn là đặc thù nào đó thủ đoạn, có thể dùng thiêu đốt linh hồn phương thức, đến để thăng nàng tốc độ. Nếu không, nàng tại chúng ta về sau khởi hành, không có khả năng nhanh như vậy liền đuổi kịp chúng ta. Chắc hẳn, là nàng trở lại sở thị thiên tộc về sau, biết được các người nữ nhi sự tình, bởi vì lo lắng các người nữ nhi, cho nên không tiếc thủ đoạn, đuổi theo tới. Lương Khâu Đại Sư giải thích nói, nghe được lời này, sở hiên chính pháp rất đau lòng, phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, vặn vẹo trên mặt, nước mắt cùng huyết thủy sen lẫn trong một chỗ. Sở Phong nhận biết sở hiên chính pháp lâu như vậy, biết rõ sở hiên chính pháp là một cái thiết huyết ngạnh hán. Dù là đông đảo tu võ giả tạo thành thảo phạt đại quân, quân vây bốn mặt, dù là phệ huyết đường muốn đổ diệt sở thị thiên tộc, cũng chưa từng gặp sở hiên chính pháp lùi bước nửa bước, cũng chưa từng gặp hắn lưu qua một giọt nước mắt. Nhưng gần nhất mấy ngày nay thời gian, sở phong đã nhớ không rõ, sở hiên chính pháp khóc qua bao nhiêu lần. Nhưng để hắn rơi lệ, cũng chỉ có hai người, một cái là nữ nhi của hắn sở linh khê, mà một cái khác, chính là vợ hắn, cổ minh diên. Không quản cổ minh diên phải chăng thừa nhận sở hiên chính pháp, nhưng sở phong nhìn ra, Tại Sở Hiên Chính Pháp trong lòng, nhất định là yêu tha thiết cổ Minh Diên. Minh Diên, ngươi làm sao ngốc như vậy? Sở Hiên Chính Pháp lại lần nữa đi vào cổ Minh Diên trước người, hắn bắt đầu khởi động nước mắt trong mắt, tràn đầy đau lòng. Thế nhưng, cái kia vươn đi ra tay, lại chỉ dám dừng lại tại cổ Minh Diên ngoài thân, mà không dám đi đụng vào. Nhìn xem dạng này Sở Hiên Chính Pháp, Sở Phong nội tâm thở dài, tiền bối, chẳng lẽ ngươi không ngốc sao? Sở Phong hiện tại còn nhớ rõ, khi Lương Khâu đại sư nói Sở Linh Khê cần con mắt thời điểm, Sở Hiên chính pháp không chút do dự nói ra câu nói kia. Vì nữ nhi của hắn, hắn tình nguyện mất đi mình hai mắt. Hồi tưởng lúc ấy Sở Hiên chính pháp, nhìn nhìn lại lúc này, bởi vì lo lắng Sở Linh Khê, mà không tiếc thiêu đốt linh hồn, cũng phải đuổi đuổi mà đến cổ Minh Diên. Sở Phong trong lòng cảm khái ngàn vạn, nếu như thế gian có yêu, cái kia vĩ đại nhất yêu, nhất định là tình thương của cha, nhất định là cái yêu. Bởi vì chuyện quá khẩn cấp, Lương Khâu Đại sư ổn định cổ Minh Diên linh hồn về sau liền đem thay nó chữa thương trọng trách giao cho Sở Phong, mà Lương Khâu Đại sư thì là mang theo Sở Phong bọn hắn đi tìm hắn vị lão hiếu kia Minh Kính Hải mặc dù mặt ngoài bình tĩnh như cảnh nhưng hư không bên trên lại là lâu dài mưa to không có gián đoạn qua một ngày tại loại này ác liệt trong hoàn cảnh nhưng lại có một gian nhà lá xuất hiện ở nơi đây cái kia nhà lá không chỉ có rất nhỏ nhìn qua còn rất yếu đuối bình thường tới nói lấy minh kính hải lượng mưa, sợ là trong nháy mắt công phu, liền hội đem cái này nhà lá phá hủy. Thế nhưng, căn này nhà lá, đứng ở trên mặt biển, mây đen phía dưới, trong mưa gió, lại là liền một mảnh cỏ lá đều không có bị thổi đi, ương ngạnh để cho người ta cảm thấy thần kỳ. Mà nơi đây, chính là lương khâu đại sư vị hảo hiếu kia hiện đang ở địa phương. Lương khâu đại sư vị hảo hiếu kia, chính là một vị thần bí tồn tại. Lương khâu đại sư cùng hắn quen biết nhiều năm, nhưng căn bản không biết tên hắn, chỉ biết là hắn họ Chu. Tu võ giả trong thế giới, có rất nhiều ẩn thế cao thủ, những người này, không người biết đến, nhưng nhưng thực lực cực mạnh. Mà tại lương khâu đại sư trong ấn tượng, vị này lâu dài ẩn cư ở Minh Kính Hải Bằng Hiếu, chính là hắn chỗ nhận biết tổ võ tinh vực ẩn thế cao thủ bên trong, thực lực mạnh nhất một vị. Vị này họ Chu người, không chỉ tu vì tại trí tôn cảnh, hắn kết giới chi thuật, càng là tại lương khâu đại sư biết hắn thời điểm, đã là long văn cấp thánh bảo, Thế nhân đều nói, Lương Khâu Đại Sư là tổ võ tinh vực mạnh nhất giới linh sư, duy chỉ có Lương Khâu Đại Sư rõ ràng, vị này ẩn cư ở Minh Kính Hải Gia Hỏa, mới là tổ võ tinh vực mạnh nhất giới linh sư. Dạng này ẩn sĩ cao nhân, hắn ở lại chỗ, tự nhiên không chỉ là cái này nhà lá đơn giản như vậy. Đừng nhìn cái kia mưa to, đều là rơi vào nhà lá phía trên, nhưng kỳ thật nhà lá bên ngoài, lại là có một tầng kết giới. Kết giới kia sẽ không ảnh hưởng thời tiết, nhưng lại hội cách trở tu võ giả. Đây chính là, Lòng văn cấp thánh bảo giới linh sư kết giới trận pháp, người bình thường căn bản là không có cách xuyên thấu, chứa nói chi là, phát hiện vị này ẩn sĩ cao nhân. Bá bá bá, nhưng bỗng nhiên, mấy đạo bóng dáng, còn không thèm chú ý kết giới kia, đi thẳng tới nhà lá bên ngoài. Mấy vị này, tự nhiên chính là sở phong cùng lương khâu đại sư bọn người. Tại sở phong trị liệu phía dưới, lúc này cổ minh diên đã thức tỉnh tới, mặc dù còn rất là suy yếu, nhưng lại đã có ý thức chỉ có sở linh khê, vẫn còn đang hôn mê bên trong. Thật là may mắn, lão gia hỏa này, thế mà tại. Xuyên qua kết giới, lương khâu đại sư trên mặt, liền hiện ra vui mừng. Hắn lo lắng nhất, chính là sợ hắn vị lão hiếu này không tại, bởi vì hắn vị lão hiếu này, cơ hồ cực kỳ bớt ở chỗ này ở lại, phần lớn thời gian, đều ngâm tại minh kính hải bên trong, đồng thời mỗi lần đi ra ngoài, ngắn nhất cũng muốn nửa tháng, dài nhất thậm chí muốn mấy năm. Hôm nay, có việc gấp tìm hắn, mà hắn vừa vặn lại tại, đây cũng là cực kỳ may mắn trở. Lương Khâu, vì sao mang người xa lạ lại tới đây? Chẳng lẽ quên người ta ước định, một thanh âm, từ nhà lá bên trong truyền đến, thanh âm này không chỉ có băng lãnh, còn tràn ngập không vui, căn bản cũng không giống như là hoan nghênh hảo hữu bộ dáng. Chu Huynh, ta biết ngươi không thích bị người quấy dày, nhưng ta cũng là thật không có cách nào, hôm nay còn xin ngươi giúp đỡ chút. Lương Khâu Đại Sư nói ra, có chuyện gì, muốn ta hỗ trợ, trong phòng người hỏi. Ta muốn biết Thâm Hải Chim Mâu vị trí, Lương Khâu đại sư nói ra, Thâm Hải Chim Mâu, chân quý như thế chi vật, ta há có thể nói cho người khác. Trong phòng người nói ra, Chu huynh, tính mệnh du quan, xem ở lão phu trên mặt mũi, còn xin giúp đỡ chút. Lương Khâu đại sư nói ra, người khác tính mệnh du quan, cũng không phải tính mệnh của ngươi du quan. Trong phòng người nói ra, nói nhanh một chút cái kia Thâm Hải Chim Mâu ở nơi nào, nếu không ta liền phá hủy ngươi phòng. Bỗng nhiên một tiếng gầm thét vang lên là cổ minh diên cổ minh diên vốn chính là bạo tính tình huống chi hiện tại vẫn là con gái nàng tính mệnh du quan thời khắc nàng đều nguyện ý vì đuổi theo sở linh khê mà thiêu đốt mình linh hồn tự nhiên không muốn lãng phí thời gian nữa tất cả mọi người đều biết cổ minh diên đây không phải uy hiếp nàng là thật sẽ làm ra quá mức sự tình thế nhưng cổ minh diên lời này vừa nói ra lương khâu đại sư thì là dọa sợ không chỉ có đối cổ minh diên nháy mắt còn bí mật truyền âm, khuyên nàng không được tức giận. Bởi vì lương khâu đại sư, hắn người bạn này, là điển hình ăn mềm không ăn cứng. Đây chính là người cầu người thái độ, tốt, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ngươi là như thế nào phá hủy ta phòng. Quả nhiên, trong phòng vị kia, không chỉ có không có chút nào e ngại của Minh Diên ý tứ, ngược lại trong lời nói, còn hiển thị rõ khinh miệt. Hắn hoàn toàn, liền không có đem cổ Minh Diên để ở trong mắt. Mà từ trước đến nay cao cao tại thượng cổ Minh Diên, khi nào bị người như thế khinh thị qua sở phong có thể nhìn thấy cổ minh diên trong mắt bắt đầu khởi động lửa giận thậm chí trong lúc mơ hồ có thể cảm nhận được cổ minh diên phát tán sát ý lúc này nàng tựa như là một tòa núi lửa hoạt động lúc nào cũng có thể bộc phát mà chỉ cần nàng bộc phát vậy liền đem đã xảy ra là không thể ngăn cản sở phong bọn hắn ai đều ngăn không được cổ minh diên loại tình huống này sở phong sở hiên chính pháp cùng lương khâu đại sư tâm tình đều là khẩn trương tới cực điểm Bọn hắn rất sợ cổ Minh Diên động dùng vũ lực, dù sao không quản đối phương là có hay không ăn mềm không ăn cứng, nhưng hắn dù sao cũng là lương khâu đại sư bằng hiếu. Lương khâu đại sư, không ngại cực khổ, dẫn bọn hắn tới chỗ này, đã là phi thường nhân nghĩa. Nếu là cổ Minh Diên đối nó bằng hiếu động dùng vũ lực, vậy coi như là đúng lương khâu đại sư không tôn trọng. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác, bọn họ cũng đều biết, cổ Minh Diên là một cái cực kỳ không thể khống người. Phù phù, thế nhưng là đột nhiên, một tiếng vang trầm truyền đến. Sau một khắc, sở phong ba người đều là như là hóa đá bình thường, sững sờ tại nơi đó. Bọn hắn kinh ngạc phát hiện, không ai bị nổi cổ minh diên, vậy mà quỳ trên mặt đất. chương 3702, lấy mệnh đến đổi. Cổ minh diên hành động này, để sở phong các loại người nội tâm chấn động. Quỳ xuống động tác này, nhìn như đơn giản, nhưng cũng phải nhìn do ai tới làm. Cổ minh diên loại người này, thực chất bên trong đều tràn đầy kiêu ngạo, há hội hướng dưới người quỳ. Huống chi, vẫn là loại này, gan dám khinh thị nàng người. Thế nhưng là hôm nay, nàng lại vẫn cứ thỏa hiệp. Mà sở phong bọn người đều biết, để cổ minh diên thỏa hiệp, chính là sở linh khê. Tiền bối, vừa mới ta nhiều có đắc tội, tiền bối như muốn động khí, làm sao trừng phạt ta đều có thể. Chỉ là, van cầu ngài, có thể hay không cáo chi cái kia thâm hải chi mưu tung tích. Cổ minh diên không chỉ có quỳ xuống, lại còn lấy hèn mọn giọng điệu, hướng vị kia xin lỗi, khẩn cầu. Nhìn xem dạng này cổ minh diên, sở hiên chính pháp cùng lương khâu đại sư trong mắt, hiện đầy phức tạp. Cái này hay là bọn hắn lần thứ nhất, nhìn thấy cổ minh diên, đi cầu một người. Hướng lão phu đập 10 cái khấu đầu, lão phu suy tính một chút. Trong phòng, truyền đến vị kia thanh âm, chỉ là thanh âm này vang lên về sau, chứa nói sở phong cùng sở hiên chính pháp, ngay cả lương khâu đại sư đều là run lên trong lòng. Ngay cả lương khâu đại sư, đều là cảm thấy, hắn vị bằng hữu này quả thực thật quá mức một cái tiểu mèo đều có nó tính tình huống chi cái này cổ minh diên chính là mãnh hổ bên trong mãnh hổ dạng này đối đãi nàng đơn giản có thể nói là rước hỏa vào thân thậm chí là tự tìm đường chết có ai nghĩ được cái kia cổ minh diên không chỉ có không hề tức giận ngược lại là không chút do so dự nàng vậy mà thật đi dập đầu bá nhưng mà ngay tại cổ minh diên đầu sắp đập hạ thời điểm lại có một cái tay che lại nàng cái chán đưa nàng ngăn trở cái tay kia không phải sở phong cũng không phải lương khâu đại sư càng không phải là sở hiên chính pháp cái tay kia đến từ một vị lão giả vị lão giả này gầy như que củi sắc mặt tái nhợt là loại kia giống như là mắc bệnh nặng trắng bệch hắn khuôn mặt không chỉ có xấu xí vẫn là loại kia nhìn cực kỳ xảo trá cực kỳ vô tình khuôn mặt mà hắn tự nhiên chính là lương khâu đại sư trong miệng vị hảo hữu kia đem cổ minh diên dìu dắt đứng lên về sau vị kia liền nhìn về phía cái kia giờ phút này ghé vào cổ minh diên trên lưng, vẫn lâm vào hôn mê sở linh khê. Nhìn xem lúc này sở linh khê, ngay cả vị lão giả này trong mắt, đều hiện ra một vòng cảm khái. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, lão phu vậy sẽ không tin tưởng, lại có người có thể để cổ minh diên quỳ xuống đất nhận lầm. Tiểu nha đầu, người nhưng thật là có chút bản sự. Vị lão giả kia cười nhạt nói, tiền bối, cầu van xin ngài. Cầu ngài cáo chi ta thâm hải chi mưu vị trí, ta nguyện ý dùng bất kỳ vật gì, đến cùng ngài trao đổi. Bỗng nhiên, sở hiên chính pháp cũng là quỳ trên mặt đất, không thể chờ đợi được, muốn trị liệu sở linh khê hắn, bắt đầu hướng vị lão giả này khẩn cầu. Nhưng đối mặt sở hiên chính pháp khẩn cầu, vị lão giả kia lại là lạnh nhạt một cười. Cùng ta đến đổi, người thứ quỷ nghèo này, trên thân liền thanh nửa thành tôn binh đều không có, cầm cái gì đổi cái kia trí cao vô thượng thâm hải chim mâu. Lời này vừa nói ra, sở hiên chính pháp cũng là một mặt xấu hổ, như lão giả nói, hắn xác thực không có có đồ vật gì, có thể đi đổi lấy thâm hải chim mâu. Hắn cũng là quá gấp, vội vã muốn cứu sở Linh Khê, vội ý thức liền nói ra cái kia lời nói, lúc này hắn cũng biết, hắn lời nói này sai. Tiền bối, vãn bối vội ý đắc tội ngài, chỉ là ngài cũng có thể nhìn ra, Linh Khê tình huống rất là nguy hiểm cho. Nếu là còn có những biện pháp khác, vãn bối vậy sẽ không tới phiền phức ngài. Tiền bối, ngài mở điều kiện đi, chỉ cần ngài nói, chúng ta coi như hiện tại không cách nào đổi lấy, ngày sau vậy định hội đổi lấy. Cầu ngài, cáo chi ta, thâm hải chi mâu vị trí. Sở phong nói ra, người cái này bé con, ngược lại là biết nói chuyện, lời này nghe được lão phu trong lòng thoải mái. Lão giả nhìn về phía sở phong, chợt hỏi, chỉ là tiểu tử, người nói điều kiện gì, người đều đổi lấy, cái kia dùng mạng ngươi đến trả, người nguyện ý không? Ta nguyện ý, sở phong không chút do dự, sở phong, không thể, nhưng mà, sở phong lời này vừa nói ra, sở hiên chính pháp, cùng lương khâu đại sư, bao quát cổ minh diên ở bên trong, ba người này lại là thần sắc đại biến, gần như đồng thời nói ra khuyên can lời nói. Tận quản, bọn hắn vậy đều hy vọng trị liệu sở linh khê, nhưng lại đều không muốn dùng sở phong mệnh, đi đổi về sở linh khê quang minh. Nếu như, thật là dạng này đem đổi lấy sở linh khê quang minh lời nói, đừng nói là các nàng sẽ tâm tồn ái náy, ngay cả sở linh khê vậy sẽ không tha thứ mình. Tiền bối, nếu như ngài thật muốn ta mệnh, ta liền cho ngài. Nhưng lúc này, sở phong lại là một mặt kiên quyết tận quản, là sở linh khê chủ động muốn đi đánh với lệnh hồ hồng phi một trận. Nhưng lệnh hồ hồng phi chạy đến sở thị thiên tộc tới khiêu chiến, dù sao cũng là bởi vì sở phong mà lên. Cho nên, đối với sở linh khê bây giờ hạ tràng, sở phong nội tâm tràn đầy thua thiệt. Mặc dù sở phong cũng không muốn chết, bởi vì hắn còn có rất nhiều chuyện muốn làm, hắn thậm chí còn không có gặp qua mẫu thân hắn, không có gặp qua gia gia hắn, không cứu được về tô nhu tô mỹ, không có tìm được tím linh, cũng không kịp cùng đản đản cáo biệt. Nhưng, nếu như lúc này muốn hắn chết, hắn còn thì nguyện ý, hắn thật nguyện ý dùng tính mạng hắn, đến vì Sở Linh khê đổi lấy khôi phục thị lực cơ hội. Lão phu cùng ngươi không oán không cừu, vì sao muốn mạng ngươi?" Vị lão giả kia nhàn nhạt một cười, chợt nói ra. "Bất quá, các ngươi cần phải biết, Minh Kính Hải hàng năm có 7 ngày, thủy triều nhất là mãnh liệt. Cái này 7 ngày, có thể nói là Minh Kính Hải nguy hiểm nhất thời kỳ, không có người sẽ ở thời kỳ này tiến vào Minh Kính Hải. Mà này 7 người Bị thế người coi là cấm kỵ 7 ngày, cái này trong vòng 7 ngày, không ai dám nhập Minh Kính Hải. Vị lão giả kia nói ra, nghe được lời này, Cổ Minh duyên Sở Hiên Chính Pháp, Lương Khâu đại sư đám ba người, sắc mặt đều là trở nên khó coi. Đối với cái này cái gọi là cấm kỵ 7 ngày, bọn họ đều là có nghe thấy. "Chu huynh, nên sẽ không hiện tại, vừa vặn liền là cấm kỵ 7 ngày a." À. Lương Khâu đại sư hỏi, "Thật là thật không may, hiện tại vừa vặn liền là Minh Kính Hải cấm kỵ 7 ngày." nhất xảo là, hết lần này tới lần khác là từ hôm nay trở đi, nói cách khác, như phải chờ tới cái này nguy hiểm nhất thời kỳ kết thúc, còn cần 7 ngày. Nhưng lão phu nhìn ra, cái tiểu nha đầu này thời gian, tựa hồ chỉ có hai ngày, chỗ lấy các người đợi không được. Nếu muốn muốn giúp nàng tranh thủ cơ hội, các người nhất định phải lấy mệnh đi đọ sức. Các ngươi thật nguyện ý không? Lão giả hỏi, ta nguyện ý, ba đạo thanh âm đồng thời vang lên, sở phong, cổ minh diên, sở hiên chính pháp, đều là không chút do dự liền đáp ứng. Tốt, có loại, kỳ thật cái kia thâm hải chi mâu cũng không thuộc về lão phu, nó thuộc về Minh Kính Hải. Các ngươi nếu là thật là có bản lĩnh, đưa nó nắm bắt tới tay, vậy dĩ nhiên liền thuộc cho các ngươi. Mà các ngươi đã có can đảm này đi khiêu chiến, lão phu ngược lại vậy muốn nhìn một chút, các ngươi có thể thành công hay không. Đi theo ta a, à, lão giả này nói cho hết lời, liền bạt không mà lên. Thấy thế, Sở Phong bọn người thì là vội vàng đi theo tại lão giả dẫn đường dưới bọn hắn đi tới một mảnh không giống bình thường khu vực minh kính hải mặc dù sóng ngầm mãnh liệt nhưng chỉ ít mặt ngoài nhìn qua cực kỳ tường hòa thậm chí có thể nói là cực đẹp đẹp không chân thực loại kia nhưng lúc này sở phong bọn người phía dưới hải vực lại cùng minh kính hải cái khác hải vực không giống nhau dạng tận quản vùng biển này cũng là mặt biển như cảnh thế nhưng là mảnh này nước biển đúng là màu đen kịt thật giống như đó là một cái có thể ăn người ác linh miệc sâu không thấy đáy nguy cơ tứ phía để cho người ta nhìn thấy liền sinh lòng bất an thâm hải chi mâu liền tại cái này phương nhưng nhất định phải nhắc nhở các ngươi là thâm hải chi mâu nhưng không dễ dàng như vậy cầm tới ngươi liền không phải đi xuống bởi vì ngươi coi như đi xuống cũng là không công chịu chết vị lão giả kia chỉ vào sở hiên chính pháp nói ra đồng thời nói xong lời này về sau hắn vừa nhìn về phía sở phong cùng cổ minh diên tiếp tục nói cái nào sợ hai người các ngươi cũng chưa chắc có thể còn sống đi ra. Phúc, Phúc, nhưng mà, vị lão giả kia này lời mới vừa dứt, phía dưới liền tóe lên hai đạo bọt nước. Sở Phong cùng Cổ Minh Diên đều biến mất, hai người bọn họ đã tiến nhập Minh Kính Hải bên trong. Chỉ có Sở Phong thanh âm quanh quẩn tại trên mặt biển, bạo trong mưa. Đa tạ tiền bối chỉ điểm, chương 3703, quật cường Sở Phong. Sở Phong cùng Cổ Minh Diên gần như đồng thời rơi vào Minh Kính Hải. Tiến vào nơi này, sở phong liền có thể trông thấy mãnh liệt thủy triều tại đáy biển này bên trong tàn phá bừa bãi quả nhiên minh kính hải danh bất hư truyền bên ngoài mặc dù nhìn xem vẻ thanh bình nhưng cái này nước biển bên trong lại là sóng lớn mãnh liệt nguy cơ tứ phía mà nói lấy nguy cơ tứ phía đó là bởi vì sở phong tiến vào nơi đây về sau liền có thể cảm giác rét lạnh thấu xương cái loại cảm giác này tựa như là băng lãnh lưỡi đao không ngừng từ trên người chính mình cướp qua bình thường càng là hướng phía dưới cảm giác kia càng là mãnh liệt. Mà loại này áp bách tính chính là cái này Minh Kính Hải nước biển mang cho Sở Phong. Vừa vận rất tốt tại, còn có thể thừa nhận được, thân thể vậy sẽ không tạo thành tính thực chất tổn thương. Mà nhất lệnh Sở Phong mừng rỡ là, mặc dù tại Minh Kính Hải bên ngoài, Sở Phong Thiên Nhãn không phát huy ra bất cứ tác dụng gì. Nhưng làm Sở Phong rơi vào Minh Kính Hải về sau, Sở Phong Thiên Nhãn rốt cục có thể phát huy tác dụng. Sở Phong có thể nhìn thấy, tại cái này nước biển chỗ sâu có một đạo sâu lam sắc quang mang quang mang kia mặc dù rất yếu nhưng lại vậy rất là kỳ lạ sở phong kết luận đó phải là trong truyền thuyết thiên địa kỳ vật thâm hải chi mâu bá nhưng mà cơ hồ tại sở phong phát hiện thâm hải chi mâu vị trí đồng thời cổ minh diên đã là thẳng đến thâm hải chi mâu vị trí bay vút đi hiển nhiên cổ minh diên cũng có được nàng đặc thù quan sát thủ đoạn nàng vậy phát hiện thâm hải chi mâu vị trí ô hoa à, thế nhưng cổ minh diên còn chưa tới gần thâm hải chi mâu liền hét thảm một tiếng. Sở Phong có thể nhìn thấy một cỗ to lớn thủy triều từ dưới đáy biển phương sông ra. Cái kia thủy triều lực lượng cực mạnh, không chỉ có đem Cổ Minh Diên đẩy trở về, còn có mảng lớn máu tươi từ Cổ Minh Diên thân thể chảy ra. Cổ Minh Diên thụ thương, đồng thời cái này thương thế còn không nhẹ. Tiền bối, Sở Phong vội vàng đi vào Cổ Minh Diên phụ cận, muốn muốn trợ giúp Cổ Minh Diên chữa thương. Thế nhưng, Sở Phong vừa mới tới gần Cổ Minh Diên Cổ Minh Diên liền lại lần nữa khởi hành. Lần này, Cổ Minh Diên trên thân, phóng xuất ra bạch sắc quang mang. Đó là một loại tiên pháp, là có thể tăng thêm tốc độ tiên pháp. Tiên pháp thi triển mà ra, Cổ Minh Diên hóa thành một đạo bạch quang, lại lần nữa hướng cái kia thâm hải chim mâu đánh tới. Ô hoa, nhưng mà, lần này cùng lúc trước như thế, Cổ Minh Diên còn chưa tới gần thâm hải chim mâu, liền bị cái kia cỗ to lớn thủy triều cho trùng kích mà quay về. Đáng giận, đó là thứ quỷ gì? căn bản là không có cách tới gần cổ minh diên lúc này máu me khắp người từng đạo đẫm máu vết thương bầy kín toàn thân thế nhưng là nàng ánh mắt lại vẫn ngưng tụ tại cái kia thâm hải chim mâu chỗ phương hướng trong mắt tràn ngập phẫn nộ không cam lòng tiền bối cái này minh kính hải áp bách tính tựa hồ đối với cảnh giới không có quá nhiều yêu cầu a à. sở phong hỏi sở phong sở dĩ hỏi như vậy là bởi vì hắn cùng cổ minh diên tu vi tranh lệch to lớn nếu như nói cái này minh kính hải áp bách tính, là đơn thuần lực lượng áp chế, cái kia cổ minh diên chỗ chiều sâu, hẳn là sở phong chỗ khó có thể chịu đựng. Nhưng là bây giờ, sở phong cùng cổ minh diên ở vào giống nhau thủy vực, bọn hắn đều thừa nhận áp lực, nhưng áp lực này tựa hồ là giống nhau. Chỉ ít, mang cho bọn hắn thống khổ, là giống nhau, sở phong cũng không có bởi vì so cổ minh diên tu vi yếu, liền tiếp nhận càng lớn áp bách tính. Là, minh kính hải áp bách tính, là bởi vì người mà định ra, vô luận là tu vi gì, thừa nhận áp bách tính, cơ hồ đều là như thế. Cổ Minh Diên nói ra, nhưng đã tất cả mọi người, tiến vào nơi đây tiếp nhận áp bách tính đều là giống nhau, cái kia vì sao lương khâu đại sư nói, võ tiên phía dưới tiến vào cái này Minh Kính Hải, liền sẽ bị xé thành phấn vụn. Mà lương khâu đại sư bằng hiếu, cũng nói sở hiên chính pháp tiền bối, không có thể vào nơi này. Sở phong lại lần nữa hỏi, theo tu vi tăng lên, nghị lực vậy sẽ tăng lên, người hẳn là phát hiện, nơi này áp bách tính sẽ mang lại cho người đau đớn, nhưng nhục thân cũng không nhận được tổn thương kỳ thật nó làm hao mòn liền là người ý chí lực cái này minh kính hải càng nhiều là tra tấn người nghị lực nếu là nghị lực chịu không được linh hồn liền tan họp rơi phó tiên cảnh phía dưới người nghị lực không đủ coi như minh kính hải cho bọn hắn áp bách tính cùng chúng ta là giống nhau nhưng bọn hắn lại không chịu nổi sở phong người vậy hẳn phải biết người có thể thừa nhận được ở nơi này áp bách là bởi vì người nghị lực kinh người a dù sao ngươi cũng không chỉ là tôn giả cảnh tu võ giả, ngươi vẫn là thánh bảo giới linh sư." Cổ Minh Diên nói xong lời này à, nhưng lại thần sắc biến đổi, hỏi: "Ngươi vì sao đột nhiên hỏi loại vấn đề này?" Kỳ thật Vãn Bối đã có suy đoán, nhưng lại không cách nào xác định, cho nên muốn từ Tiền Bối nơi này xác định một cái. Mà bây giờ đã xác định, cái kia liền có thể đi lấy cái kia thâm hải chim mâu." Sở Phong nói xong lời này, liền đưa ánh mắt về phía phía dưới. "Tiền Bối, ta vừa mới có quan sát được" cái kia đem ngài kích thương thủy triều, chính là từ một cái cỡ nhỏ trận pháp phóng thích mà ra. Ta đi đem cái kia trận pháp phong tỏa, sau đó ngài lại đi lấy thâm hải chi mâu. Sở phong nói ra, sở phong, cái kia thủy triều cùng minh kính hải bên trong áp bách nhưng khác biệt, đó là sẽ tạo thành tính thực chất tổn thương. Người nhìn, ngay cả ta đều bộ dáng này, người nếu muốn lọt vào thủy triều công kích, định hội hình thần câu diệt. Cổ Minh Diên nói ra, tiền bối, ta cảm thấy, cái kia thủy triều cùng minh kính hải lực áp bách là như thế. Coi như người ta tranh lệch cảnh giới rất lớn, nhưng nó mang cho người ta áp bách, lại là giống nhau. Ta thừa nhận, không thể so với tiền bối nhiều. Sở phong nói xong lời này, liền chuẩn bị hướng phía dưới phương bước đi. Không thể, nhưng mà, sở phong vừa muốn động thân, liền bị cổ minh Diên cho kéo lại. Tiền bối, thời gian không nhiều lắm, nhất định phải nhanh cầm tới thâm hải chim mâu, nếu không chúng ta liền đi không. Sở phong quay đầu nói ra, vậy cũng không thể cầm tính mệnh của ngươi đi mạo hiểm, Cổ Minh Diên nói ra, tiền bối, ngài vừa mới cũng đã nói, ta cũng không phải bình thường tôn giả cảnh tu võ giả, ta còn là một vị thánh bảo giới linh sư. Cho nên, người hẳn là tin tưởng ta phán đoán. Sở Phong nói ra, cổ Minh Diên trong mắt lóe ra phức tạp ánh mắt, trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải. Không được, muốn đi cũng là ta đi, ta đi ngăn chặn cái kia trận pháp, người đi lấy thâm hải chi mâu. Cổ Minh Diên nói ra, tiền bối, ngài đã vừa mới thử qua, ngài làm không được, nhưng có lẽ ta có thể sở phong nói ra không thể ta không thể để cho ngươi đi mạo hiểm cổ minh diên trên mặt hiện đầy kiên quyết nghe được lời này sở phong trong mắt tránh qua vẻ tàn nhẫn sau đó cắn chặt hàm răng mặt lộ vẻ thống khổ ngay sau đó khóe miệng của hắn lại bắt đầu tràn ra huyết dịch chỉ là trong nháy mắt sở phong liền suy yếu không ít tựa như là bị trọng thương bình thường sở phong ngươi tại làm cái gì ngươi điên rồi sao gặp tình hình này cổ minh diên sắc mặt đại biến bởi vì nàng đã phát hiện sở phong là tại tử tổn linh hồn loại hành vi này đơn giản liền là tự sát tiền bối đây là chính ta quyết định xin ngài tôn trọng ta quyết định thả ta ra để cho ta đi thử xem sở phong lại lần nữa nói với cổ minh diên ngươi lúc này cổ minh diên biến cực kỳ khó xử nàng thật không muốn sở phong đi mạo hiểm thế nhưng là sở phong quá quật cường nếu như nàng tiếp tục ngăn đón sở phong sở phong nhất định sẽ tiếp tục thương tổn tới mình lúc kia làm không tốt sở phong thật hội bởi vì tổn hại linh hồn mà chết đi ai cổ minh diên đã phẫn nộ vừa bất đắc dĩ thở dài một tiếng đồng thời vậy buông ra cái kia bắt lấy sở phong tay vậy ngươi cẩn thận một chút chậm rãi tới gần nếu là không được lập tức lui về đến linh khê coi như không cách nào trị liệu nhiều lắm thì mù nhưng khẳng định còn có những biện pháp khác trị liệu nhưng ngươi tuyệt đối không thể bởi vậy mà mất mạng cổ minh diên nói ra tiền bối yên tâm ta có chừng mực sở phong thì là nhàn nhạt, nhạt một cười sau đó liền quay người hướng cái kia thâm hải chi mâu phương hướng bơi đi mà nhìn xem sở phong hạ lặn bóng lưng cổ minh diên trên mặt không chỉ có tràn đầy bất an trong mắt cũng là tràn ngập phức tạp thần sắc nếu không có tận mắt nhìn thấy nàng vậy sẽ không tin tưởng sở phong vậy mà thật sẽ vì sở linh khê không tiếc đặt mình vào nguy hiểm sở phong hành động này chính là một trận đánh bạc là cầm tính mạng hắn đi cược nếu như đúng như sở phong nói cái kia thủy triều lực lượng Cùng nơi đây áp bách tính như thế, cái kia Sở Phong liền có thể sống. Nhưng nếu như cái kia thủy triều lực lượng là lực lượng tuyệt đối, như vậy Sở Phong chắc chắn phải chết. Chương 3704, đáng sợ cấm địa. Khi Sở Phong cùng Cổ Minh Diên tiến vào Minh Kính Hải, nghĩ hết biện pháp, lại đoạt được cái kia thâm hải chim mâu đồng thời. Tại tổ võ tinh vực một nơi khác, lại phát sinh một cảnh khác. Lệnh Hồ Thiên tộc có một tòa cấm địa, này cấm địa lâu dài phong bế, ngoại trừ lệnh hồ thiên tộc tộc trưởng bên ngoài, bất luận kẻ nào đều không được đi vào. Ngay cả lệnh hồ thiên tộc thái thượng trưởng lão, vậy không có tư cách tiến vào bên trong. Thế nhưng là hôm nay, tòa này cấm địa lại bị mở ra. Lần này, có 5 người tiến nhập tòa này cấm địa. Trong đó hai vị lão ông, một vị lão phụ, mà bọn họ theo thứ tự là Thái Thượng Trưởng Lão Lệnh Hồ Văn Thái, Thái Thượng Trưởng Lão Lệnh Hồ Vũ Hoa, Thái Thượng Trưởng Lão Lệnh Hồ Bắc Viễn, Lệnh Hồ Thiên Tộc, tổng cộng có 8 vị thái thượng trưởng lão. Trong đó 5 vị là tôn giả đỉnh phong, chỉ có 3 vị, đạt đến trí tôn cảnh. Cho nên ba vị này, tại lệnh hồ thiên tộc có địa vị đặc thù, chính là là tộc trưởng phía dưới chiến lược mạnh nhất. Mà ba vị này trí tôn cảnh cường giả, chính là lúc này ở trận, lệnh hồ Vũ Hoa, lệnh hồ Văn Thái, cùng lệnh hồ Bắc Viễn. Ngoại trừ 3 vị này thái thượng trưởng lão bên ngoài, còn có một vị nam tử trung niên. Tên nam tử này, khí chất bất phàm, dù là trung niên bộ dáng, nhưng cũng không cách nào che giấu hắn anh tuấn khuôn mặt bất quá hắn nhưng lại có mái đầu bạc trắng tuyết trắng tóc dài Tàn mát mà xuống cho đến lòng bàn chân lại phối hợp hắn cái kia một tịch áo trắng có thể nói là cực kỳ phiêu giật hắn đứng ở chỗ này đối mặt ba vị thái thượng trưởng lão không chỉ có không có chút nào kiêng kỵ ngược lại là cái kia ba vị trưởng lão quy củ đứng sau lưng hắn bởi vì tên nam tử này chính là lệnh hồ thiên tộc người mạnh nhất đương kim lệnh hồ thiên tộc tộc trưởng lệnh hồ chỉ thế mà ngoại trừ lệnh hồ thiên tộc tộc trưởng cùng ba vị thái thượng trưởng lão bên ngoài còn có một vị tiểu bối vị này tiểu bối chính là lệnh hồ thiên tộc mạnh nhất thiên tài lệnh hồ hồng phi tộc trưởng đại nhân hồng phi không muốn mạo phạm chỉ là ta rõ ràng có thể lập tức diệt trừ cái kia sở phong mà ngài vội vã đem ta gọi trở về ta vốn cho rằng trong tộc phát sinh đại sự kết quả liền bởi vì cái này trận pháp mở ra lúc này lệnh hồ hồng phi nội tâm cực kỳ không vui. Hắn ngày đó tại Sở thị Thiên tộc bên ngoài, có tuyệt đối tự tin có thể đánh bại Sở Phong. Nhưng Sở thị Thiên tộc tộc trưởng lại phát ra khẩn cấp triệu hồi lệnh. Khẩn cấp triệu hồi lệnh bên trên, không chỉ có để hắn lập tức trở về đến lệnh hồ Thiên tộc, còn nói cho hắn biết, cùng Sở Phong định ra 3 tháng về sau tái chiến ước định. Hắn cho là có đại chuyện phát sinh, liền lập tức chạy về trong tộc. Không nghĩ, chỉ là tòa trận pháp này mở ra, muốn hắn nhập trận tu luyện. Hồng phi ngươi cần phải biết ta chuẩn bị tòa trận pháp này nhưng cũng là vì ngươi mà trận này mở ra thời gian có hạn há có thể sai qua cơ hội tốt lệnh hồ thiên tộc tộc trưởng hỏi lại đường tộc trưởng đại nhân hồng phi biết ngài là vì ta thế nhưng cái kia sở phong hại ta chịu nhục ta nuốt không trôi khẩu khí này lệnh hồ hồng phi nói ra chỉ cần thực lực ngươi đầy đủ nhưng muốn đối phó hắn làm gì nóng lòng nhất thời trừ phi ngươi sợ hãi sợ hãi kéo dài thời gian ngươi không phải cái kia sở phong đối thủ lệnh hồ thiên tộc tộc trưởng nói ra ta sợ hắn ta chỉ là muốn không thể chờ đợi được giáo huấn hắn thôi lệnh hồ hồng phi nói ra đã không sợ ba tháng về sau sau đó giáo huấn hắn là được mà bây giờ ngươi trước vào trận a lệnh hồ thiên tộc tộc trưởng nói ra lúc này lệnh hồ hồng phi đem ánh mắt nhìn về phía tòa kia cái gọi là đại trận đại trận kia là một cái cửa hang cửa hang mở ra chiếu bắn ra hào quang màu đỏ như máu thậm chí trong lúc mơ hồ có thể nghe thấy kinh khủng kêu rên phi thường làm người ta sợ hãi thế nhưng là nhưng không nhìn thấy trong động khẩu tình huống cụ thể dạng này một tòa đại trận ngay cả lệnh hồ hồng phi đều là có chút e ngại tộc trưởng đại nhân đại trận này bên trong đến tột cùng có cái gì ngài chỉ nói đối ta có chỗ tốt nhưng lại chưa bao giờ nói cho ta biết đến cùng là như thế nào chỗ tốt lệnh hồ hồng phi hỏi cùng lúc đó cái khác ba vị thái thượng trưởng lão cũng đều là quang tới hiếu kỳ ánh mắt Bọn hắn cùng Lệnh Hồ Hồng Phi như thế, đều muốn biết, tòa này nghiêm mật như vậy trong cấm địa, đến tột cùng cất giấu như thế nào đồ vật. Chỉ là, đối mặt Lệnh Hồ Hồng Phi hiếu kỳ ánh mắt, Lệnh Hồ Thiên tộc tộc trưởng lại là nhàn nhạt, nhạt một cười, nói ra, "Chưa có hỏi nhiều, đối đãi ngươi ra tới thời điểm, ngươi hội cảm tạ ta." Nghe được lời này, Lệnh Hồ Hồng Phi cũng là rất cảm thấy bất đắc dĩ, hắn còn là lần đầu tiên gặp tộc trưởng đại nhân, dạng này thừa nước đục thả câu. Lệnh Hồ Hồng Phi, nhưng nhưng vào lúc này một đạo gầm thét bỗng nhiên vang lên, ngay sau đó ba đạo bóng dáng bay lượn mà đến. Cầm đầu chính là lệnh hồ duyệt duyệt, mà hai vị khác chính là lệnh hồ thiên tộc trưởng lão. Tộc trưởng đại nhân, thái thượng trưởng lão đại nhân, thực sự thật có lỗi, chúng ta không có ngăn lại duyệt duyệt công chúa. Sau khi hạ xuống, hai vị kia trưởng lão, vội vàng quỳ mà xin lỗi, trên mặt càng là hiện đầy sợ hãi. Bọn hắn rất rõ ràng, cái này cấm địa bọn hắn là không cho phép tiến đến. Đi xuống đi, độc trưởng đại nhân khoát tay áo thấy thế hai vị kia trưởng lão thì là vội vàng thi lễ sau đó tựa như cùng thoát khỏi miệng cọp bình thường lấy tốc độ nhanh nhất rời đi nơi đây duyệt duyệt có chuyện gì sao lệnh hồ hồng phi tiến lên hỏi lệnh hồ hồng phi người thật là năng lực sở trường người đối phó sở phong ta không có ý kiến nhưng ngươi vì sao muốn móc xuống cái kia sở linh khê hai mắt ta nghe nói cái kia sở linh khê thế nhưng là một cái nữ hài tử trước mặt mọi người móc xuống nữ hài tử hai mắt ngươi làm như vậy có phải hay không thật quá mức? Lệnh hồ duyệt duyệt rất là oán giận chất vấn nói. Duyệt duyệt, ngươi cần phải biết rằng, nhà đầu kia mở miệng nhục nhã ta lệnh hồ thiên tộc, ta không có giết nàng, đã là ta nhân từ. Lệnh hồ hồng phi nói ra, có thể coi là như thế, ngươi cũng không nên làm như vậy, ngươi làm như vậy, là sẽ bị người trong thiên hạ chỗ hổ thẹn cười. Bọn hắn sẽ nói ngươi lệnh hồ hồng phi ngang ngược vô lý Trước kia ngươi Cũng không phải cái dạng này Trước kia ngươi càng là không thể nào làm ra loại sự tình này. Lệnh hồ duyệt duyệt tiếp tục nói, ngao ô, nhưng nhưng vào lúc này, cái kia trận pháp bên trong, chợt truyền đến một tiếng cực kỳ chói tai gầm thét. Thanh âm kia phi thường khủng bố, đem lệnh hồ duyệt duyệt dọa sắc mặt đại biến, vội vàng trốn đến lệnh hồ thiên tộc tộc trưởng sau lưng. Hồng phi, không cần để ý hội duyệt duyệt, đi vào đi, chớ nếu bỏ lỡ thời gian tốt nhất. Lệnh hồ thiên tộc tộc trưởng nói ra, mà nghe được lời này, tận quản lệnh hồ hồng phi vậy là có chút sợ hãi, nhưng vẫn là kiên trì đi vào trong đó ầm ầm khi lệnh hồ hồng phi bước vào trong đó về sau cái kia cửa hang liền lập tức phong bế phụ thân ở trong đó là cái gì a à, lúc này lệnh hồ duyệt duyệt nhìn về phía lệnh hồ thiên tộc tộc trưởng mà lệnh hồ thiên tộc tộc trưởng trên mặt thì là treo đầy vẻ hưng phấn đó là một cái có thể để ngươi hồng phi ca ca lại lần nữa thuế biến địa phương khi hắn trở ra thời điểm hắn chính là tổ võ tinh vực từ trước tới nay mạnh nhất thiên tài chớ nói cái kia sở phong, coi như năm đó sở hiên viên, cùng sở hàn tiên, vậy đem trở thành quá khứ. Lệnh hồ thiên tộc tộc trưởng trong lời nói, tràn đầy tự tin. Mà nghe được hắn lời nói về sau, ba vị thái thượng trưởng lão cùng lệnh hồ duyệt duyệt, mặc dù vẫn không biết, cái kia trận pháp đến cùng là cái gì. Nhưng lại đều ý thức được, tòa trận pháp này không thể coi thường. Trường 3705, cổ quái kết giới môn. Phụ thân, ngài hẳn là quản một quản hồng phi ca. Hắn hiện tại thay đổi, trở nên không giống như trước hắn. Lệnh hồ duyệt duyệt nói ra, duyệt duyệt, cái này mới là người chân chính hồng phi ca, chỉ có thể nói người trước kia cũng không hiểu rõ hắn. Lệnh hồ thiên tộc tộc trưởng nói ra, phụ thân, ngài ý tứ, nghe được lời này, lệnh hồ duyệt duyệt thần sắc biến hóa, trong mắt hiện ra bất an. Duyệt duyệt, trước kia ta lệnh hồ thiên tộc cần ẩn nhẫn, nhưng bây giờ không cần. Hồng phi, hắn không cần thiết tại làm cái kia, có tri thức hiểu lễ nghĩa người trẻ tuổi, hắn hiện tại có thể làm một cái, để người trong thiên hạ đều e ngại người. Lệnh hồ thiên tộc tộc trưởng, nói với lệnh hồ duyệt duyệt. Nghe được nơi này, lệnh hồ duyệt duyệt trong mắt bất an càng đập, tựa hồ có rất nhiều lời muốn nói, nhưng cuối cùng lại một câu đều không có nói ra. Nàng trên người lệnh hồ hồng phi cảm nhận được giã tâm, thế nhưng là tại hắn trên thân phụ thân, loại này giã tâm lại càng mạnh. Mà nàng cũng không biết, đây đối với lệnh hồ thiên tộc tới nói, đến tột cùng là chuyện tốt, vẫn là chuyện xấu nhưng nàng cũng không thích dạng này lệnh hồ hồng phi vậy cũng không thích dạng này phụ thân nhưng nàng lại vô cùng rõ ràng nàng căn bản là không có cách cải biến đây hết thảy tộc trưởng đại nhân bỗng nhiên có một vị lão giả nhanh chóng bay lượn mà đến rơi vào lệnh hồ thiên tộc tộc trưởng bên cạnh chỉ không qua vị lão giả này cũng không phải tìm thường trưởng lão hắn cũng là lệnh hồ thiên tộc thái thượng trưởng lão tận quản theo lý mà nói cho dù là hắn vậy không có tư cách tiến vào nơi đây thế nhưng là lúc này lệnh hồ thiên tộc tộc trưởng tâm tình thật tốt, không chỉ có không có trách phạt, ngược lại thái độ rất là hiền lành, vậy mà cười hỏi, thế nào? Tộc trưởng đại nhân, ngài nhìn, vị trưởng lão kia đi lên phía trước, đem một cái hộp mở ra, hộp mở ra về sau, có một viên đom đóm quang châu từ hộp bay ra. Nhìn thấy cái kia cột sáng về sau, lệnh hồ thiên tộc tộc trưởng ánh mắt, lập tức trở nên ngưng trọng lên. Hạt châu kia bên trong tựa hồ là cất giấu thứ gì, chỉ không qua cần đặc thù phương pháp phá giải, mới có thể mở ra nhất định phải là đặc thù phương pháp phá giải mới được đồng thời chỉ có thể một lần phá giải nếu không cái khỏa hạt châu này liền hội vỡ vụn không qua lệnh hồ thiên tộc tộc trưởng lại là có được phá giải hạt châu này phương pháp hạt châu phá giải về sau hạt châu kia liền tản ra liền hóa thành một đạo quang mang thể tiến nhập lệnh hồ thiên tộc tộc trưởng chỗ chán mà sau một khắc lệnh hồ thiên tộc tộc trưởng trên mặt thì là lộ ra cực kỳ vui sướng dáng tươi cười chuyên lệnh đạm đài thiên tộc giác lý thiên tộc Thông Thiên thú tộc, Mộng Yểm quỷ tộc. Lệnh Hồ Thiên tộc tộc trưởng nói ra, "Tộc trưởng đại nhân, muốn cùng tinh vực chủ giới tiến hành trận chiến cuối cùng sao?" Thấy thế, Lệnh Hồ Thiên tộc bốn vị thái thượng trưởng lão đồng thời hỏi. Bọn hắn mặc dù đều biết, Đạm Đài Thiên tộc cùng Giác Lý Thiên tộc bọn hắn, cùng mình sớm đã là liên minh quan hệ. Thế nhưng là trừ phi thời khắc mấu chốt, bọn hắn là không cần xuất thủ. Hiện tại đã, Lệnh Hồ Thiên tộc tộc trưởng đại nhân Truyền lệnh với bọn hắn, đã nói là có hành động lớn. Mà đối với vấn đề này, lệnh hồ thiên tộc tộc trưởng thì là nhàn nhạt, nhạt một cười. "Chiến, nói đúng ra, hay là đem vô danh nhất tộc, từ tổ võ tinh vực triệt để xóa đi." Nói lời này thời điểm, trên mặt hắn hiện ra một loại cảm xúc, đó là tuyệt đối tự tin. Cơ hồ cùng lúc đó, Sở Phong cùng Cổ Minh Diên, còn tại cái kia minh kính hải bên trong. Lúc này, Cổ Minh Diên đứng lúc trước vị trí chỗ ở nhìn qua phía dưới không ngừng chui vào nước biển chỗ sâu sở phong, ánh mắt tràn đầy hổ thẹn cùng đau lòng. Sở phong thật làm được, hắn từng chút từng chút hạ lặn, mạnh mẽ kháng trụ cái kia một đợt lại một đợt, không ngừng hướng hắn đánh thẳng tới cường đại thủy triều. Tận quản hạ lặn tốc độ rất chậm, thế nhưng là sở phong xác thực đang không ngừng hạ lặn. Thế nhưng, sở phong có thể làm đến điểm này, nhưng cũng bỏ ra không nhỏ đại giới. Ngạnh kháng thủy triều kết quả chính là, nhục thân vỡ vụn. Cái kia không chỉ là nhục thân vỡ vụn, ngay cả linh hồn vậy sẽ phải gánh chịu cực điểm thương tích. Thế nhưng là sở phong, lại tại nhục thân vỡ vụn về sau, lập tức gây dựng lại, thật giống như người không việc gì như thế, tựa như bất tử bất diệt, mặc cho thủy triều như thế nào trùng kích, hắn đều có thể còn sống sót, sau đó tiếp tục hạ lạn. Nhưng cổ minh diên biết, sở phong cũng không phải là thật bất tử bất diệt, mà là sở phong nắm giữ lấy thủ đoạn đặc thù, tại đối phương lực lượng, không phải mạnh hơn chính mình ra đặc biệt nhiều thời điểm, loại thủ đoạn này có thể cho mình có được bất tử chi thân. Mà trên thực tế, sở phong vậy xác thực có được dạng này thủ đoạn. Đó chính là ngũ hành bí kỹ. Ngũ hành bí kỹ, chính là ban đầu ở tổ võ hạ giới thời điểm, đoạt được đến bí kỹ. Ngũ hành bí kỹ lực lượng, nguyên bản cực kỳ cường đại, chỉ là theo cảnh giới tăng lên, ngũ hành bí kỹ lực lượng bắt đầu đã mất đi tác dụng. Nhưng ngũ hành bí kỹ, còn có một cái năng lực, một mực tồn tại. Cái kia chính là giống nhau cảnh giới bên trong, giống nhau chiến lực bên trong, sở phong cơ hồ là bất tử. Dưới mắt sở phong, có thể ngạnh kháng thủy triều trùng kích chính là ỉ vào cái này ngũ hành bí kỹ lực lượng có thể nói ngũ hành bí kỹ năng lực này là sở phong một cái bảo mệnh thậm chí phát động tập kích bất ngờ cường đại thủ đoạn bất quá sở phong đến đại thiên thượng giới về sau gặp được cái kia chút chiến lực cùng tu vi cùng mình giống nhau người cơ hồ đều không phải mình đối thủ mà cái kia chút có thể đối với mình tạo thành uy hiếp người thực lực liền đều mạnh hơn sở phong ra rất nhiều cho nên ngũ hành bí kỹ tận quản để sở phong có được bất tử chi thân, nhưng lại đã mất đi dùng võ chi địa. Nhưng là lúc này, ngũ hành bí ký bất tử chi thân, rốt cục lại lần nữa có đất dụng võ. Cái này thủy triều lực lượng, mang cho mỗi cá nhân lực lượng cùng áp chế, cơ hồ là như thế. Cũng chính là, mang cho sở phong thống khổ, cùng cổ minh duyên là như thế. Đó là một loại, chỉ mạnh hơn chính mình bên trên một chút xíu, mình không cách nào chống lại, nhưng lực lượng này lại sẽ không đem mình gạt bỏ trình độ. Loại trình độ này phía dưới, sở phong ngũ hành bí kỹ liền có thể phát huy tác dụng. Sở phong lợi dụng ngũ hành bí kỹ lực lược, khiến cho bản thân bất tử, mà chậm chạp hạ lặn. Tận quản thời gian hao phí tương đối lâu, nhưng sở phong vẫn là thành công. Một đoạn thời gian về sau, sở phong đã đi tới đáy biển chỗ sâu, hắn thậm chí đã có thể nhìn thấy cái kia thâm hải chim mâu. Thâm hải chim mâu, tổng cộng có hai viên, liền thật chỉ là đôi mắt lớn nhỏ, bọn chúng toàn thân xanh thẳm, liền như là nước biển bình thường thế nhưng là như cẩn thận chỉ nhìn trong đó lại phảng phất ẩn chứa hải dương đó là một cái vô biên vô hạn hải dương đẹp coi là thật cực đẹp nhìn thấy cái này hai viên thâm hải chi mâu sở phong trong lòng cũng là có chút an ủi dù sao sở linh khê con mắt là đẹp như vậy cơ hồ là không thể thay thế nhưng nhìn đến cái này thâm hải chi mâu về sau sở phong lại cảm thấy có lẽ cái này thâm hải chi mâu có thể thay thế bởi vì cái này thâm hải chi mâu không chỉ có là một cái cực đẹp con mắt đơn giản như vậy nó còn ẩn chứa lực lượng cường đại, nếu là đưa nó thả trên người Sở Linh Khê, khả năng tại tu võ phương diện đối Sở Linh Khê cũng sẽ có lấy không nhỏ trợ giúp. Tận quản, Sở Phong đã có thể thấy rõ thâm hải chim mâu, thế nhưng là thâm hải chim mâu khoảng cách Sở Phong lại còn có khoảng cách nhất định. Sở Phong căn bản là không có cách đem thâm hải chim mâu cầm tới, cho nên chỉ là ngắn ngủi quan sát về sau, Sở Phong liền đem ánh mắt, phương hướng khoảng cách tương đối gần địa phương. Nơi đó, có một đạo cùng loại cửa hang như thế kết giới môn mà không ngừng trùng kích sở phong thủy triều, chính là từ cái này kết giới môn bên trong phóng thích mà ra. Sở phong đi vào kết giới môn trước, bố trí ra một đạo kết giới trận pháp, bằng vào cái này đạo kết giới trận pháp, đem cái kia đạo phóng thích thủy triều kết giới môn cho mạnh mẽ ngăn chặn. Tận quản, sở phong không cách nào triệt để đem cái kia kết giới môn phong tỏa, thế nhưng là chỉ ít hắn khiến cho cái kia kết giới môn, không còn phóng thích thủy triều. Nhưng vậy bởi vậy, sở phong không cách nào di động, chỉ có thể đứng ở chỗ này hắn nhất định phải không ngừng dùng mình lực lược, đi áp chế cái kia kết giới môn, nếu là hắn rời đi, cái kia kết giới môn liền sẽ lập tức phóng xuất ra thủy triều. Tiền bối, giao cho ngài, cảm thấy mình thành công về sau, sở phong hét lớn một tiếng. Nghe được lời này, cổ minh diên cũng là lập tức lên đường, đi tới cái kia thâm hải chi mâu phụ cận. Ông, nhưng mà, cổ minh diên còn chưa tới gần thâm hải chi mâu, liền xuất hiện một cỗ to lớn hấp lực, đem cổ minh diên bao phủ. Lại có một đạo kết giới môn xuất hiện, liền xuất hiện tại thâm hải chi mâu cách đó không xa. Chỉ bất quá, cái kia đạo kết giới môn, cùng sở phong phong tỏa đạo này hoàn toàn khác biệt. Sở phong chỗ phong tỏa cái này đạo kết giới môn, là hướng ra phía ngoài phóng xuất ra thủy triều đem người đẩy đi. Thế nhưng là thâm hải chi mâu phụ cận, xuất ra hiện kết giới môn lại không giống nhau dạng, cái kia đạo kết giới môn, chỗ phóng xuất ra chính là hấp lực, là đem người hút vào trong đó. Hấp lực rất mạnh, ngay cả cổ minh diên đều không cách nào kháng cự tận quan tâm nàng dùng hết thủ đoạn, muốn thoát khỏi cái kia hấp lực, nhưng là thân thể của mình lại vẫn đang chậm rãi hướng cái kia kết giới môn tới gần. Cổ Minh Diên đã thử các loại thủ đoạn, tỉ như kết giới phân thân, tiên pháp, kết giới chi thuật, thậm chí là bí kỹ, muốn đi ngăn chặn cái kia đạo kết giới môn. Nhưng lại là không có một chút tác dụng nào, cổ Minh Diên tất cả thủ đoạn đều bị cái kia kết giới môn trực tiếp hút vào trong đó. Mà đáng sợ nhất là, cái kia kết giới môn không chỉ có tản ra hấp lực, nó còn tản ra cực kỳ khủng bố khí tức. Cái kia là khí tức tử vong, khí tức kia để Sở Phong cùng Cổ Minh Diên biết, tuyệt đối không thể rơi vào môn kia bên trong, nếu không rất có thể tính mệnh không bảo đảm. Chương 3706, chịu chết quyết ý. Đáng giận, mắt thấy không ổn, Sở Phong vậy bắt đầu nghĩ biện pháp, muốn muốn trợ giúp Cổ Minh Diên. Chỉ là làm sao cho dù là hắn thánh cấp kết giới chi thuật, cũng là không có biện pháp nào. Trơ mắt nhìn xem Cổ Minh Diên liền muốn rơi vào cái kia đáng sợ kết giới môn bên trong, sở phong lòng nóng như lửa đốt. Nhưng hắn lại vẫn cứ không thể di động, hắn nhất định phải toàn lực phong tỏa trước người kết giới môn, nếu là rời đi lời nói, cái này đạo kết giới môn vẫn là hội phóng xuất ra thủy triều. Cái kia thủy triều hội hướng bốn phương tám hướng thôi động, mà cổ minh diên vậy tại cái kia thủy triều bên trong phạm vi công kích. Làm không tốt, cái này thủy triều hội đem cổ minh diên, trực tiếp đẩy hướng cái kia đạo tản ra khí tức tử vong kết giới môn. Bởi như vậy, không chỉ có là hại cổ minh diên ngay cả sở phong mình cũng phải bị cuốn vào cái kia tử vong kết giới môn bên trong bá thế nhưng ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc bỗng nhiên một đạo bóng dáng từ trên biển bay lượn mà đến người kia vậy mà đi thẳng tới cái kia phát ra hấp lực kết giới môn trước đó đem cái kia kết giới môn chặn lại nhìn thấy vị kia về sau sở phong cùng cổ minh diên đều là tối kêu không tốt bọn hắn đều nhận ra người này là ai người này là sở linh khê phụ thân sở hiên chính pháp cái kia kết giới môn nguy hiểm như thế, sở hiên chính pháp lại rơi tại kết giới môn trước đó, cái này không thể nghi ngờ liền là muốn chết. ngươi làm sao xuống? Không phải nói qua cho ngươi, người, người tu vi không thể vào đến. nhìn thấy sở hiên chính pháp cổ minh diên trên mặt, vậy mà hiện ra khẩn trương cùng lo lắng. đây là sở phong lần thứ nhất tại cổ minh diên trên mặt nhìn thấy dạng này biểu lộ. cho tới nay cổ minh diên đối sở hiên chính pháp phản ứng đều là phẫn nộ, chán ghét. nếu không có tận mắt nhìn thấy sở phong vậy sẽ không tin tưởng cổ minh diên vậy mà hội lo lắng sở hiên chính pháp ta là linh khê phụ thân ta há có thể để các ngươi lấy mệnh tương bác mà ta đi ở phía trên xem kịch sở hiên chính pháp nói ra thế nhưng là ngươi cổ minh diên còn muốn nói nhiều cái gì thế nhưng là lời còn chưa nói hết sở hiên chính pháp liền cướp mở miệng đừng nói nữa minh nguyên, nhanh nắm chặt thời gian đi lấy thâm hải chi mâu ta sắp không chịu được nữa sở hiên chính pháp lời này cũng không phải chơi cười giờ phút này cả người hắn chỉ ít có một nửa thân thể đều tiến nhập kết giới môn bên trong mà tại cái kia nổi gân xanh khuôn mặt phía trên càng là hiện đầy vẻ thống khổ tuy nói hắn xác thực chỉ dùng của mình huyết nhục chi khu ngăn chặn cái kia đạo kết giới môn nhưng hắn nhìn hắn tư thế hắn thật là chi không chống được quá lâu gặp tình hình này cổ minh diên nơi nào còn dám do dự thế là là lại lần nữa lướt về phía cái kia thâm hải chi mâu lần này nàng cực kỳ thuận lợi liền đi tới thâm hải chi mâu trước đồng thời bắt được cái kia hai viên thâm hải chim mâu. Ông, trong chốc lát, quang mang đại thịnh, đó là lam sắc quang mang phóng thích mà ra, chớp mắt liền tràn ngập toàn bộ hải vực. Giờ khắc này, vùng biển này biến cực đẹp, cái kia chút mãnh liệt mạch nước ngầm, như vậy khác vậy mà toàn bộ đình chỉ. Chỉ là làm sao, cái kia kết giới môn hấp lực vẫn còn, mà sở phong chỗ phong tỏa cái này đạo kết giới môn, vậy vẫn còn tại. Trọng yếu nhất là, dù là đã bắt được thâm hải chim mâu, thế nhưng là muốn đưa nó lấy đi cũng không phải một cái đơn giản sự tình. Hai viên thâm hải chi mâu, thật giống như cố định lại ở đó, cho dù là cổ minh diên dạng này tu võ cao thủ, lại cũng không cách nào đem dung chuyển. Ách a, bỗng nhiên, cổ minh diên phát ra gầm thét, nàng phóng xuất ra cực kỳ cường đại lực lượng. Lực lượng quá mạnh, tàn phá bừa bãi mà đi, ngay cả đáy biển chỗ sâu thổ nhưỡng cũng bắt đầu đứt gãy ngoại giới. Mà cái này phương hải vực, càng là xuất hiện cực kỳ chấn động mãnh liệt, như là sôi trào bình thường, bắt đầu kịch liệt lăn lộn ầm ầm bỗng nhiên một tiếng vang thật lớn nổ bể ra đến vùng biển này đều là điên cuồng lay động liền phảng phất thế giới sụp đổ bình thường bất quá đáng sợ sự tình cũng không có phát sinh ngược lại là cái kia hai viên thâm hải chi mâu đã rơi vào cổ minh diên trong tay chỉ là lúc này minh uyên ánh mắt lại là nhìn về phía sở hiên chính pháp sở hiên chính pháp cả người đều tiến nhập kết giới môn bên trong chỉ có hai cánh tay tại gắt gao nắm lấy cái kia kết giới môn lúc này sở phong cùng cổ minh diên đều đã không nhìn thấy sở hiên chính pháp nhưng lại có thể nghe được sở hiên chính pháp thanh âm minh uyên linh khê liền giao cho ngươi kết giới môn bên trong truyền đến sở hiên chính pháp thanh âm mà sở phong có thể nhìn thấy cổ minh diên mặc dù mặt mũi tràn đầy do dự nhưng nàng nhưng cũng biết mình sứ mệnh cắn răng về sau nàng liền bạt không mà lên hướng biển mặt bắn vọt mà đi chỉ có cổ minh diên thanh âm tại cái này phạm vi hải vực quanh quẩn các ngươi kiên trì một chút nữa lập tức liền về tới cứu các ngươi khi cổ minh diên đến khu vực an toàn về sau sở phong thì là thân hình nhảy lên hướng sở hiên chính pháp chỗ phương hướng bay vút đi sở phong không có khả năng trơ mắt nhìn xem sở hiên chính pháp liền chết đi như thế hắn cần phải nghĩ biện pháp đem sở hiên chính pháp cho kéo trở về ô oa à, nhưng mà sở phong vừa vừa rời đi mình phong tỏa kết giới môn cái kia kết giới môn liền phóng xuất ra cường đại thủy triều thủy triều thôi động sở phong thẳng đến cái kia phát ra hấp lực kết giới môn mà đi. Sở phong đoán đúng, quả nhiên không thể di động, bởi vì cái kia đạo phóng thích thủy chiều kết giới môn, vẫn hội thôi động với hắn. Sở phong, đừng tới đây, sở hiên chính pháp thanh âm lại lần nữa vang lên, nhưng khi thanh âm hắn vang lên thời điểm, hai tay của hắn, nhưng cũng là rời đi cái kia kết giới môn. Sở hiên chính pháp, không thể thừa nhận cái kia cường đại hấp lực, đã là triệt để đã rơi vào cái kia kết giới môn bên trong. Mà nghe được sở hiên chính pháp câu nói này, sở phong nội tâm kỳ thật phi thường phức tạp. Phía sau hắn, hiện tại có cường đại thủy triều thôi động mình, sở phong coi như muốn đổi ý, cũng là không có có cơ hội. Bất quá, sở phong cũng không có đổi ý ý tứ, hắn đã làm ra cứu sở hiên chính pháp cử động, tự nhiên cũng liền làm xong, khả năng sẽ chết giác ngộ. Cho nên, sở phong không có bất kỳ cái gì lùi bước, mà là trực tiếp chui vào cái kia đạo phát ra hấp lực kết giới môn bên trong. Lúc này, cổ Minh Diên đã về tới Minh Kính Hải phía trên. Hai vị tiền bối, Linh Khê liền giao cho các ngươi. Cổ Minh Diên đem thâm hải chi mâu đưa cho Lương Khâu Đại Sư, sau đó lại liếc mắt nhìn, cái kia còn tại hôn mê sở Linh Khê. Lúc này cổ Minh Diên, trong mắt tràn đầy yêu thương, nhưng cùng lúc vậy có nhẹ nhõm. Lấy được thâm hải chi mâu, nàng tựa như là hoàn thành sứ mệnh bình thường. Bá, bỗng nhiên, cổ Minh Diên thân hình nhất chuyển, liền muốn phải tiếp tục tiến vào Minh Kính Hải. Lần này, trong mắt nàng tràn đầy quyết ý, đó là đã làm tốt chịu chết quyết ý. Thế nhưng, Cổ Minh Diên còn chưa khởi hành, lại bị một cái tay ngăn cản, chính là vì kia họ chu lão giả. Cái nhà đầu này, đã không có phụ thân, người còn muốn để nàng không có mẫu thân sao? Vị kia họ chu lão giả hỏi, nhưng mà, cổ Minh Diên nhưng lại chưa do dự, mà là thân hình nhảy lên, nương theo lấy sóng nước phóng lên tận trời, nàng đã là đã rơi vào Minh Kính Hải. Chu Huynh, người có thể nhìn thấy bên trong phát sinh cái gì? Chẳng lẽ nói, sở phong cùng sở hiên chính pháp, tao ngộ bất chắc? Lúc này, Lương Khâu đại sư ý thức được sự tình không ổn, không rõ chân tướng hắn, vội vàng hỏi thăm về đến. Chương 3707, tiến hành dung hợp. Cuốn vào cái này Minh Kính Hải tử vong chi môn, ta liền không có gặp có người có thể còn sống đi ra." Vị lão giả kia nói ra. Tử vong chi môn, nghe được lời này, Lương Khâu đại sư sắc mặt đại biến. Hắn cùng vị lão giả này quen biết nhiều năm, cho nên từ vị lão giả này trong miệng, biết được không ít liên quan tới Minh Kính Hải không muốn người biết sự tình. Minh Kính Hải sở dĩ nguy hiểm, cũng không chỉ là kia đôi người nghị lực cùng linh hồn tạo thành trùng kích mạch nước ngầm. Tại Minh Kính Hải bên trong có rất nhiều kết giới trận pháp. Có kết giới trận pháp, có cách trở chi lực, mà có kết giới trận pháp thì là có cường đại tính sát thương. Mà nghe nói, trong đó nguy hiểm nhất trận pháp một trong, liền có một đạo phát ra hấp lực kết giới môn. Chu lão đầu, xương cái này đạo kết giới môn, vì tử vong chi môn. Bởi vì bị cuốn vào trong đó người, đều không có ra lại hiện qua chẳng lẽ nói sở phong cùng sở hiên chính pháp bị cuốn vào cái kia tử vong chi môn bên trong lương khâu đại sư hỏi cái nhà đầu này phụ thân bị cuốn vào trong đó mà tiểu tử kia thì là tự nguyện đi vào hẳn là muốn cứu cái nhà đầu này phụ thân a ngược lại là rất giảng nghĩa khí đáng tiếc nhưng lại không biết tử vong chi môn đáng sợ họ chu lão giả nói ra cho nên cổ minh diên tiến vào bên trong là muốn đi cứu bọn hắn lương khâu đại sư bỗng nhiên phản ứng tới tự nhiên là nghĩ không ra cái này của Minh Diên lại cũng là một cái trọng tình trọng nghĩa người tuổi trẻ thật tốt không sợ hãi lão già cười nhạt nói người biết rõ nàng muốn làm cái gì vì sao a không ngăn nàng a lương khâu đại sư trên mặt có một chút trách cứ chi sắc lão phu chẳng lẽ vừa mới không có mở miệng khuyên can sao họ chu lão giả hỏi khuyên can có làm được cái gì người hẳn là ngăn lại nàng a người rõ ràng có ngăn lại nàng năng lực vì sao không ngăn cản nàng đây chính là một cái mạng lương khâu đại sư có chút phẫn nộ chất vấn yên tâm có cái kia trùng kích chi môn tại nàng căn bản là không có cách tới gần tử vong chi môn ta vừa mới khuyên nàng chẳng qua là muốn thăm dò một cái nàng nhìn nàng một cái là có hay không như tiểu tử kia như thế có huyết tính thực có can đảm đi cứu người thôi lão giả trong miệng trùng kích chi môn chính là cái kia không ngừng phóng xuất ra thủy chiều kết giới môn mà lão giả cũng là nói đúng không có sở phong phong tỏa cái kia trùng kích chim môn lại lần nữa phát huy tác dụng. Nó có thể đem phía dưới Sở Phong đẩy vào đáy biển chỗ sâu, từ đó cuốn vào tử vong chim môn. Cũng có thể đem phía trên Cổ Minh diên đẩy ngược trở về, để nàng không cách nào tới gần tử vong chim môn. Cổ Minh diên coi như còn muốn cứu Sở Phong cùng Sở Hiên chính pháp, cũng là không có cách nào. Mà trọng yếu nhất là, trùng kích chim môn mặc dù một mực tại, thế nhưng là cái kia tử vong chim môn lại bắt đầu quan bế. Đáng giận, đáng giận! Chờ mắt nhìn xem tử vong chi môn quan bế, mà mình lại không cách nào tới gần, cổ minh Diên phát ra bi phẫn gầm thét. Gầm thét vang vọng, ngay cả phía trên minh kính hải lương khâu đại sư, đều là nghe rành mạch. Nhưng lương khâu đại sư, lại cũng không kịp lại đi để ý tới nhiều như vậy, nàng rất rõ ràng, sở linh khê thời gian đã không nhiều lắm. Cho nên, hắn nhất định phải nhanh, để cái kia thâm hải chi mâu, dung nhập sở linh khê linh hồn. Chỉ là một phen nếm thử về sau, hắn lại trao mày bắt đầu. Chu huynh, chuyện này tựa hồ không có đơn giản như vậy còn cần ngươi đến giúp đỡ lúc này lương khâu đại sư đã đem cái kia hai viên thâm hải chi mâu để vào sở linh khê trong mắt đồng thời vẫn sử dụng thủ đoạn muốn cho cả hai dung hợp chỉ là lại phát hiện vậy mà khó mà dung hợp bất đắc dĩ về dưới hắn không thể không hướng vị kia họ chu lão giả xin giúp đỡ lương khâu ngươi mặc dù đạt đến long văn cấp thánh bảo cảnh giới nhưng căn bản không có long văn cấp thánh bảo trình độ a gặp một màn này vị lão giả kia phát ra châm biếm tiếng cười. Trước khác nói móc ta, cứu cô nương này quan trọng. Vì đạt được cái này thâm hải chi mâu, đã bỏ ra lớn như thế đại giới, như không cách nào chữa trị sở linh khê cái nhà đầu này lời nói. Vậy lão phu liền quá có lỗi với sở phong cùng sở hiên chính pháp. So với vị lão giả kia phong khinh vân đạp, lương khâu đại sư thì là gấp thẳng đổ mồ hôi lạnh. Đồng thời, trên mặt hắn che kín vẻ ái náy, tìm đến cái này thâm hải chi mâu là hắn đề nghị, cho nên hắn cảm thấy nếu là sở phong cùng sở hiên chính pháp thật gặp bất chắc. Như vậy hắn thì là khó thoát tội lỗi, coi như không ai trách cứ hắn, nhưng hắn lương tâm bên trên, nhưng cũng băn khoăn. Bọn hắn sống hay chết, cũng không quản chuyện ta. Thôi, xem ở mặt mũi người bên trên, ta liền giúp nàng một lần. Lão giả kia nhàn nhạt một cười, chợt liền tương lai đến sở linh khê trước người, dùng bàn tay che lại sở linh khê hai mắt. Mà khi bàn tay hắn, từ sở linh khê con mắt rời thời điểm, sở linh khê hai mắt đã nhắm lại. Tận quản bề ngoài đến xem, không có bất kỳ cái gì chỗ đặc thù, thế nhưng là lương khâu đại sư lại là đầy mắt sợ hãi thán phục. Hắn nhìn ra, sở linh khê đã cùng thâm hải chi mâu dung hợp, mặc dù chưa triệt để dung hợp, thế nhưng là chỉ cần một chút thời gian, liền hội triệt để dung hợp. Hắn thấy, rất khó hoàn thành sự tình, lão giả này lại là dễ như trở bàn tay liền hoàn thành. Người lão gia hỏa này, đến cùng là mạnh bao nhiêu? Lương Khâu đại sư ánh mắt phức tạp nhìn xem vị kia họ chu lão giả, lão phu mạnh, sợ là hội vượt qua người tưởng tượng. Mà đối với Lương Khâu đại sư tán dương, vị lão giả này nhưng cũng là cực kỳ không khiêm tốn. Đã người mạnh như vậy, không bằng đi đem Sở Phong bọn hắn cứu ra a. À. Lương Khâu đại sư nói lời này thời điểm, tiếng nói đều hàng không ít, thậm chí tràn ngập mấy điểm khẩn cầu chi ý. Hắn là thật không nghĩ Sở Phong bọn hắn cứ như vậy chết, quá mức Lương Khâu tốt xấu chúng ta cũng là quen biết nhiều năm. Người không hy vọng bọn hắn chết, liền muốn ta đi mạo hiểm sao? Vạn nhất ta tiến vào, vậy ra không được, làm sao bây giờ? Huống chi, cái kia tử vong chi môn, đã đóng lại, muốn cứu bọn hắn cũng không có đơn giản như vậy. Họ chu lão giả nói ra, ai, lúc này, lương khâu đại sư đầy mắt tiếc nuối. Hắn cảm thấy họ chu lão giả nói cực kỳ có đạo lý. Tận quản, hắn rất nhớ sở phong bọn hắn được cứu, nhưng lại cũng không nên để họ chu lão giả đi mạo hiểm. Lương khâu, Người tựa hồ rất vừa ý tiểu tử kia a, hắn là người đệ tử." Lão giả hỏi, "Ta ngược lại thật ra nghĩ, chỉ là sở phong hắn, không chịu làm đệ tử ta." Lương Khâu đại sư nói ra, "Cái gì? Thế mà cự tuyệt ngươi, ngươi thế nhưng là tổ võ tinh vực mạnh nhất giới linh sư a." Họ Chu lão giả nói ra, "Khác nói móc ta, ngươi mới là mạnh nhất." Lương Khâu đại sư nói ra, "Ta cũng không phải tổ võ tinh vực người ta không thể tính a, cho nên vẫn là ngươi mạnh nhất." họ chu lão giả nói ra lúc này lương khâu đại sư lo lắng sầu sầu không tâm tư cùng họ chu lão giả cãi nhau cho nên chỉ là đối với hắn liếc mắt liền không nói thêm gì nữa thế nhưng là vì kia họ chu lão giả lại là không buông tha lương khâu khác than thở tiểu tử kia như thế không biết tốt xấu ngươi làm gì quản hắn sinh tử họ chu lão giả nói ra chương ba nghìn một chút hy vọng sống chu huynh người khả năng thấy qua việc đời cho nên người cảm thấy sở phong sinh tử không có cái gì. Thế nhưng là kẻ này thiên phú, chính là lão phu cuộc đời gặp qua mạnh nhất, chỉ ít tại tổ võ tinh vực là mạnh nhất. Ta cảm thấy chỉ muốn tiếp tục trưởng thành tiếp, hắn không chỉ có thể tại tổ võ tinh vực rực rỡ hào quang, làm không tốt còn có thể để tổ võ tinh vực tại toàn bộ thánh quang thiên hà rực rỡ hào quang. người cũng hẳn là rõ ràng, ta tổ võ tinh vực tại thánh quang thiên hà địa vị là cỡ nào hèn mọn. thánh quang thiên hà bên trong rất nhiều thịnh sự. Chúng ta tổ võ tinh vực người, liền tham gia tư cách đều không có. Nếu là ở bên ngoài gặp nhau, thậm chí cũng không dám nói mình là tổ võ tinh vực người, bởi vì hội bị người xem thường a. Mà bi ai nhất là, tổ võ tinh vực rất nhiều người, còn nhận biết không đến điểm này. Nhất là những bọn tiểu bối kia, có chút thiên phú liền cho là mình cỡ nào không tầm thường a, nhưng lại không biết, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Tổ võ tinh vực bên trong, bọn hắn thật là nhân trung chi long nhưng nếu đặt ở toàn bộ thánh quang thiên hà. Lời nói ở đây, lương khâu đại sư không có nói tiếp, ngược lại là thở dài một tiếng về sau, mới tiếp tục nói. Sở Hàn Tiên, Sở Hiên Viên, cùng Sở Phong, bọn họ đều là có thể vì ta tổ võ tinh vực rực rỡ hào quang, thậm chí làm cho cả thánh quang thiên hà, đối ta tổ võ tinh vực lau mắt mà nhìn người. Chỉ là bây giờ, Sở Hàn Tiên cùng Sở Hiên Viên đều không có ở đây, Sở Phong là hy vọng cuối cùng. Ta hy vọng dường nào, có một ngày, một cái tuổi trẻ bóng dáng có thể đi ra tổ võ tinh vực mà nhiều năm về sau thánh quang thiên hà bất luận kẻ nào lại đề lên tổ võ tinh vực đều là không dám có khinh miệt chi ý đủ loại này cải biến chỉ vì cái kia năm đó người trẻ tuổi lương khâu đại sư nói ra một người cải biến tất cả mọi người cái nhìn sao ngươi đối tiểu tử này nhưng thật là ký thác kỳ vọng a à. nhưng mà đối với lương khâu đại sư lời nói này vị kia họ chu lão giả lại là châm biếm một người Sở phong hắn có thể làm được điểm này, ta tin tưởng vững chắc hắn có thể, hắn có thể cho thánh quang thiên hàng người, đối ta tổ võ tinh vực lau mắt mà nhìn. Tựa như bây giờ tổ võ tinh vực, đối sở thị thiên tộc lau mắt mà nhìn như thế. Chỉ là đáng tiếc, thật là đáng tiếc, nói lời này thời điểm, lương khâu đại sư trong mắt không chỉ có là tiếc nuối, càng nhiều vẫn là đau lòng. Nghĩ không ra người lão gia hỏa này, cái nhìn đại cục vẫn rất cường. Không ngại nói cho người thanh, tử vong chi môn, mặc dù nguy hiểm, nhưng cũng không có nghĩa là tuyệt đối tử vong nếu như tiểu tử kia đúng như như lời ngươi nói như thế không giống bình thường làm không tốt là hắn có thể còn sống đi ra đâu vị kia họ chu lão giả nói ra có còn sống đi ra cơ hội sao nghe được lời này lương khâu đại sư thần sắc khẽ động có chỉ không qua rất nhỏ thôi họ chu lão giả nói ra cái kia ngươi cũng đã biết phải chăng có người từ bên trong sống sót mà đi ra ngoài qua lương khâu đại sư vội vàng hỏi đường có a à? liền ở trước mặt ngươi họ chu lão giả chỉ mình nói ra ngươi đi vào qua lại còn sống đi ra lương khâu đại sư hỏi ta nếu không có còn sống đi ra liền sẽ không đứng ở chỗ này họ chu lão giả nói ra cái kia nếu muốn từ cái kia tử vong chi môn đi ra đối tu vi có yêu cầu sao lương khâu đại sư hỏi cũng không có quá nhiều yêu cầu càng nhiều vẫn là nhìn sức quan sát cùng nghị lực a họ chu lão giả nói ra như là như thế này vậy coi như quá tốt rồi lúc này lương khâu đại sư trên mặt vẻ lo lắng không chỉ có hạ thấp không ít ngược lại ở tại trong mắt còn tràn đầy vẻ chờ mong người lão già này làm sao mặt biến nhanh như vậy người nhanh như vậy liền không lo lắng hắn họ chu lão già hỏi người không phải nói còn có một chút hy vọng sống a à? lương khâu đại sư nói ra thật là có một chút hy vọng sống nhưng là cái kia sinh cơ cũng không phải mỗi người đều có thể nắm chặt họ chu lão già nói ra người đều có thể từ bên trong còn sống đi ra cái kia sở phong liền nhất định có thể." Lương Khâu đại sư nói ra, "Lời này của ngươi có ý tứ gì, tại sao ta cảm giác ta bị ngươi nói không chịu được như thế a?" À? Họ Chu lão giả nói ra, "Ha ha, cũng không phải là đưa ngươi nói không chịu nổi, mà là lão phu biết tiểu tử kia mạnh bao nhiêu." Lương Khâu đại sư nói ra, "Ngươi đối tiểu tử này có lòng tin như vậy?" Lão giả hỏi, "Đối với những khác người không có, nhưng là đối với hắn, ta có." Lương Khâu đại sư nói ra, "Tốt đã ngươi nói như vậy vậy ta cũng liền phá một lần lệ chỉ muốn tiểu tử kia có thể tại tử vong chi môn bên trong chống đỡ hai canh giờ mà bất tử ta liền giúp một tay hắn họ chu lão giả nói ra tốt lương khâu đại sư lập tức đáp ứng chỉ là rất nhanh lại ý thức được không đúng vội vàng hỏi nói vậy làm sao ngươi biết hai canh giờ về sau hắn có chết hay không chớ còn coi khinh hơn lão phu cái này minh kính hải bên trong cơ hồ đều tại lão phu trong lòng bàn tay liền cái này minh kính hải bên trong cảnh tâm chi địa, lão phu đều đi vào qua. Họ chu lão giả nói ra, cho nên, ngươi nhìn thấy bây giờ sở phong bọn hắn tình huống. Lương khâu đại sư hỏi, đó là đương nhiên, họ chu lão giả nói ra, cái kia hiện tại bọn hắn tình huống thế nào? Lương khâu đại sư hỏi, thiên cơ bất khả lộ, họ chu lão giả nói ra, ngươi lão giả này, giờ phút này, lương khâu đại sư cũng là cười cười. Trải qua qua lần này đối thoại, Hắn càng phát ra không lo lắng Sở Phong. Đầu tiên, hắn từ vị này họ Chu lão giả trong lời nói đã rõ ràng, Sở Phong bọn hắn chỉ ít hiện tại, còn không có nguy hiểm tính mạng. Đồng thời, coi như vị này họ Chu lão giả không xuất thủ, cũng là có một chút hy vọng sống có thể tìm ra. Huống hồ, họ Chu lão giả đã nói, chỉ cần ở bên trong chống đỡ 2 giờ, hắn liền hội xuất thủ tương trợ. Mà tại Lương Khâu đại sư xem ra, coi như một chút hy vọng sống, Sở Phong đều rất có thể nắm chặt chỉ là hai canh giờ, kia liền càng dễ dàng. Cho nên lúc này, Lương Khâu đại sư lại nhìn về phía cái kia Minh Kính Hải, trong mắt đã không còn là lo lắng, ngược lại hiện ra một vòng mong đợi. Hắn đang mong đợi Sở Phong làm ra một kiệt, để họ Chu lão giả lau mắt mà nhìn sự tình. Để chứng minh chính hắn, chứng minh hắn đối Sở Phong ký thác kỳ vọng là chính xác. Bất quá, so với Lương Khâu đại sư, họ Chu lão giả ánh mắt thì là tương đối phức tạp. Ánh mắt của hắn không ngừng di động, Thật giống như hắn thật có thể nhìn thấy, lúc này Sở Phong bọn hắn nhất cử nhất động bình thường. Bị cuốn vào tử vong chi môn về sau, Sở Phong tiến nhập một cái hỗn độn thế giới, trong này, hắn chỉ có thể nước chảy bèo trôi. Qua hồi lâu, hắn mới xông ra cái này hỗn độn thế giới, mà hắn chỗ rơi vào thì vẫn là trong vùng biển. Cái này phạm vi hải vực, ám lưu hung dũng, cái loại cảm giác này, cùng Minh Kính Hải như đúc như thế. Chẳng lẽ nói, ta lại về tới Minh Kính Hải? Sở Phong trong lòng đang có cái nghi vấn này chợt một đạo bóng dáng xuất hiện tại sở phong trước mắt, chính là sở hiên chính pháp. Sở phong, người làm sao ngốc như vậy, người theo tới làm cái gì? Sở hiên chính pháp, mặc dù nhìn qua có chút gian nan, nhưng lại cũng không có nguy hiểm tính mạng, trên mặt hắn càng nhiều là phẫn nộ cùng đau lòng. Hắn sở dĩ sinh khí, chính là là bởi vì sở phong cùng đi qua, mà hắn sở dĩ đau lòng, cũng là bởi vì sở phong cùng đi qua. Tiền bối, ta đều tiến đến, ngài đừng nói là ta đi. Sở phong cười tùm tìm nói ra, Trợt bắt đầu quan sát tỉ mỉ nơi này. "Ai, thật là bắt ngươi không có cách nào." Sở Hiên Chính Pháp một mặt bất đắc dĩ, chợt hỏi, "Sở Phong, ngươi có thể hay không nhìn ra, nơi này đến cùng có còn hay không là Minh Kính Hải?" Chương 3709, khó mà chống đỡ được. Sở Hiên Chính Pháp sở dĩ hỏi như vậy, đó là bởi vì nơi này hết thảy, xác thực cùng Minh Kính Hải như đúc như thế. Nhưng khác biệt là, nơi này không tồn tại mặt biển, bọn hắn phía trên là một mảnh vô biên vô hạn nham thạch đáy biển chỗ sâu cũng có được minh mông nham thạch. Cái kia nham thạch kiên không thể gãy, phong tỏa ngăn cản trên dưới hai bưng. Hẳn là minh kính hải, cảm giác này sẽ không sai, nhưng nơi này hẳn là một cái đặc thù hải vực. Chỉ là kỳ quái, rõ ràng tiến vào nơi đây trước đó, cảm thấy cực kỳ khí thức nguy hiểm, vì sao tiến vào nơi đây về sau, này khí thức nhưng không thấy. Sở phong lâm vào trầm tư, sở phong luôn cảm thấy, nơi này cực kỳ kỳ quặc, hẳn không có nhìn thấy trước mắt đến đơn giản như vậy. Keng, Bỗng nhiên, một đạo chuông tiếng vang lên, cái kia chuông tiếng vang lên về sau, toàn bộ nước biển đều là vì một trong rung động. Mà sau một khắc, sở phong có thể cảm giác được, cái này trong nước biển mạch nước ngầm trở nên càng thêm băng lãnh, loại kia như lưỡi dao bình thường nhói nhói cảm xúc cũng là tùy theo tăng cường không ít. Sở phong còn có thể chịu được, thế nhưng là lại nhìn sở hiên chính pháp, cũng đã đầy mặt dữ tợn, song quyền nắm chặt, toàn thân kéo căng. Hiển nhiên, cái này tùy theo tăng cường lực lượng, sở hiên chính pháp đã khó có thể chịu đựng. Trên thực tế, vậy xác thực như thế, Sở Hiên Chính Pháp tiến vào Minh Kính Hải, loại kia mạch nước ngầm xâm nhập, liền bắt đầu đối nó tạo thành ảnh hưởng. Trước đó, hắn nguyễn cứng còn có thể tiếp nhận, thế nhưng là từ khi cái kia quỷ dị chuông tiếng vang lên về sau, cái này trong nước biển mạch nước ngầm trở nên cực kỳ mãnh liệt. Sở Hiên Chính Pháp đã là khó mà chống đỡ được, ngay cả ý thức cũng bắt đầu trở nên không rõ ràng đi nữa. Sở Hiên Chính Pháp cảm thấy mình rất là nguy hiểm, tiếp tục như vậy, rất có thể sẽ chết. Ông nhưng đột nhiên, một dòng nước ấm từ hắn cánh tay trái tiến vào, quét sạch toàn thân. Cái kia dòng nước ấm có thể cùng mạch nước ngầm hàn khí tiến hành đối kháng. Loại tình huống này, Sở Hiên Chính Pháp không chỉ có ý thức khôi phục, ngay cả thân thể cũng không có thống khổ như vậy. Sở Phong mở hai mắt ra, Sở Hiên Chính Pháp phát hiện, Sở Phong đang dùng tay hắn, nắm lấy mình cánh tay trái. Không cần nghĩ, Sở Hiên Chính Pháp cũng biết, cái kia dòng nước ấm chính là Sở Phong phóng thích mà ra, là Sở Phong đang trợ giúp mình. Tiền bối, chưa có nhiều lời, ta đã tiến đến, liền muốn mang người còn sống ra ngoài. Sở Phong nói với Sở Hiên Chính Pháp, thế nhưng là, Sở Hiên Chính Pháp còn muốn nói chuyện, nhưng lời còn chưa dứt, Sở Phong liền nói ra. Tiền bối, khác thế nhưng là, ngài nhìn ta còn chịu đựng được. Sở Hiên Chính Pháp cẩn thận quan sát một chút Sở Phong, lúc này mới phát hiện, Sở Phong nói đúng là thật. Lực lượng kia, chính hắn tiếp nhận, cũng cảm giác mình sắp phải chết. Mà dưới mắt, sở phong một bên tiếp nhận lực lượng kia một bên lại trợ giúp hắn có thể nói là đồng thời tiếp nhận hai trọng lực lượng nhưng là sở phong vậy mà cùng người không việc gì như thế bực này nghị lực cùng sức thừa nhận đơn giản mạnh mẽ hơn hắn không biết bao nhiêu ai kỳ thật ta cũng trách đáng thương bỗng nhiên sở hiên chính pháp thở dài một tiếng tiền bối thế nào sở phong vội vàng hỏi đường lúc tuổi còn trẻ bị phụ thân ngươi thiên phú áp chế ép gọi là một cái khó chịu ra ra, còn muốn bị con trai của hắn áp chế, bất quá lần này không khó chịu, lần này dễ chịu, dù sao ngươi đang cứu ta mệnh. Sở hiên chính pháp vừa cười vừa nói, nghe được lời này, sở phong cũng là cười, hắn không nghĩ tới, sở hiên chính pháp nguyên lai like vậy hội nói giỡn. Hơn nữa còn là loại này, tính mệnh du quan thời điểm. Tiền bối, nơi này có chút cổ quái, chúng ta không thể ngồi chờ chết, vẫn là quan sát một chút, nhìn xem có thể hay không tìm tới lối ra. Đối với sở phong lời này, Sở Hiên Chính Pháp cũng là biểu thị đồng ý, sau đó Sở Phong hai người liền bắt đầu tìm kiếm rời đi nơi đây lối ra. Keng, nhưng mà, cũng không lâu lắm, cái kia cổ quái tiếng chuông liền lại lần nữa vang lên. Sở Phong không cách nào đánh giá ra, cái kia tiếng chuông cụ thể là từ cái nào phương vị truyền đến, bởi vì nó là từ bốn phương tám hướng các cái vị trí đồng thời vang lên. Phương xa vậy có, chỗ gần vậy có, thậm chí Sở Phong bên tai vậy có. Thật giống như cái kia tiếng chuông là nguồn gốc từ tại cái này nước biển. Khi chuông tiếng vang lên thời điểm, tất cả nước biển đồng thời đều hội truyền đến thanh âm này. Nhưng đáng sợ nhất là, cái kia chuông tiếng vang lên về sau, cái này trong nước biển mạch nước ngầm vậy mà lại lần nữa tăng cường. Cái này khiến Sở Phong bọn hắn xác định, chỉ cần chuông tiếng vang lên, cái này nước biển mạch nước ngầm liền hội tăng cường, lấy càng mạnh lực lượng đối bọn họ linh hồn tiến hành công kích. Đồng thời, mỗi qua thời gian một nén nhang, cái kia tiếng chuông liền hội tăng cường một lần, cái này nước biển mạch nước ngầm, vậy hội tùy theo tăng cường mới đầu sở phong còn có thể kiên trì kiên trì đi tìm lối ra nhưng điều hắn tuyệt vọng là một phen tìm kiếm về sau nhưng căn bản tìm không đến bất luận cái gì lối ra cho dù là hắn thiên nhãn cũng nhìn không ra bất kỳ đầu mối nào thật giống như lối ra căn bản lại không tồn tại mà bọn hắn đem bị vây ở chỗ này cả một đời mà càng thêm tuyệt vọng là theo thời gian chuyển rời sở phong cũng là khó mà chống đỡ được lúc trước hắn còn có thể nhanh chóng du động nhưng bây giờ theo cái kia mạch nước ngầm mạnh lên Sở Phong cũng là trở nên bước đi liên tục khó khăn, căn bản là không cách nào tiếp tục tìm tìm lối ra. "Sở Phong, thả ta ra đi, ta không chịu nổi, đừng lại lãng phí ngươi lực lượng." "Thả ta ra, một cái chết dù sao cũng so hai cái chết muốn tốt." Sở Hiên Chính Pháp gian nan mở miệng, tận quản Sở Phong một mực tại trợ giúp hắn, thế nhưng là lực lượng kia vẫn tại tăng cường, cho nên dù là Sở Phong giúp hắn, Sở Hiên Chính Pháp cũng là khó có thể chịu đựng. Rất nhanh, Sở Hiên Chính Pháp liền đã mất đi ý thức ngay cả lời đều nói không nên lời nhưng chỉ cần sở hiên chính pháp còn sống sở phong liền không khả năng từ bỏ hắn sở phong không chỉ có tiếp tục giúp đỡ sở hiên chính pháp thậm chí tăng cường đối sở hiên chính pháp bảo hộ thế nhưng liền dẫn đến sở phong mình sức thừa nhận yếu bớt dần dần ngay cả sở phong ý thức vậy bắt đầu trở nên mơ hồ sở phong thậm chí nghe không được chuông tiếng vang lên cũng vô pháp phán định thời gian trôi qua chỉ có thể cảm nhận được cái kia khó có thể chịu đựng mạch nước ngầm, đánh thẳng vào thân thể của mình. Mà lực lượng kia, như là lưỡi đao, không phải cắt chém mình nhục thân, mà là cắt chém mình linh hồn, một tấc một tấc, quét sạch toàn thân. Tiếp tục như vậy, sở phong nghị lực mạnh hơn, cũng sẽ bị tan giã. Minh kính hải phía trên, có bốn đạo bóng dáng, trong đó một vị là sở linh khê, nàng mặc dù đã cùng thâm hải chi mâu dung hợp, nhưng còn chưa triệt để dung hợp, cho nên như cũ rơi vào trạng thái ngủ say bên trong mặt khác ba vị thì theo thứ tự là lương khâu đại sư họ chu lão giả cùng cổ minh diên kỳ thật là lương khâu đại sư bí mật truyền âm đem cổ minh diên gọi trở về mà có thể đem cố chấp cổ minh diên gọi trở về lương khâu đại sư tự nhiên là nói cho cổ minh diên sở phong bọn hắn kỳ thật còn có sinh cơ cho nên cổ minh diên cũng biết sở phong trừ phi tự cứu nếu không liền chỉ có vị này lương khâu đại sư hảo hữu mới có thể cứu sở phong hai canh giờ hẳn là đến đi bỗng nhiên Lương Khâu Đại Sư hỏi, tận quản, Lương Khâu Đại Sư đối sở phong có lòng tin, thế nhưng là dù sao vẫn là hội có một ít lo lắng. Hắn vậy sợ hãi sở phong ngoài ý muốn nổi lên, nếu như, vị này họ chu lão giả có thể xuất thủ tương trợ, vậy dĩ nhiên chính là tốt nhất. chương 3710, đấu thần chi kích, Lương Khâu, người luống cuống, hai canh giờ còn chưa tới đâu, gấp cái gì mà gấp A. Vị kia họ chu lão giả nói ra, chu huynh, việc quan hệ sinh tử, vậy nhưng thực lực hai cái tính mạng, người không cần như thế khắc nghiệt a à. lương khâu đại sư hỏi nói hai canh giờ liền hai canh giờ vị kia họ chu lão giả thái độ kiên quyết cái kia liền tiếp tục chờ lấy đi sở phong chống đỡ lâu như vậy cũng không kém như thế một hồi lương khâu đại sư nói ra hắn mặc dù không nhìn thấy tử vong chi môn nội tình huống nhưng hắn lại một mực tải khía cạnh thăm dò họ chu lão giả cho nên lương khâu đại sư biết sở phong bọn hắn còn chưa chết tiểu tử kia xác thực cực kỳ có thể chống đỡ nhưng không nên quên, hắn còn mang theo một cái vướng víu. Tiểu tử kia, vì bảo hộ cái kia vướng víu, liền cần đồng thời tiếp nhận hai trọng lực lượng. Hiện tại hắn đã có chút không chịu nổi, ta như không đi xuống, hắn tất nhiên không sống được." Họ Chu lão giả nói ra. A, à, nghe được lời này, Lương Khâu đại sư sắc mặt đại biến. Tiền bối, cầu ngài cứu cứu bọn hắn." Mà lúc này, cổ minh diên thanh âm cũng là vang lên. Bởi vì lo lắng quá mức Sở Phong hai người, nàng đang khi nói chuyện vậy mà quỳ gối mà động, muốn hướng vị lão giả kia làm quỳ lại đại lễ. Không cần, không qua cổ minh diên còn chưa quỳ xuống, liền bị vị lão giả kia dìu dắt bắt đầu. Người nhà đầu này, khác tổng khách khí như vậy, lão phu nhưng không chịu đựng nổi a à. Họ chu lão giả vừa cười vừa nói, nói xong lời này, liền nhìn về phía lương khâu đại sư. Lương khâu, người nói đúng, tiểu tử này là một nhân tài, xem ở mặt mũi người bên trên, ta liền giúp hắn một lần. Bất quá, tử vong chi môn đã quan bế, ta cũng vô pháp tiến vào. Ta chỉ có thể tiến vào minh kính hải chỗ sâu nhất, cảnh tâm chi địa, thông qua cảnh tâm chi địa lực lượng, đến giảm bớt tử vong chi môn nội lực lượng. Mà nghe xong lời này, lương khâu đại sư thì là sắc mặt đại biến, cảnh tâm chi địa, không phải muốn đi vào nơi đó mới được sao. Lương khâu đại sư rất rõ ràng, minh kính hải bên trong có rất nhiều nguy hiểm địa phương, tử vong chi môn có thể tính làm thứ nhất. Nhưng nếu nói nguy hiểm nhất địa phương, chính là cảnh tâm chi địa, cái kia thậm chí là một cái, liền lương khâu đại sư, đều không thể đến địa phương. Không có cách nào a à, ta đều đáp ứng ngươi, muốn giúp một tay tên tiểu tử này. Tiến vào cảnh tâm chi địa về sau, mặc dù có thể giảm bớt tử vong chi môn nội lực lượng, nhưng cùng lúc ta vậy lại bởi vậy mà trả giá đắt. Cái này đại giới chính là, ta hội bị vây ở cảnh tâm chi địa bên trong, đương nhiên ta hội nghĩ hết biện pháp xin nhờ trói buộc. Cho nên lương khâu, như bảy trong vòng 19 ngày, ta có thể còn sống trở về, vậy liền tốt nhất. Nhưng nếu là 79 ngày sau đó, ta vẫn chưa về lời nói, vậy liền để tiểu tử kia đi tìm ta. Nếu là tiểu tử kia lời nói, làm không tốt còn có thể cứu ta một mạng. Nhớ kỹ, 79 thiên làm hạn định, 79 thiên chi trước, đừng tới tìm ta. 79 ngày sau đó, khụ khụ, thẳng nếu các ngươi có lương tâm lời nói, liền gọi tiểu tử kia tới cứu ta. Nói xong, sóng nước phóng lên tận trời, vị kia họ Chu lão giả đã là tiến vào Minh Kính Hải, đồng thời thẳng tắp xâm nhập thẳng đến minh kính hải chỗ sâu nhất mà đi. Mà lúc này, lương khâu đại sư trên mặt thì là hiện đầy vẻ xấu hổ. Nếu là đi địa phương khác còn tốt, thế nhưng là cảnh tâm chi địa, làm không tốt vị lão giả kia thật sẽ chết. Hắn mặc dù không hy vọng Sở Phong chết, nhưng lại càng không hy vọng hắn vị lão hữu kia, bởi vì cứu Sở Phong mà chết. Đồng thời, hắn vậy đem 79 thiên cái số này, một mực ghi tạc trong lòng. Sở Phong cũng không biết, bên ngoài đã phát sinh sự tình sở phong bị cái kia mạch nước ngầm lực lượng tra tấn mất đi ý thức quên đi thời gian mà không biết qua bao lâu sở phong ý thức bắt đầu khôi phục sở phong có thể cảm giác được cái kia tra tấn hắn lực lượng vậy mà biến mất đồng thời vẫn là triệt để biến mất sở phong mở hai mắt ra phát hiện chính mình còn tại minh kính hải bên trong đỉnh đầu cùng dưới chân vẫn là cái kia không thể phá vỡ nham thạch mà sở hiên chính pháp còn tại bên cạnh mình mà bàn tay của mình vẫn nắm thật chặt sở hiên chính pháp cánh tay trái thậm chí sở phong còn tại liên tục không ngừng, hướng sở hiên chính pháp thân thể quán thâu lực lược, tựa hồ tại mình mất đi ý thức thời điểm, vậy không có đình chỉ qua đối sở hiên chính pháp bảo hộ. Nhưng tận quản hết thảy đều rất bình thường, nhưng minh kính hải lại không bình thường. Không chỉ có minh kính hải bên trong, cái kia tra tấn bọn hắn mạch nước ngầm biến mất, mãnh liệt thủy chiều cũng không thấy. Lúc này minh kính hải, liền như là mặt biển như thế bình tĩnh, bình tĩnh có chút quỷ dị. Ông, bỗng nhiên, Minh kính hải bên trong xuất hiện một đạo khí tức. Khí tức kia phi thường thần thánh, thần thánh đến sở phong vì đó tâm động. Hết sạch quản, mảnh này minh kính hải bên trong đã đã mất đi cái kia có thể đủ đối sở phong tạo thành tổn thương mạch nước ngầm. Thế nhưng là cái này minh kính hải bên trong, sở phong thiên nhãn như cũ không có có hiệu quả. Bởi vậy, sở phong không cách nào quan sát khí tức kia nơi phát ra, muốn tìm tòi hư thực, chỉ có thể chậm rãi tiến lên. Mà đi về phía trước một khoảng cách về sau, sở phong kinh ngạc phát hiện phía dưới ngăn trở mình nham thạch vậy mà biến mất một khối lớn phía dưới cũng vẫn là nước biển sâu không thấy đáy nước biển một mảnh đen kịt thế nhưng sở phong phi thường rõ ràng nhớ kỹ lúc trước hắn tìm tìm lối ra thời điểm rõ ràng đi qua nơi này lúc kia nơi này chính là hoàn chỉnh nham thạch căn bản vốn không cất ở đây phiến sâu không thấy đáy nước biển sở phong trong lúc mơ hồ cảm thấy vấn đề này cực kỳ không bình thường nhất định có kỳ quặc thế nhưng là khí thức kia quá thần thánh thật giống như một loại triệu hoán bình thường, để Sở Phong không cách nào kháng cự. Tiền bối, lần này đi không biết cắt hung, không thể mang ngài đi về phía trước. Sở Phong đem Sở Hiên chính pháp đặt ở trên mặt đá, đồng thời lưu lại tờ giấy cáo tri Sở Hiên chính pháp không cần loạn đi, ở chỗ này chờ đợi hắn. Sở Dĩ làm như vậy là bởi vì trong này là tại quá lớn, mà Sở Phong các loại quan sát thủ đoạn cũng là vô hiệu. Sở Phong sợ hãi Sở Hiên chính pháp thức tỉnh về sau đi tìm kiếm mình, từ đó tẩu tán lưu trữ tốt đầu về sau sở phong cũng không có trực tiếp tiến vào cái kia trong vùng biển sở phong không biết phía dưới có tồn tại hay không hung hiểm vì để phòng sở hiên chính pháp theo tới sở phong bố trí một đạo ẩn tàng trận pháp sở phong tòa trận pháp này không chỉ có thể đem cái kia hải vực cửa vào ẩn tàng đồng thời vậy đem cái kia thần thánh khí thức phong tỏa làm tốt đây hết thảy về sau sở phong mới tiến vào cái kia trong vùng biển sở phong càng là hạ lặn cái kia thần thánh khí thức càng mạnh Mới đầu một mảnh đen kịt, thế nhưng là dần dần, phía dưới vậy mà xuất hiện ánh sáng. Quang mang kia càng ngày càng thịnh, đến cuối cùng phía dưới đúng là đèn đuốc sáng trưng. Mà sở phong có thể nhìn thấy, cái kia lóa mắt ngân sắc quang mang, đến từ một kiện binh khí. Kiện binh khí này, toàn thân ngân sắc, dài đến 13 mét m, đó là một thanh chiến kích. Không có đặc thù hình thái, nhìn qua cực kỳ phổ thông, thế nhưng là nó phát tán khí tức, lại là không gì sánh kịp. Nhìn không ra cái kia là cấp bậc gì binh khí, bởi vì nó đặt ở chỗ đó, nó căn bản cũng không giống như là binh khí. Thân ở khoảng cách này, sở phong có thể cảm nhận được, khí thức kia không chỉ có là thần thánh đơn giản như vậy, càng là ngoài ta còn ai, đánh đâu thắng đó. Cái kia chính là là chân chính vương giả chi khí, nó không chỉ là trong binh khí vương giả, càng là nơi đây vương giả, là giữa thiên địa vương giả. Hẳn là, đây là truyền thuyết kia bên trong, đấu thần chi kích. Nhìn thấy phía dưới hết thảy, sở phong trong lòng ý nghĩ đầu tiên, liền là đây là minh kính hải trí bảo, đấu thần chi kích. chương 3711, vạn tên trí tôn cảnh. Sở phong sở dĩ có ý nghĩ này, không chỉ là cái kia thanh chiến kích, phát tán ra khí tức cường đại. Càng quan trọng là, tại cái này chiến kích chung quanh, vậy mà chỉnh tề đứng vững từng đạo bóng dáng. Đó cũng không phải là nhân tộc, nhìn qua cũng không giống là thú tộc, bởi vì vì chúng nó tướng mạo cực kỳ dữ tợn như không nên nói, bọn chúng tướng mạo càng giống là ác linh. Dạng này ác linh, Mỗi cái cao lớn trăm mét m, mà như là dạng này ác linh, lại có trọn vẹn hàng vạn con. Hàng vạn con ác linh, chỉnh tề mà đứng, chiến hàng có thứ tự, tựa như là thủ hộ giả bình thường, thủ hộ lấy cái kia thanh chiến kích. Như chỉ là như vậy, còn không đến mức để Sở Phong hoảng sợ, nhất làm cho Sở Phong hoảng sợ là, tận quản cái này chút ác linh, lúc này đều là nhắm mắt lại, dường như rơi vào trạng thái ngủ say, nhưng bọn chúng khí tức cũng không có ẩn tàng. Sở Phong có thể cảm giác được cái này chút ác linh trên thân, đều tản ra giống nhau khí tức. Chọn vẹn hàng vạn con ác linh, lại có giống nhau tu vi, mà bọn chúng tu vi, đều là trí tôn cảnh. Tận quản, bọn chúng cũng chỉ là nhất phẩm trí tôn, thế nhưng là đặt ở tổ võ tinh vực, cái này đã là cực kỳ cao minh. Dù sao tại toàn bộ tổ võ tinh vực, trí tôn cảnh cao thủ đều là đếm đi qua. Ngay cả thập đại thiên tộc bên trong, cũng chỉ có lệnh hồ thiên tộc, đạm đài thiên tộc, cùng giác lý thiên tộc, ba cái thế lực có được trí tôn cảnh cường giả tỏa chấn. Mà theo sở phong nghe nói, ngoại trừ lệnh hồ thiên tộc bên ngoài, đạm đài thiên tộc cùng giác lý thiên tộc, chỉ có tộc trưởng mới là trí tôn cảnh mà thôi. Bởi vậy đó có thể thấy được, trí tôn cảnh tại tổ võ tinh vực, có được như thế nào địa vị. Cái kia chính là, đại đa số người tu luyện cả đời, đều không thể đến cảnh giới. Nhưng chỉ cần bước vào cảnh giới kia, liền có thể trở thành toàn bộ tổ võ tinh vực, không người nào dám trêu chọc tồn tại. Dù sao, đây chính là trí Chí tôn cảnh A, cảnh giới này, tại tổ võ tinh vực, bản thân liền có trí cao vô thượng địa vị. Nhưng chính là như vậy trí cao vô thượng cảnh giới, lúc này tại sở phong phía dưới, lại có hơn vạn cái. Dạng này tình hình, đang sợ hãi đồng thời, ngay cả sở phong cũng là vì đó kinh hãi. Sớm biết, trong truyền thuyết đấu thần chi kích, lại giấu ở cái này kết giới môn bên trong, nên để cổ minh diên tiền bối vậy tiến vào nơi đây. Thế nhưng là đang khiếp sợ đồng thời, sở phong lại có chút hối hận. Mặc dù phía dưới có, trọn vẹn hơn vạn cái trí tôn cảnh cường giả, nhưng tu võ người thực lực, nhưng tuyệt không phải số lượng có thể bù đắp. Mà cổ minh Diên tận quản cũng là nhất phẩm trí tôn, nhưng nàng thực lực lại là cực mạnh, từ nàng có thể dễ như trở bàn tay, đánh bại phệ huyết đường đường chủ liền nhìn ra. Cho nên sở phong cảm thấy, nếu như cổ minh Diên ở chỗ này lời nói, làm không tốt có thể đánh bại cái kia chút hắc linh, từ đó cầm tới truyền thuyết này bên trong đấu thần chi kích. Ba, nhưng bỗng nhiên ở giữa, một tay nắm, rơi vào sở phong trên bờ vai. Cái này khiến sở phong hoảng sợ kinh hãi, nhanh chóng di chuyển về phía trước mấy ngàn mét m, về sau, mới xoay người hướng về sau quan sát. Mà lần này đầu sở phong mới phát hiện, đứng sau lưng hắn, cũng không phải là phía dưới ác linh, mà là một người. Người này, quần áo cũ nát, như là tên ăn mày bình thường, vóc dáng không cao, dáng người vậy rất gầy yếu, mái đầu bạc trắng mặc dù trói lên đỉnh đầu, nhưng sợi tóc lại là lộn xộn nhìn qua cực kỳ lôi thôi. Mà tại bên hông hắn, ngoại trừ treo một căn thật dài cái tẩu bên ngoài, thế mà cột trọn vẹn 10 cái hồ lô rượu. Vị này không chỉ có là người nghiện thuốc, còn là một vị mười phần tử quỷ. Bất quá hắn sau lưng, nhưng cũng cột một thanh kiếm, đó là một thanh đồng kiếm, ngoại trừ là đồng tư chất bên ngoài, không cảm giác được bất kỳ lực lượng nào, không cách nào kết luận cái kia là bực nào binh khí. Không qua sau lưng hắn, không chỉ có cõng một thanh đồng kiếm, còn có một cái la bàn. Thân vị giới linh sư, Sở Phong một chút liền nhận ra, cái kia chính là giới linh la bàn, mà vị này sau lưng giới linh la bàn, phẩm chất cực tốt, chính là hiếm thấy bảo bối. Mặc dù vị này tạo hình lôi thôi, quần áo không chịu nổi. Thế nhưng là cái kia giới linh la bàn, lại là hơi ánh sáng chập trờn, không nhuốm bụi trần, rõ ràng là trải qua qua tỉ mỉ bảo dưỡng. Có thể thấy được, vị này đối với hắn giới linh la bàn phi thường để ý. Không qua đáng tiếc là, Sở Phong lại không nhìn thấy vị này khuôn mặt bởi vì tại trên mặt hắn, mang theo một cái mặt nạ. Xuyệt, tại sở phong dò xét vị kia đồng thời, vị kia kỳ thật vậy đang quan sát sở phong. Hắn đầu tiên là đối sở phong làm ra một cái chớ lên tiếng động tác, sau đó liền hướng biển vực phía trên bơi đi, còn ra hiệu sở phong theo tới. Sở phong nhìn ra, không quản vị này là ai, nhưng tuyệt đối so với phía dưới ác linh an toàn nhiều. Huống hồ sở phong cũng muốn biết vị này là ai, hắn vì sao xuất hiện ở đây, làm không tốt, hắn biết nên như thế nào rời đi nơi đây, cho nên sở phong cũng chưa quá nhiều do dự mà là lập tức đi theo. thẳng đến bọn hắn rời xa phía dưới ác linh về sau, vị kia mới dừng lại. thật là nghĩ không ra, lão phu ở chỗ này chờ đợi nhiều năm như vậy, rốt cuộc chờ đến cái khác tu võ giả. tiểu quỷ, người có thể khiêng qua cái kia mạch nước ngầm trùng kích, thật không đơn giản a. À. vị kia cuối cùng mở miệng, thanh âm hắn có chút khàn khàn, hẳn là hút thuốc quất nhiều tạo thành, nhưng cùng lúc vậy là có chút già nua sở phong vậy nghe được vị này hẳn là một vị lão giả không biết tiền bối tôn tính đại danh sở phong ôm quyền hỏi lão phu danh tự không đề cập tới cũng được tiểu quỷ người giúp lão phu một chuyện lão phu liền cho ngươi một cái tốt lão giả kia trong lúc nói chuyện từ trong túi càn khôn lấy ra một hạt trâu hạt trâu kia không qua lòng bàn tay lớn nhỏ vốn là trong suốt thế nhưng là trong đó lại tràn ngập ngọn lửa xanh lục hỏa diễm băng đằng tựa như mãnh thú bình thường muốn tránh thoát hạt trâu kia mà nhìn thấy ngọn lửa kia về sau, lập tức ánh mắt khẽ động, vội vàng hỏi nói: tiền bối, trong này là thiên tứ thần lực. Hảo nhãn lực, đây là thiên tứ thần lực một loại, tên là quỷ viêm thần lực. tiểu tử, ta nhìn người bên hông treo sở thị thiên tộc lệnh bài, người hẳn là thiên cấp huyết mạch người. chỉ cần người giúp lão phu cầm tới cái kia thanh chiến kích, lão phu liền giao người dung hợp phương pháp, có thể cho cái này thiên cấp thần lực về người tất cả. lúc kia, người coi như đồng thời nắm giữ lấy thiên cấp huyết mạch cùng thiên tứ thần thể hai loại sức mạnh. Lão giả nói với sở phong, mà nghe đến đó, sở phong thì là nội tâm rung động, khuôn mặt kinh hãi. Ngay cả âm thanh, đều là có chút run rẩy bởi vì sở phong bỗng nhiên vang lên, phụ thân hắn nói với hắn một sự kiện. Tại tổ võ tinh vực, có một vị giới linh sư, hắn có thể trợ giúp sở phong, đem trong cơ thể mình tứ tượng thần lực, hóa thành thiên tứ thần thể. Lúc kia, sở phong liền có thể đồng thời nắm giữ thiên cấp huyết mạch, cùng tứ tượng thần thể, hai loại sức mạnh. Tiền bối, chẳng lẽ nói ngài liền là đại danh đỉnh đỉnh giới linh sư, lỗ mũi châu đạo nhân. Ân, nghe được lời này, vị kia hơi sững sờ, chợt đem trên mặt cỗ hái xuống. Giờ khắc này sở phong có thể thấy rõ, vị này khuôn mặt. Vị này khuôn mặt già nua, con mắt rất nhỏ, là loại kia để cho người ta bất an con mắt, nhìn qua liền cùng gian thương như thế, phi thường tặc. Nhưng là hắn cái mũi, lại là phi thường đặc biệt, liền cùng châu như đúc như thế, xấu xí đến cực điểm. Mà lúc này, vị lão giả này, đang dùng hắn cái kia mắt nhỏ, nhìn chằm chằm sở phong, đồng thời khóe miệng cũng là dơ lên một tia đắc ý đường cong. Thật là nghĩ không ra, lão phu danh tự như thế vang dội, liền ngay tiếp theo mặt nạ, đều có người có thể nhận ra ta tới. Không sai, tiểu tử ngươi nói đúng, vị kia danh chấn tổ võ tinh vực, được thế nhân tôn xưng là, thiên hạ đệ nhất giới linh sư lỗ mũi châu lão đạo, chính là tại hạ. Trường 3712, lỗ mũi châu lão đạo giao dịch. Tiền bối, vãn bối tìm ngài tìm xong khổ nghĩ không ra, thế mà ở chỗ này gặp ngài. Khi xác nhận, vị này xác thực chính là lỗ mũi châu lão đạo về sau, sở phong càng thêm hưng phấn. Dù sao lỗ mũi châu lão đạo, nhưng là có thể để chu tước, huyền vũ, bạch hổ, thanh long, cái này tứ thánh thú một lần nữa hóa thành thiên tứ thần lực tồn tại. Mà sở phong chu tước phục hòa thuật, bạch hổ công sát thuật, huyền vũ độn giáp thuật, thanh long tật hành thuật, chính là sở phong lúc trước tuổi nhỏ thời điểm, đoạt được đến cường lực thủ đoạn. Tận quản theo sở phong tu vi tăng lên, cái này tứ đại bí kỹ đã đánh mất tác dụng nhưng khi đó đối sở phong trợ giúp lại là cực điểm cho nên tại sở phong trong lòng bọn chúng bốn vị tuyệt đối không phải đơn giản bí kỹ đơn giản như vậy đối sở phong mà nói bọn chúng bốn vị chính là là có thâm hậu tình cảm tiền bối sở phong đặc biệt hy vọng bọn chúng có thể một lần nữa phóng xuất ra bọn hắn lực lượng cường đại cùng mình kề vai chiến đấu tiểu tử nhìn ngươi điệu bộ này ngươi một mực tải tìm ta nhìn xem kích động như thế sở phong lỗ mũi châu lão đạo vậy là có chút ngoài ý muốn tiền bối ta xác thực một mực tại tìm ngài thật là nghĩ không ra thế mà gặp gỡ ở nơi này ngài sở phong nói ra lão phu một mực tại nơi này đã nhiều năm người ở bên ngoài tìm ta đương nhiên tìm không thấy lại nói người tìm lão phu là vì chuyện gì lỗ mũi châu lão đạo hỏi vãn bối muốn đem trong cơ thể thiên tứ thần lực cùng chính ta dung hợp sở phong nói ra trong cơ thể ngươi có thiên tứ thần lực đưa tay ra lão phu nhìn xem lỗ mũi châu lão đạo đang khi nói chuyện liền bắt lấy sở phong cổ tay ông ngay sau đó sở phong có thể cảm giác được một cỗ lực lượng thuận cổ tay tràn vào sở phong linh hồn sở phong không có tiến hành ngăn cản ngược lại là tùy ý lực lượng kia tiến vào mình linh hồn hắn biết lỗ mũi châu lão đạo là đang tra nhìn trong cơ thể mình lực lượng tiểu tử người cái này trong cơ thể thiên tứ thần lực không đơn giản a à. một phen xem xét về sau lỗ mũi châu lão đạo trong mắt cũng là hiện ra kinh hãi. Tiền bối, ngài có thể giúp ta sao? Sở phong hỏi, thiên tứ thần lực càng mạnh, muốn dung hợp độ khó cũng liền càng cao. Mà người cái này thiên tứ thần lực lực lượng, quả thực là lão phu cuộc đời gặp qua mạnh nhất, người muốn đưa nó dung hợp, độ khó cũng không nhỏ. Không bằng, dung hợp ta cái này thiên tứ thần lực đi, cái này tương đối tốt dung hợp. Lỗ mũi châu lão đạo dơ lên trong tay hạt châu kia, nói với sở phong. Tiền bối, một người, chỉ có thể dung hợp một loại thiên tứ thần lực a à. sở phong hỏi dĩ nhiên không phải lão phu đã từng giúp qua một cái thiên tứ thần thể ở trên người hắn dung nhập lệnh một loại thiên tứ thần lực khiến cho hắn đồng thời có được hai loại thiên tứ thần lực bất quá trong cơ thể ngươi đã có thiên cấp huyết mạch loại lực lượng này cho nên ngươi muốn dung hợp lời nói cũng chỉ có thể dung hợp một loại thiên tứ thần lực lỗ mũi châu lão đạo nói xong lời này lại vỗ vỗ sở phong bả vai cười nói tiểu tử chưa có quá tham lam a à? có thể đồng thời có được thiên tứ thần lực cùng thiên cấp huyết mạch lực lượng, đã là rất nhiều người nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Như là như thế này lời nói, vậy vãn bối vẫn là muốn đem trong cơ thể mình thiên tứ thần lực dung hợp. Sở phong nói ra, có thể a à, nhưng ta đã chuyện xấu nói trước, trong cơ thể ngươi thiên tứ thần lực có chút lợi hại, như muốn dung hợp, độ khó rất cao, lão phu cũng không thể đánh cược. Lỗ mũi châu lão đạo nói ra, tiền bối, phía dưới hẳn không phải là phổ thông chiến kích, mà là truyền thuyết kia bên trong đấu thần chi kích a. À? Sở Phong đột nhiên hỏi đường, ngạch ngươi hỏi cái này làm gì? Lỗ mũi Châu lão đạo hỏi, đấu thần chi kích chính là truyền thuyết chi vật, hắn giá trị hẳn là so dung hợp thiên tứ thần lực cao hơn a. À? Sở Phong hỏi, tiểu tử, ta không ngại nói cho ngươi, cái kia thật là đấu thần chi kích, nó giá trị xác thực rất cao. Nhưng là chớ nói tổ võ tinh vực, coi như toàn bộ thánh quang thiên hà ngươi đi hỏi thăm một chút, ngoại trừ lão phu bên ngoài, có ai có thể đem cái này thiên tứ thần lực dùng nhập trong cơ thể ngươi. Đấu thần chi kích cuối cùng chỉ là binh khí, mạnh hơn binh khí, vậy có hay không dùng thời điểm. Nhưng là, ngươi như đạt được thiên tứ thần lực lực lượng, đây chính là sẽ là cả một đời thu hoạch. Cho nên dạng này để tính, ngươi thế nhưng là kiếm lợi lớn. Huống hồ, cái kia đấu thần chi kích, cần lão phu hỗ trợ, ngươi mới có cơ hội cầm tới, lão phu nếu là không giúp đỡ, liền ngươi chút thực lực ấy, đừng nói cầm tới đấu thần chi kích, còn không có tới gần, ngươi liền hồn phi phách tán, ngay cả mình làm sao chết cũng không biết. lỗ mũi châu lão đạo châm biếm nói ra, tiền bối, ngài đừng tức giận a, à, vãn bối không nói không cùng ngươi hợp tác. sở phong vừa cười vừa nói, vậy ngươi có ý tứ gì? vậy là ngươi cảm thấy lão phu để ngươi giúp ta cầm đấu thần chi kích, sau đó giúp ngươi dung hợp thiên tứ thần lực, là lão phu chiếm tiện nghi của ngươi. lỗ mũi châu lão đạo hỏi, vãn bối cũng không phải ý tứ này, kỳ thật vãn bối chỉ là có một cái nho nhỏ thỉnh cầu thôi. Sở phong nói ra, thỉnh cầu, nghe được hai chữ này, lỗ mũi châu lão đạo mắt nhỏ, quay tròn chuyển động mấy lần, lúc này mới hỏi, ngươi nói xem. Tiền bối đã có thể trợ giúp ta dung hợp thiên tứ thần lực, cũng liền có thể trợ giúp những người khác. Tiền bối, lúc đầu, ngài là muốn đem trong tay ngươi thiên tứ thần lực, cho ta. Nhưng là đã, trong cơ thể ta đã có thiên tứ thần lực, không bằng đem ngài trong tay cái này thiên tứ thần lực, giao cho ta bằng hiếu, tốt không? Sở phong hỏi, ta nghe rõ, người ý tứ chính là, để ta giúp ngươi dung hợp thiên tứ thần lực đồng thời, đang trợ giúp những người khác, vậy dung hợp thiên tứ thần lực, có phải như vậy hay không? Lỗ mũi châu lão đạo hỏi, tiền bối quả nhiên là tiền bối, cái gì đều giấu giếm không qua ngài. Sở phong cười hì hì nói ra, sở phong nhưng thật ra là cảm thấy, dù sao lỗ mũi châu lão đạo đồng ý giúp đỡ, vậy cũng chớ lãng phí lần này cơ hội. Hắn là muốn cho lỗ mũi châu lão đạo, đem cái kia thiên tứ thần lực, dung nhập vào sở linh khê trên thân. Lão Phu hỏi trước ngươi một vấn đề, ngươi là từ chỗ nào biết được, ta có thể giúp ngươi dung hợp thiên tứ thần lực. Lỗ mũi châu lão đạo đối sở phong hỏi, tiền bối, là phụ thân ta nói cho ta biết, phụ thân ta cũng là sở thị thiên tộc, hắn gọi là sở hiên viên. Sở phong nói ra, phụ thân ngươi là sở hiên viên, cho nên ngươi là sở phong, lúc này, lỗ mũi châu lão đạo trên mặt, có biến hóa không nhỏ. Đối tiền bối, vạn bối chính là sở phong, lúc trước quá mức kích động, quên tự giới thiệu mình, chỗ thất lễ còn xin tiền bối thứ lỗi. Sở Phong nói ra, ai, nguyên lai là người trong nhà A, ta và người phụ thân cái kia quan hệ thế nhưng là không giống bình thường, người khi còn bé ta còn nhìn qua người đây, thật là nghĩ không ra, cái này nhoáng một cái người đều lớn như vậy. Người trong nhà liền càng dễ nói, người điều thỉnh cầu này, lão phu đáp ứng. Lúc này, lỗ mũi châu lão đạo đối sở phong thái độ, đều là trở nên phá lệ thân thiết, thật giống như gặp được mình hậu bối như thế. Tiền bối, vậy vãn bối, nên làm như thế nào sở phong hỏi người ở chỗ này chờ lão phu hội sử dụng thủ đoạn đem cái kia trúc thủ hộ linh dẫn đi lão phu đem thủ hộ linh dẫn đi về sau ngươi liền đi cầm đấu thần chi kích lỗ mũi châu lão đạo nói ra chỉ đơn giản như vậy sở phong hỏi liền là đơn giản như vậy a à, thế nào ngươi có phải hay không cảm thấy mình kiếm bộn rồi lỗ mũi châu lão đạo cười tùm tìm hỏi thế nhưng nhìn xem lỗ mũi châu lão đạo cái kia xấu xí khuôn mặt cùng hèn mọn cười Sở Phong luôn cảm thấy chuyện này không có đơn giản như vậy. Chương 3713, Sở Phong cái bóng. Sở Phong hắn thật sự là quá muốn dung hợp tứ tượng thần lực. Dù là phía dưới, truyền thuyết kia bên trong đấu thần chi kích, đối Sở Phong tới nói, đều không có dung hợp tứ tượng thần lực dụ hoặc đại. Cho nên tận quản biết rõ, sự tình khả năng có kỳ quặc, nhưng cuối cùng, Sở Phong vẫn gật đầu, đáp ứng lỗ mũi châu lão đạo điều kiện. Tiểu tử, nói làm liền làm lão phu cái này đi dẫn dắt rời đi cái kia chút thủ hộ linh, coi ta đem thủ hộ linh dẫn mở về sau, ngươi liền lập tức đi lấy đấu thần chi kích. Lỗ mũi châu lão đạo hắn, còn thật là nói làm liền làm, tiếng nói vừa ra thời khắc, hắn đã là thẳng tắp bay lượn mà xuống, thanh thế to lớn, ở trong nước cũng là tạo nên cường đại gợn sóng. Ngao ô, rất nhanh, phía dưới trận trận gầm thét vang lên, cái kia chút ngủ say thủ hộ linh, tại lỗ mũi châu lão đạo tới gần về sau, toàn bộ thức tỉnh. Dầm dầm dầm, ngay sau đó, trận trận oanh minh không ngừng nổ vang cái kia trúc thủ hộ linh đã cùng lỗ mũi châu lão đạo chiến tại một chỗ thật là lợi hại tận quản khoảng cách rất xa nhưng sở phong lại có thể đại khái nhìn thấy chiến cuộc lỗ mũi châu lão đạo giờ phút này sử dụng thủ đoạn phóng xuất ra hơn vạn cái phân thân như cùng một cái lỗ mũi châu lão đạo đại quân cùng đám kia thủ hộ linh chiến trở thành một mảnh mà cái kia trúc thủ hộ linh tu vì nhưng đều là trí tôn cảnh cho nên lỗ mũi châu lão đạo có thể cùng cái kia trúc thủ hộ linh chiến tại một chỗ tự nhiên cũng là có trí tôn cảnh tu vi nhất phẩm trí tôn dạng này tu vi tại tổ võ tinh vực thế nhưng là đỉnh cấp Chỉ ít lỗ mũi châu lão đạo thực lực có thể so sánh lương khâu thừa phong vô danh tinh vẫn long huyền đại sư hồ tiên nương nương bọn hắn lợi hại nhiều thậm chí sở phong cảm thấy cùng làm nhất phẩm trí tôn nhưng lỗ mũi châu lão đạo chiến lực khả năng so lương khâu đại sư còn mạnh hơn tuy nói lỗ mũi châu lão đạo tại tổ võ tinh vực thanh danh cũng không tốt thế nhưng là phía dưới chiến đấu càng phát ra kịch liệt mà lỗ mũi châu lão đạo không chỉ có cùng chiến đấu còn mở miệng nhục nhã mà cái kia chúc thủ hộ linh thật giống như có thể nghe hiểu lỗ mũi châu lão đạo lời nói như thế bọn hắn bắt đầu phẫn nộ trở nên càng phát ra cuồng bạo loại tình huống này lại kéo dài một hồi lỗ mũi châu lão đạo liền suốt lĩnh phân thân hướng nơi xa bay trốn đi mà cái kia trúc thủ hộ linh vậy mà đồng loạt toàn bộ đi theo nghĩ không ra nhục nhã loại chuyện này đối với thủ hộ linh cũng hữu dụng a. À. Sở Phong suy đoán nếu không phải lỗ mũi châu lão đạo chọc giận thủ hộ linh, thủ hộ linh cũng không hội đuổi theo hắn. Dù sao thủ hộ linh nhiệm vụ chủ yếu là thủ hộ đấu thần chi kích, cho nên Sở Phong không thể không bội phục cái này lỗ mũi châu lão đạo thủ đoạn. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, ngược lại cũng có thể lý giải. Lỗ mũi châu lão đạo mình cũng đã nói hắn ở chỗ này đã chờ đợi nhiều năm. Hắn vì sao à đợi ở chỗ này? Tự nhiên là vì đạt được đấu thần chi kích. Mà qua nhiều năm như vậy lỗ mũi châu lão đạo vì cầm tới cái này đấu thần chi kích tất nhiên nếm thử qua vô số loại phương pháp phát hiện một chút mánh khóe cũng là hợp tình lý không qua sở phong vẩy càng phát ra xác định lỗ mũi châu lão đạo nói với hắn không phải sự thật cái kia đấu thần chi kích khẳng định không phải dễ dàng như vậy cầm tới lỗ mũi châu lão đạo có thể phóng xuất ra hơn vạn đường phân thân hoàn toàn có thể lưu lại một cái phân thân tại hắn đem thủ hộ linh toàn bộ dẫn đi về sau đi lấy đấu thần chi kích Đơn giản như vậy phương pháp, lỗ mũi châu lão đạo không có khả năng nghĩ không ra. Mà hắn không có làm như vậy khả năng, cũng chỉ có một. Cái này đấu thần chi kích, căn bản không phải dễ dàng như vậy liền có thể cầm tới. Tận quản đã xác định, đấu thần chi kích không có dễ dàng như vậy cầm tới. Nhưng Sở Phong vẫn là bay thấp mà xuống, lại mở bàn tay, thẳng đến đấu thần chi kích mà đi. Coi như biết, cái này đấu thần chi kích không có dễ dàng như vậy cầm tới, nhưng Sở Phong vẫn là muốn thử một lần oanh quả nhiên sở phong bàn tay còn chưa đụng phải đấu thần chi kích một cỗ cường đại khí tức liền từ đấu thần chi kích quét ngang mà ra khí tức kia quá mạnh sở phong căn bản là không có cách ngăn cản trực tiếp đem sở phong thổi bay ra lực lượng cường đại đem sở phong thổi bay đến mấy mét về sau mới tính miễn cưỡng ổn định thân hình ngươi như thế nhỏ yếu cũng muốn cầm tới đấu thần chi kích khi sở phong rơi xuống đất về sau lại có một thanh âm vang lên sở phong ngẩng đầu quan sát phát hiện tại đấu thần chi kích bên cạnh xuất hiện một đạo bóng dáng cái kia tựa hồ là một người nhưng lại không giống như là người vị này toàn thân đen kịt thấy không rõ nó dung mạo tựa như là một cái bóng bình thường rất là quỷ dị mà quỷ dị nhất là thanh âm hắn vậy mà cùng sở phong như đúc như thế ngươi là ai sở phong ngưng âm thanh hỏi ta là ai không trọng yếu trọng yếu là ngươi muốn cầm đến đấu thần chi kích liền cần đánh bại ta cái kia đạo cái bóng nói ra bang hắn này nói cho hết lời trên cổ tay vậy mà xuất hiện một thanh trường kiếm nhìn thấy thanh trường kiếm kia sở phong bên trong hơi động lòng thanh kiếm kia tận quản cũng là hình bóng nhưng cái kia hình thái cùng khí tức lại cùng mình lam ngọc uyên kiếm như đúc như thế bá nhưng mà sở phong còn không còn kịp suy tư nữa quá nhiều cái kia hình bóng đã là hướng sở phong công đi qua tại hắn hướng sở phong phát động thế công một khắc này sở phong có thể cảm giác được đối phương tu vi vị này tu vi cùng sở phong như thế, chính là tam phẩm tôn giả. Cứ việc đối phương tu vi cùng mình như thế, đồng thời hết thảy rất là quỷ dị, nhưng đối mặt với đối phương thế công, sở phong nhưng căn bản liền binh khí đều không có cầm. Mà là tại đối phương tới gần về sau, thần cấp lôi văn, cùng lôi đình khải giáp, đồng thời phóng thích mà ra. Chỉ là trong chốc lát, sở phong tu vi, liền tòng tam phẩm tôn giả, tăng lên tới ngũ phẩm tôn giả tình trạng. Cứ như vậy, sở phong liền có được tu vi áp chế, đối phương căn bản là không có cách cùng mình chống lại thế nhưng cơ hồ tại sở phong tăng cao tu vi đồng thời vị kia tu vi vậy mà cũng là tùy theo tăng lên cùng sở phong như thế cũng là tăng lên tới ngũ phẩm tôn giả tình trạng đồng thời tại tăng cao tu vi thời gian điểm đối phương đã đi tới sở phong phụ cận lúc này sở phong không kịp đi lấy ra lam ngọc uyên kiếm chỉ có thể bằng vào tự thân lực lượng đến cùng đối phương chống lại nhưng là đối phương thực sự quá nhanh tận quản sở phong đã sớm né tránh nhưng chỉ gặp một đạo máu tươi tóe lên, sở phong cánh tay trái, vẫn là bị đối phương là đánh trúng. Đây cũng không phải là da trên thịt, lật ra huyết nhục bên trong, bạch cốt âm u đều bị chảm cắt một nửa. Chỉ thiếu một chút, sở phong cái này cánh tay, liền bị chạm cắt xuống. Vị kia một chiêu đạt được, cũng không tiếp tục tiến công, ngược lại là đứng ở tại chỗ, nói với sở phong, đối mặt ta, người phải cẩn trọng chứ không được khinh suất. Trong thanh âm này, tràn đầy trào phúng ý vị, gặp tình hình này, sở phong cũng là mày kiếm đứng đấy. Sở phong phát hiện, ra hỏa này trên thân, không chỉ có tản ra màu đen lôi đình, tại hắn trên trán trong lúc mơ hồ còn có một cái thần chữ. Tận quản đều là màu đen, nhưng nếu rứt bỏ nhan sắc không nói, cái kia hình thái cùng khí tức, cùng sở phong thần cấp lôi văn cùng lôi đình khải giáp có thể nói là như đúc như thế. Cũng chính là nương tựa theo hai loại thủ đoạn, hắn mới có thể đem tu vi, trong nháy mắt tòng tam phẩm tôn giả, tăng lên tới ngũ phẩm tôn giả tình trạng. Ngươi là ta cái bóng, Sở Phong ngưng âm thanh hỏi, hắn sở dĩ hỏi như vậy, đó là bởi vì đối phương thủ đoạn, cùng mình như đúc như thế, ngay cả binh khí cùng mình Lam Ngọc Uyên Kiếm cũng là như đúc như thế. Đây hết thảy quá quỷ dị, cho nên Sở Phong kết luận, đối phương căn bản không phải một người, hắn hẳn là đã rơi vào một loại nào đó trong ảo cảnh. Sở Phong cảm thấy, lúc này hắn mặt đối với đối thủ, kỳ thật liền là chính hắn. Chương 3714, tuyệt cảnh dựa vào chính mình. Người cái bóng, ngươi cũng không tránh khỏi quá cao xem chính ngươi bất quá đối với sở phong lời nói cái bóng kia không chỉ có không tán đồng ngược lại còn cảm thấy cực kỳ khó chịu bá thế là trong lúc nói chuyện cái kia hình bóng liền lại lần nữa hướng sở phong công đi qua mà vào lúc này sở phong trong tay vậy đã sớm lộ ra ngay lam ngọc uyên kiếm cho nên sở phong không có lùi bước mà là vung động trong tay lam ngọc uyên kiếm cùng đối phương chiến thành một chỗ càng là giao thủ sở phong càng là xác định đối phương nhất định là mình cái bóng. Bởi vì sở phong tất cả thủ đoạn hắn đều nắm giữ lấy, mà ngoại trừ sở phong nắm giữ thủ đoạn bên ngoài, cũng không có gặp hắn thi triển qua thủ đoạn khác. Đồng thời, liền liền đối phương phương thức công kích, chiến đấu thói quen, cũng cùng sở phong không có sai biệt. Không phải mình cái bóng, thì là ai? Ta cái bóng, có phải hay không, chỉ đánh bại ngươi, liền có thể cầm tới cái kia đấu thần chi kích. Sở phong một bên cùng giao thủ, một bên hỏi, lại nhấn mạnh một bản, Ta không phải ngươi cái bóng, thân phận ta còn cao hơn ngươi đắt hơn. Đồng thời, người vậy không có khả năng chiến thắng ta. Mạng ngươi đều trong tay ta. Cái bóng kia nói ra, ta mặc dù không cách nào chiến thắng ngươi, nhưng ngươi cũng vô pháp chiến thắng ta, đã ngươi là ta cái bóng, không bằng thương lượng một chút, thả cái nước thế nào. Sở Phong hỏi, ha ha ha, Sở Phong lời này vừa nói ra thì là đổi lấy vị kia điên cuồng cười to. Muốn trên người ta đầu cơ trục lợi, ngu xuẩn như như người loại này ngu xuẩn hạng người, coi như chết ở chỗ này. Này nói cho hết lời, đối phương thế công liền càng ngày càng mạnh, lần này cũng không phải đơn giản luận bàn, đơn giản liền hay là tác thủ Sở Phong tính mệnh. Đáng chết, loại tình huống này, Sở Phong cũng là không dám khinh thường. Bởi vì đối phương thế công là chân thật như vậy, nếu là hơi không cẩn thận, Sở Phong liền sẽ bị đối phương đánh bại. Nếu là bại tại những người khác trong tay, ngược lại cũng thôi, thua ở mình cái bóng trong tay, vậy cũng thực sự quá oan uổng một chút sở phong người nhất định phải tốc chiến tốc thắng bởi vì là thời gian càng lâu người càng nguy hiểm nhưng nhưng vào lúc này bỗng nhiên một thanh âm ánh vào sở phong trong tai cái kia chính là lỗ mũi châu lão đạo thanh âm tiền bối nghe được lỗ mũi châu lão đạo thanh âm về sau sở phong liền bốn phía quan sát quan sát muốn muốn tìm lỗ mũi châu lão đạo thế nhưng là một phen quan sát về sau sở phong lại phát hiện cái này bốn phía căn bản là nhìn không thấy lỗ mũi châu lão đạo bóng dáng không cần tìm, người thế giới bên trong không có ta. Người bây giờ, bị vây ở đấu thần chi kích chế tạo huyễn cảnh bên trong. Người chỉ có thời gian một nén nhang, một nén nhang bên trong, người như không cách nào đánh bại người đấu thần chi kích. Cái kia đấu thần chi kích đem hội phóng xuất ra nó chân chính lực lược, lược, lúc kia, người coi như không cách nào cùng nó chống lại. Lỗ mũi châu lão đạo thanh âm, lại lần nữa tại sở phong trong tai vang lên. Đồng thời thanh âm hắn cực kỳ nghiêm túc, cái này khiến sở phong biết, hắn lời nói cũng không phải nói giỡn cho nên trước mặt ta không phải ta cái bóng mà là đấu thần chi kích Sở Phong hỏi cũng có thể nói như vậy ngươi mới vừa tiến vào trong đó thời điểm đấu thần chi kích có thể phục chế ngươi tất cả lực lượng bao quát ngươi nắm giữ pháp bảo cùng binh khí tóm lại ngươi nắm giữ lực lượng hắn đều nắm giữ nhưng là đây chẳng qua là hắn phục chế ngươi trước đó thủ đoạn cùng lực lượng cho nên muốn đánh bại hắn ngươi nhất định phải chiến thắng trước đó mình nên làm như thế nào ngươi hẳn là rõ ràng ha à lỗ mũi châu lão đạo lời nói ở đây nguyên bản rõ ràng thanh âm vậy mà bắt đầu trở nên có chút mơ hồ sở phong nhớ kỹ ngươi chỉ có thời gian một nén nhang đồng thời chỉ có một lần cơ hội nhất định phải đánh bại nó nếu không ngươi khả năng hội có nguy hiểm tính mạng lỗ mũi châu lão đạo dùng hết toàn lực nói ra câu nói này mà câu nói này rơi xuống về sau lỗ mũi châu lão đạo thanh âm cũng là triệt để biến mất tựa hồ ngay cả lỗ mũi châu lão đạo cũng vô pháp cùng lúc này sở phong tiến hành trao đổi chiến thắng trước đó mình sao sở phong biết làm như thế nào chiến thắng trước đó mình muốn chiến thắng trước đó mình vậy thì nhất định phải hiện tại lập tức nắm giữ càng cường đại hơn thủ đoạn mới được chỉ là đối phương từng bước ép sát sở phong căn bản cũng không dám chủ quan chỗ nào còn có thể phân tâm đi tăng lên mình huống hồ sở phong vậy không có tăng lên thủ đoạn mình a à? đúng bí kỹ bỗng nhiên sở phong nghĩ đến phệ huyết ma tôn truyền thụ mình bí kỹ tiền bối có thể hay không đem ngài lực lượng, mượn vãn bối dùng một chút. Sở phong nếm thử cùng cái kia bí kỹ câu thông, thế nhưng là cái kia bí kỹ thế mà căn bản vốn không để ý tới sở phong, vô luận sở phong nói thế nào, hắn đều không có trả lời. Thậm chí ngay cả sở phong nhục mà cái kia bí kỹ, cái kia bí kỹ vậy mà vậy không trả lời. Cái này khiến sở phong cực kỳ bất đắc dĩ, đáng giận, quả nhiên loại thời điểm này, chỉ có thể theo dựa vào chính mình. Bị cái kia bí kỹ cự tuyệt về sau, sở phong cũng không có nản chí ngược lại trong mắt hắn, hiện ra một vòng quyết ý. Bá, bỗng nhiên, sở phong rút lui mà đi, rời khỏi rất xa về sau, sở phong mới dừng lại. Ổn định thân hình về sau, sở phong song tay nắm chặt Lam Ngọc Uyên kiếm, đầu tiên là dơ lên cao cao, sau đó đột nhiên rơi xuống, đối cái kia đấu thần chi kích, chém vào mà đi. Sở phong động tác này, một mạch mà thành, phi thường hung mãnh, đấu thần chi kích còn tưởng rằng sở phong muốn thi triển gì các loại thủ đoạn, không chỉ có không có dám công tới, ngược lại không khỏi lui về phía sau một chút. Bá, nhưng mà khi sở phong đạo này bổ chém xuống về sau, chớ nói không có bất kỳ cái gì cường lực thủ đoạn phóng thích mà ra, ngay cả vũ lực đều không có phóng thích. thật giống như đây chỉ là một động tác, mà căn bản không phải cái gì thế công. thế nhưng phách chạm về sau sở phong thì là ngẩn người, ngay sau đó liền lại lần nữa đưa tay đối cái kia đấu thần chi kích, lại lần nữa thi triển giống nhau động tác. một lần, hai lần, ba lần, năm lần, mười lần không qua thời gian qua một lát sở phong đã liên tục thi triển hai mươi mấy lần động tác này mà đều không ngoại lệ sở phong những động tác này đều không có tạo thành bất kỳ lực sát thương nào người đang đùa ta cái kia đấu thần chi kích lạnh giọng hỏi từ hắn trong thanh âm có thể nghe ra sở phong hành động này đã đem hắn chọc giận thế nhưng sở phong lại vẫn cứ không để ý tới hội đấu thần chi kích phản mà là tiếp tục làm lấy động tác này sở phong không chỉ có làm cực kỳ nghiêm túc ngẫu còn hội suy tư một lát sau đó lại tiếp tục sở phong dạng này cử động để đấu thần chi kích càng phát phẫn nộ gan dám như thế đùa nghịch ta người cái này là muốn chết bỗng nhiên đấu thần chi kích phát ra gầm lên giận dữ ầm ầm ngay sau đó tiếng sấm rền rĩ cái này trong vùng biển vậy mà xuất hiện vô số đạo màu đen lôi đình cái kia màu đen lôi đình như là cự long bình thường tại cái này hải vực lao nhanh cái kia chính là sở phong công kích mạnh nhất thủ đoạn tiên cấm huyết lôi thuật tiên cấm huyết lôi thuật uy lực, sở phong há hội không biết được. Nhưng là sở phong cũng không có né tránh, mà là hướng về phía cái kia đấu thần chi kích, tiếp tục làm lấy cái kia chém vào động tác. ầm ầm rất nhanh, đầy trời màu đen lôi đình, không ngừng hướng sở phong oanh kích mà đi. Tiên cấm huyết lôi thuật uy lực vốn là cực mạnh, lại thêm sở phong hào không né tránh, cũng không có làm ra cái gì ngăn cản chi thế, rất nhanh liền bị cái kia lôi đình oanh kích hồn phi phách tán. Nhưng mà, khi huyết lôi thuật thế công đình chỉ về sau, lại có năm loại lực lượng nguyên tố tuôn ra, sau đó xen lẫn, sở phong nhục thân vậy mà lại lại lần nữa khôi phục. Là ngũ hành bí kỹ lực lượng, chương 3715, nhất trảm thiên lôi hiện. Tận quản, cái kia đấu thần chi kích, phục chế sở phong tu vi cùng tất cả thủ đoạn, thậm chí phục chế sở phong binh khí. Thế nhưng... Hắn chiến lực là cùng sở phong giống nhau, loại này giống nhau chiến lực phía dưới. Sở phong ngũ hành bí kỹ, có thể phát huy tác dụng, để sở phong bất tử bất diệt, cho nên cho dù là tiên cấm huyết lôi thuật cường hoành như vậy thủ đoạn, cũng vô pháp giết chết sở phong. Đây chính là ngũ hành bí kỹ chỗ lợi hại, cùng các loại cảnh giới bên trong, sở phong mặc dù không thể nói là vô địch. Nhưng là cùng các loại cảnh giới bên trong, lại không có bất kỳ người nào có thể đánh giết sở phong. Không bởi vì khác, chỉ vì sở phong có ngũ hành bí kỹ tại, trừ phi đối thủ chiến lực cao hơn sở phong ra một cảnh giới, như thế mới có thể trực tiếp đem sở phong gạt bỏ. Nếu không, ngũ hành bí kỹ, liền có thể để sở phong bất tử bất diệt ngươi lại ỉ vào cái này hộ mệnh thủ đoạn cho nên cố ý nhục nhã ta như là như thế này cảm thấy lời nói vậy ngươi coi như mười phần sai lúc này đấu thần chi kích lại cũng không còn hướng sở phong phát động thế công ngược lại ngồi xếp bằng mà xuống liền như thế lẳng lặng nhìn xem sở phong sở phong biết cái kia đấu thần chi kích vì sao như thế có lực lượng dù sao lỗ mũi châu lão đạo đã nói cho sở phong sở phong thời gian chỉ có một nén nhang mà thôi một nén nhang bên trong sở phong như không cách nào đánh bại đấu thần chi kích đấu thần chi kích sẽ không còn là sở phong cái bóng mà là hội khôi phục nó bản thân mình lực lượng lúc kia sở phong đem không cách nào chiến thắng đấu thần chi kích chiến cuộc như thế nào đem một mực nắm chắc tại đấu thần chi kích trong tay nếu không có tự mình cảm thụ ta cũng không biết ta cái này tiên cấm huyết lôi thuật lực lượng thì ra là thế mạnh mẽ cái kia lôi đình rơi vào trên người còn thật là có chút đau nhức đâu nhưng tận quản sở phong cũng biết Thời gian một nén nhang nhanh đến, nhưng hắn không chỉ có không có chút nào bối rối, ngược lại tại khóe miệng của hắn, dương lên một vòng nhàn nhạt đường cong. Nhìn xem dạng này sở phong, đấu thần chi kích thì là phát ra một tiếng lạnh cười. Hắn lạnh trong lúc cười, tràn ngập nhìn ý chào phúng. Sở phong biết hắn vì sao chào phúng mình. Hắn đang giễu cợt sở phong vô chi, chào phúng sở phong không sợ. Dù sao thời gian một nén nhang cũng nhanh muốn tới, cho nên theo đấu thần chi kích, sở phong tử kỳ sắp tới. Chính là bởi vì sở phong minh bạch đây hết thảy, cho nên sở phong mới không hoảng hốt, ngược lại là lại lần nữa nói với đấu thần chi kích, đấu thần chi kích, ngươi nhưng từng nghe qua một câu. Ngươi biết ta là đấu thần chi kích, đấu thần chi kích có chút ngoài ý muốn, nhưng rất nhanh lại lại nghĩ thông suốt cái gì, thế là hỏi, là cái kia lỗ mũi châu lão đầu nói cho ngươi đi. Đấu thần chi kích, nó không chỉ có biết lỗ mũi châu lão đạo, nó còn đoán được, lỗ mũi châu lão đạo rất có thể nói cho sở phong liên quan tới nó sự tình đã hắn đã nói cho ngươi biết, ngươi hẳn phải biết, một nén nhang về sau, liền là ngươi tử kỳ. Đấu thần chi kích nói ra, ta biết, một nén nhang về sau, ngươi liền đem khôi phục ngươi tự thân lực lượng. Lúc kia, ta hẳn là liền không cách nào cùng ngươi chống lại. Sở phong nói ra, cho nên, ngươi là vò đã mẻ không sợ rơi, đã quyết định từ bỏ sao. Đấu thần chi kích hỏi, không, kỳ thật ta là muốn cảm tạ ngươi. Sở phong nói ra, cảm tạ ta, nghe được lời này, đấu thần chi kích thần sắc khẽ động ở tại ánh mắt bên trong hiện ra vẻ mờ mịt hắn không rõ sở phong vì sao muốn nói như vậy ta đương nhiên muốn cảm tạ ngươi nếu không phải ngươi ta vậy sẽ không bị bước đến tuyệt lộ nếu không phải bị buộc đến tuyệt lộ ta vậy sẽ không như thế nhanh liền nắm giữ thủ đoạn này sở phong trong lúc nói chuyện liền lại lần nữa dùng hai tay nắm chặt trong tay lam ngọc uyên kiếm liền lại lần nữa đem lam ngọc uyên kiếm cao cao nâng mà bắt đầu lúc này sở phong khóe miệng vẫn như cũ treo nụ cười nhàn nhạt, nhạt thế nhưng là trong mắt hắn lại hiện đầy quyết ý thậm chí trong mắt hắn lại còn có lôi đình lấp lóe ra ầm ầm rất nhanh cái kia lôi đình liền trải rộng toàn thân thậm chí bao trùm sở phong trong tay lam ngọc uyên kiếm người đây là chiêu thức gì nhìn xem toàn thân trải rộng lôi đình sở phong cái kia đấu thần chi kích cũng là lộ ra kinh sợ người phục chế ta tất cả lực lượng chẳng lẽ không biết đây là cái gì sở phong hỏi người cái tên này lưu lại một tay đấu thần chi kích hỏi không phải lưu lại một tay mà là vừa vặn nắm giữ một chiêu nói đến còn muốn cảm tạ ngươi nếu không phải ngươi đem ta bước đến tuyệt cảnh khả năng trong thời gian ngắn ta vẫn đốn ngộ một chiêu này đối với một chiêu này ta thế nhưng là mong đợi đã lâu hiện tại liền lấy ngươi đi thử một chút nó uy lực nhìn một chút ta một chiêu này uy lực rốt cuộc mạnh cỡ nào ầm ầm nói xong sở phong kiếm trong tay liền đột nhiên rơi xuống một tia chấp quang nhận hiện lên hình bán nguyệt liền hướng cái kia đấu thần chi kích liền quét ngang mà đi. Này khí tức, nhìn thấy cái kia phóng thích mà ra lôi đình quang nhận, đấu thần chi kích vậy là có chút luống cuống, vội vàng thân hình nhảy lên, dưới chân sinh phong, hắn là thi triển ra thân pháp, hướng cái kia một bên né tránh mà đi. Bởi vì lúc này, hai người khoảng cách khá xa, tận quản lôi đình quang nhận tốc độ rất nhanh, nhưng bởi vì đấu thần chi kích phản ứng kịp thời, thì là tránh thoát lôi đình quang nhận phạm vi công kích. Ầm ầm, nhưng mà, ngay tại cái kia lôi đình quang nhận nhanh muốn tới gần đấu thần chi kích thời khắc, vậy mà bỗng nhiên sản sinh biến hóa. Nguyên bản hình bán nguyệt thái, phạm vi công kích không qua mười mấy mét m, lôi đình quang nhật, vậy mà hóa thành đầy trời lôi đình. Cái kia lôi đình như là thủy triều bình thường, che trời lấp đất, phạm vi công kích đủ có mấy trăm vạn mét m, cái kia đấu thần chi kích đã là tránh cũng không thể tránh. ầm ầm, oanh minh trận trận, lôi đình bốc lên, mắt thường thấy bên trong, đã không nhìn thấy nước biển, có thể nhìn thấy, chỉ có cái kia đầy trời lôi đình. Mà khi lôi đình tán đi về sau, cái kia đấu thần chi kích, vẫn là hình bóng bộ dáng, chỉ là giờ phút này nó, không chỉ có nằm dạp trên mặt đất, nó thân thể, càng là không trọn vẹn không chịu nổi, ngay cả khí tức cũng là cực kỳ suy yếu, tựa như là một cái sắp chết người. Đó cũng không phải bình thường kỹ pháp, người vừa mới sử dụng, đến cùng là cái gì? Đấu thần chi kích lấy yếu ớt âm thanh, đối sở phong hỏi. Nguyên nhân chính là kiến thức sở phong chiêu này uy lực, nó đối với sở phong một chiêu này, mới càng thêm hiếu kỳ phù phù, nhưng mà, khi đấu thần chi kích hỏi ra lời này về sau, sở phong lại là bỗng nhiên nửa quỳ trên mặt đất. Tận quản đấu thần chi kích giờ phút này rất là suy yếu, nhưng sở phong vậy phi thường suy yếu. Cũng đừng nhìn mình phi thường suy yếu, nhưng sở phong trên mặt, lại treo đầy khó mà che giấu vẻ hưng phấn. Nhân duyên tế hội phía dưới, ta từng đạt được một kỹ pháp. Này kỹ pháp, cực khó tu luyện, dù là ta nghiên cứu hồi lâu, nhưng cũng không cách nào nắm giữ. Mà một chiêu này, chính là cái kia kỹ pháp bên trong chiêu thứ nhất. Tên là, nhất chảm thiên lôi hiện, sở phong ngẩng đầu, nói với đấu thần chi kích, một chảm, thiên lôi hiện, đấu thần chi kích ánh mắt ngưng trọng, hiển nhiên hắn đã là thật sâu nhớ kỹ cái tên này. Một chiêu này xác thực không giống bình thường, bất quá, chiêu này tuy mạnh, nhưng ngươi, tựa hồ cũng là bỏ ra không nhỏ đại giới. Đấu thần chi kích nói ra, thật là có đại giới, nhưng có thể đánh bại ngươi, cũng là đáng. Sở phong nói ra, đánh bại ta, hư, tiểu tử, ngươi nhưng chưa có chủ quan, ta còn chưa chết. Đấu thần chi kích đang khi nói chuyện, liền đứng dậy. Tận quản, đấu thần chi kích đã là không trọn vẹn chi thân, tựa như sắp chết người, thế nhưng là theo nó đứng dậy, quỷ dị một màn cũng là tùy theo phát sinh. Nó khí tức, vậy mà bắt đầu khôi phục, chương 3716, mặt biển biến đổi lớn. Âm ầm bất quá, đấu thần chi kích nó vừa mới đứng dậy, nhục thân còn chưa triệt để khôi phục, từ hắn bên trong thân thể, vậy mà lại lần nữa có lôi đình xuất hiện. Cái kia lôi đình cực kỳ bá đạo, tựa như là vô số chỉ mãnh thú, bắt đầu sáng chói đều thậm chí thân thể. Loại tình huống này, nó cái kia cận tồn thân thể tàn phế, cũng là bắt đầu vỡ vụn tan rã. Đấu thần chi kích, cũng là trở nên thống khổ bắt đầu. Lực lượng này, lại còn tại, nhìn xem mình, cái kia vẫn bị lôi đình tàn phá bừa bãi thân thể tàn phế, đấu thần chi kích trong mắt, xuất hiện vẻ khó tin. Chớ còn coi thường hơn ta nó. Nó thế nhưng là ta hiện nay nắm giữ thủ đoạn mạnh nhất." Sở Phong nói với Đấu Thần Chi Kích, "Ha ha ha, mà nghe qua Sở Phong lời nói về sau, cái kia Đấu Thần Chi Kích vậy mà cười ha hả. Rõ ràng Đấu Thần Chi Kích cũng nhanh muốn bị Sở Phong đánh bại, đồng thời đã mất đảo ngược chỗ trống, lúc này hắn thế mà còn dạng này cười, có thể nói là phi thường không hiểu ra sao cả. Ngay cả Sở Phong, vậy là có chút không hiểu, thậm chí có chút bất an. Sở Phong sở dĩ bất an, tự nhiên là sợ hãi sở phong sợ hãi, đấu thần chi kích còn có chống lại thủ đoạn hắn. Dù sao, đối phương thế nhưng là đấu thần chi kích. Có ai nghĩ được, cái kia đấu thần chi kích chợt mở miệng. Mặc dù tu vi rất yếu, nhưng có thể nắm giữ dạng này thủ đoạn, người cũng coi là có chút bản lãnh. Miễn miễn cứng cứng, người có thể đạt được ta sơ bộ công nhận. Bất quá, cũng chỉ là sơ bộ tán thành mà thôi. Nếu muốn triệt để đạt được ta lực lượng, người bây giờ vẫn không xứng. Nói xong lời này, cái kia đấu thần chi kích thân thể liền bắt đầu tiêu tán. Nương theo lấy đấu thần chi kích tiêu tán, ngay cả quanh mình hết thảy, cũng là bắt đầu phát sinh biến hóa. Thậm chí, ngay cả sở phong chỗ đứng vị trí, đều là phát sinh biến hóa. Lúc đầu, trải qua qua một phen chiến đấu về sau, sở phong khoảng cách đấu thần chi kích khoảng cách rất xa. Thế nhưng là lúc này, sở phong liền đứng tại đấu thần chi kích bên cạnh. Không chỉ có như thế, ngay cả lỗ mũi châu lão đạo, vậy là xuất hiện ở sở phong trước mặt. Cái này khiến sở phong minh bạch, lỗ mũi châu lão đạo nói là đúng, vừa mới hắn, bất quá là tại trong ảo cảnh, mà bây giờ hắn chỗ tại địa phương, mới là chân thực thế giới. Lúc này, sở phong thì là hai mắt nhắm lại, vội vàng xem xét trong cơ thể tình huống. Một phen xem xét về sau, sở phong mới cuối cùng thở dài một hơi. Tận quản, hắn trở về thế giới chân thật, thế nhưng là hắn lại vẫn phi thường suy yếu. Huyến cảnh bên trong hết thảy, vậy là chân thật phát sinh qua. Cho nên, sở phong hiện tại, vẫn nắm giữ lấy thiên lôi cửu trọng trảm thứ nhất trảm thiên lôi hiện tận quản chỉ là thứ nhất trảm nhưng một chiêu này uy lực lại có thể chém giết so sở phong cảnh giới cao hơn nhất phẩm người một chiêu này không thể nghi ngờ có thể thay thế tiên cấm huyết lôi thuật trở thành sở phong cường lực nhất thủ đoạn công kích huống hồ đây vẫn chỉ là thứ nhất trảm thiên lôi cửu trọng trảm tổng cộng có cửu trảm mỗi một trảm uy lực đều là khác nhau rất lớn nguyên nhân chính là như thế sở phong mới hội hưng phấn như thế bởi vì sở phong cảm thấy nếu là thiên lôi cửu trọng chảm nó có thể triệt để nắm giữ lời nói thủ đoạn này khả năng sẽ để cho hắn đứng ở bất bại chi địa ha ha tiểu tử thật là nghĩ không ra người vậy mà thật thành công lỗ mũi châu lão đạo đang khi nói chuyện liền đi tới đấu thần chi kích trước đó một thanh đem đấu thần chi kích cho rút ra ngao ô khi nó đem đấu thần chi kích rút ra về sau trận trận kêu rên không ngừng truyền đến sở phong có thể nhìn thấy trọn vẹn hơn vạn đạo quang ảnh mang theo cái kia kêu rên, từ nơi xa bay lượn mà đến. Cuối cùng, cái kia chút quỷ dị quang ảnh, toàn bộ đã rơi vào đấu thần chi kích bên trong. Sở phong biết, cái kia chút quang ảnh chính là cái kia chút thủ hộ linh. Ha ha, tiểu tử, phụ thân ngươi năm đó khiêu chiến cái này đấu thần chi kích đều là thất bại mà về. Mà ngươi thế mà thành công, đây cũng là thanh xuất vu lam thắng vu lam. Lỗ mũi châu lão đạo đang khi nói chuyện, đã đem đấu thần chi kích thu lên, nhưng là hắn lại cao hứng phi thường, cười gọi là một cái sán lạn. Tiền bối, phụ thân ta, vậy khiêu chiến qua đấu thần chi kích. Sở phong hỏi, đúng, giống như ngươi lúc trước làm ra khiêu chiến như thế. Lỗ mũi châu lão đạo nói ra, nhưng phụ thân ta nếu là thất bại, lại vì sao còn có thể sống được đâu. Sở phong rất là hiếu kỳ, ngươi có thể hay không đánh bại nó, chỉ có thời gian một nén nhang, một nén nhang về sau, ngươi liền không có có cơ hội, nhưng ngươi có thể sống sót hay không, còn muốn quyết định bởi tại đấu thần chi kích. Không ngừng phụ thân người khiêu chiến qua, ra ra người vậy khiêu chiến qua, ngay cả lão phu vậy khiêu chiến qua. Đương nhiên, tìm tới qua đấu thần chi kích, đồng thời khiêu chiến qua đấu thần chi kích, cũng không chỉ ba người chúng ta, nhưng ở người trước đó, chỉ có ba người chúng ta sống tiếp được. Cho nên, tuy nói chúng ta khiêu chiến thất bại, nhưng cũng coi là đạt được đấu thần chi kích tán thành, nếu không không có khả năng thả chúng ta một đầu sinh lộ. Lỗ mũi châu lão đạo nói ra, nghe được nơi này, sở phong minh bạch coi như thất bại vậy không nhất định chết. Sống hay chết, đều xem đấu thần chi kích ý tứ. Tiền bối, ngài biết như thế nào rời đi nơi này sao? Sở phong hỏi, nếu như đã thành công cầm tới đấu thần chi kích, như vậy dưới mắt liền cần mau rời khỏi nơi này. Dù sao, sở phong còn không biết sở linh khê tình huống, trong lòng vẫn là cực kỳ nhớ. Lão phu ở chỗ này nhiều năm như vậy, tự nhiên biết như thế nào ra ngoài, theo lão phu tới đi. Lỗ mũi châu lão đạo này nói cho hết lời, liền dẫn sở phong hướng đông phương bơi đi tiền bối xin chờ một chút sở phong nói xong lời này liền hướng thượng du đi đã quyết định rời đi tự nhiên là không thể thả đảm nhiệm sở hiên chính pháp không quản mà khi sở phong trở về thời điểm sở hiên chính pháp đã thức tỉnh nhìn thấy sở phong tờ giấy về sau hắn liền một mực lưu tại chỗ chờ đợi sở phong nhìn thấy sở phong về sau sở phong cũng chưa cùng hắn giải thích quá nhiều chỉ nói phát hiện rời đi biện pháp thế là liền dẫn Sở Hiên chính pháp cùng lỗ mũi châu lão đạo hiệp. Sau đó, hai người bọn họ liền cùng nhau đi theo lỗ mũi châu lão đạo mà đi. Đấu thần chi kích cầm vào tay, vùng biển này cũng không có bất kỳ cái gì đặc thù biến hóa. Thế nhưng, Sở Phong bọn hắn không biết là, nguyên bản rất là thái bình minh kính hải mặt biển, lại là biến không tại bình tĩnh. Nguyên bản như mặt gương bình thường mặt biển, hiện ra thao thiên cự lãng nhất bọt sóng nhỏ đều cao tới hơn ngàn mét m, cao nhất bọt nước có thể đạt tới hơn vạn mét m. Như thế sóng lớn, trải rộng mặt biển, liếc nhìn lại, vô biên vô hạn. Thật giống như, mảnh này biển cả, đã biến thành địa ngục, để người nhìn mà phát khiếp. Nhìn thấy tình cảnh như vậy, ngay cả cổ minh Diên cùng lương khâu đại sư, vậy không cách nào bình tĩnh. Lương khâu đại sư, tại sao có thể có dạng này biến hóa? Cổ minh Diên hỏi, mặc dù không biết là vì sao, nhưng mình kính hải qua nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên xuất hiện loại tình huống này, xem ra minh kính hải bên trong, tất nhiên là phát sinh biến đổi lớn. Lương Khâu Đại Sư nói ra, biến đổi lớn, tự nhiên là biến đổi lớn, cái này không cần Lương Khâu Đại Sư nói, cổ minh Diên mình vậy đoán được. Chỉ là nàng muốn biết, tốt bưng bưng, vì sao sẽ phát sinh dạng này biến hóa. Dù sao dạng này biến đổi lớn, là để cho người ta bất an như vậy. Tại bất minh chân tướng phía dưới, cổ minh Diên không chỉ có đem trên lưng sở linh khê, bắt càng chặt, trong mắt vẻ sầu lo cũng là càng ngày càng đậm. Sở phong, sở hiên chính pháp, các người cần phải bình an trở về A. À. Cổ Minh Diên thấp giọng nói ra, chương 3717, mâu thuẫn, tiền bối, tại cổ Minh Diên đầy mặt yêu sầu thời khắc, lại có một thanh âm, từ phương xa truyền đến. Cái kia chính là sở phong thanh âm, khi thanh âm này vang lên về sau, cổ Minh Diên cùng lương khâu đại sư, đơn giản không dám tin tưởng lỗ tai mình. Thế nhưng, bọn hắn vẫn không tự chủ được, hướng sở phong thanh âm truyền lại đến phương hướng nhìn sang. Mà cái này xem xét không sao, hai người khuôn mặt, lập tức trở nên đặc sắc. Ở phía xa, có ba đạo bóng dáng, đang nhanh chóng hướng bọn hắn bay lượn mà đến. Trong đó không chỉ có sở phong cùng sở hiên chính pháp, ngay cả một người khác, cổ minh diên cùng lương khâu đại sư cũng là nhận biết, vị kia tự nhiên chính là lỗ mũi châu lão đạo. Tại lỗ mũi châu lão đạo dẫn đường dưới, sở phong bọn hắn tìm được rời đi cái kia phiến hải vực lối ra, mà đi ra về sau, liền lập tức đến đây tìm cổ minh diên bọn người. Sở phong, các người thế mà đi ra, là thế nào đi ra? Lúc này, cổ minh diên cùng lương khâu đại sư, chủ động tiến ra đón, nhìn xem sở phong cùng sở hiên chính pháp, vậy mà cũng không lo ngại, bọn hắn đã kích động, lại hiếu kỳ. Mà sở phong, lúc này ánh mắt, thì là đặt ở sở linh khê trên thân. Thâm hải chi mâu, dung hợp thành công. Sở phong hỏi, triệt để dung hợp còn cần một chút thời gian, không qua đã không có gì đáng ngại. Lương Khâu đại sư nói ra, cái kia thật sự là quá tốt, nghe được lời này, Sở Phong nội tâm rất cảm thấy vui mừng. Bọn hắn làm nhiều như vậy, mạo nhiều như vậy phong hiểm, chính là vì Sở Linh Khê. Mà dưới mắt đã Sở Linh Khê có thể chứa trị, cái kia Sở Phong vậy đã cảm thấy trước đó chịu khổ đáng giá. Sở Phong, các ngươi là thế nào đi ra, còn có làm sao có thể cùng cái này lỗ mũi châu cùng một chỗ. Cổ Minh Diên hỏi cái này lời nói thời điểm, còn phủi một chút lỗ mũi châu lão đạo ánh mắt kia có mấy điểm địch ý cổ minh diên tựa hồ cực kỳ không thích lỗ mũi châu lão đạo là vì tiền bối này mang bọn ta đi ra sở phong chỉ vào lỗ mũi châu lão đạo nói ra hắn mang các ngươi đi ra nhưng mà đối với sở phong lời này lương khâu đại sư lại là mày nhân lại trong mắt hắn không chỉ có tràn ngập vẻ ngừa vực còn trực tiếp đối lỗ mũi châu lão đạo hỏi ngươi tại sao lại ở chỗ này lương khâu nhìn lời này của ngươi nói ta làm sao lại không thể ở chỗ này thế nhưng là ta từ cái kia tử vong chi môn bên trong, đem hai vị này cho mang ra, các ngươi không cảm tạ ta còn chưa tính, làm sao một bộ thẩm vấn phạm nhân bộ dáng. Lỗ mũi châu lão đạo mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng là đối với lương khâu đại sư loại thái độ này, không chỉ có không có sinh khí, ngược lại là cười tủm tìm. Liền ngươi, có thể từ tử vong chi môn bên trong, đem sở phong bọn hắn mang ra. Cổ Minh Diên mở miệng, nàng cùng lương khâu đại sư như thế, đối lỗ mũi châu lão đạo tràn đầy không tín nhiệm các người có tin ta hay không cũng không quan hệ, các người hỏi sở phong, ta nhưng là có người chứng. Lỗ mũi châu lão đạo chỉ nói ra, thật là vì tiền bối này, mang bọn ta đi ra. Sở phong nói ra, lương khâu đại sư, cổ tộc công chúa, xác thực là như thế này. Ngay cả sở hiên chính pháp cũng là mở miệng, vì lỗ mũi châu lão đạo làm chứng. Sở phong tiểu hiếu, sở hiên chính pháp tiểu hiếu, các người hai cái bị hắn lừa. Hắn nào có bản sự này, có thể từ tử vong chim môn bên trong mang các ngươi đi ra. Các ngươi có thể bình yên, chính là may mắn mà có Chu huynh a." Lương Khâu đại sư nói ra. Thế nhưng là, Sở Phong còn muốn giải thích, dù sao thật là lỗ mũi châu lão đạo dẫn bọn hắn tìm được lối ra. Bất quá, Sở Phong còn chưa có nói xong, Lương Khâu đại sư liền nói ra, "Sở Phong, ngươi không cần thay hắn giải thích, ngươi nhất định là bị hắn lừa gạt, ta hiểu rất rõ hắn." Lương Khâu đại sư này nói cho hết lời về sau, cổ minh diên cũng là lên tiếng lần nữa sở phong ngươi ra đời không sâu không biết cái này lỗ mũi châu là cái thế nào làm người các ngươi có thể thoát khốn dựa vào chính là chu tiền bối nhìn xem lương khâu đại sư cùng cổ minh diên bộ dáng sở phong liền biết hai người bọn họ đối lỗ mũi châu lão đạo một nhất định có rất sâu hiểu lầm trong lúc nhất thời khả năng vậy giải thích không rõ cho nên sở phong vậy không còn qua giải thích thêm mà là hỏi đúng chu tiền bối đâu chu tiền bối Biết được các người tiến vào tử vong chi môn, liền muốn trợ giúp các người thoát ly khốn cảnh. Cho nên, hắn đi đến kính tâm chi địa, cổ Minh Diên nói ra, kính tâm chi địa, nơi đó là địa phương nào? Sở phong hỏi, Minh Kính Hải bên trong rất nhiều lực lượng, kỳ thật đều là nguồn gốc từ tại trận pháp, mà đã có trận pháp, tự nhiên là có có thể chúa tể tất cả trận pháp trận nhãn. Kính tâm chi địa, có thể nói là Minh Kính Hải trận nhãn. Chu Huynh hắn nói, hắn không cách nào tiến vào tử vong chi môn đem bọn ngươi mang ra, liền chỉ có thể tiến vào Kính Tâm Chi Địa, lợi dụng Kính Tâm Chi Địa lực lượng đến yếu bất tử vong chi môn nội lực lượng. Đại khái là các ngươi tiến vào Tử vong chi môn hai canh giờ về sau, hắn liền tiến nhập Kính Tâm Chi Địa. "Đúng, các ngươi nhưng có cảm giác?" Lương Khâu đại sư hỏi, "Hai canh giờ về sau sao? Thời gian cụ thể ta vậy nhớ không rõ, bởi vì cái kia phiến hải vực rất là quỷ dị, mỗi qua một đoạn thời gian, liền hội vang lên quỷ dị tiếng chuông." Mà nương theo lấy cái kia chuông tiếng vang lên, cái kia phạm vi hải vực lực lượng liền hội tăng cường về sau bởi vì không thể thừa nhận lực lượng kia ta ý thức cũng bắt đầu mơ hồ vậy nhớ không rõ thời gian nhưng là chẳng biết tại sao cái kia lực lượng cường đại chợt biến mất mà đã chu tiền bối trợ giúp chúng ta vậy chuyện này liền rất có thể liền là chu tiền bối làm đến sở phong nói ra nhất định cũng được so với sở phong lương khâu đại sư thì là phi thường xác định nhìn ra cùng đối lỗ mũi châu lão đạo thái độ khác biệt Lương khâu đại sư đối vị kia họ Chu lão giả, có thể nói là phi thường tín nhiệm. Đúng tiền bối, ngài nói ngài ở mảnh này hải vực chờ đợi nhiều năm, thế nhưng là cái kia quỷ dị tiếng chuông là chuyện gì xảy ra, ngài nhưng rõ ràng. Mà ngài lại là như thế nào ngăn cản được cái kia lực lượng cường đại? Sở Phong đối lỗ mũi Châu lão đạo hỏi, Sở Phong tin tưởng vững chắc, liền xem như Cổ Minh Diên tiến vào cái kia phiến hải vực, vậy không thể thừa nhận khủng bố như vậy lực lượng. Theo lý mà nói, lỗ mũi châu lão đạo chờ đợi nhiều năm như vậy, càng không khả năng chịu đựng lấy, như thế lực lượng mới là. Các ngươi tại là trên mặt đá, nơi đó hội gõ vang tử vong tiếng chuông, ngươi nghe được càng nhiều, sức chịu đựng liền càng mạnh, cho đến chết. Nhưng là ta tại dưới mặt đá, dưới mặt đá là không có tử vong tiếng chuông. Mà trên mặt đá tử vong tiếng chuông, vậy sẽ không vô duyên vô cớ biến mất, có thể làm cho trên mặt đá tử vong tiếng chuông biến mất, đồng thời tiến vào kính tâm chi địa, vậy người này bản sự, nhưng là có chút cao minh. Sở Phong, cái kia cái gọi là chu tiền bối, đến cùng là thần thánh phương nào? Dạng này đến nhân vật, ta Lỗ Mũi Châu vậy muốn nhận thức một chút. Lỗ Mũi Châu lão đạo nói ra, cái kia là bằng hữu ta, bất quá hắn cũng không muốn quen biết loại người như ngươi. Lương Khâu đại sư trong lời nói, tràn đầy nói móc chỉ ý, nhìn ra Lương Khâu đại sư đối với Lỗ Mũi Châu lão đạo khi thật là cực kỳ có ý kiến. Vậy cũng không nhất định, nói không chừng ta cùng hắn cùng chung trí hướng đâu. Nhưng mà đối mặt lương khâu đại sư nói móc, lỗ mũi châu lão đạo không chỉ có không bị ảnh hưởng, ngược lại một bộ mong đợi. Có thể thấy được, lỗ mũi châu lão đạo ra mặt, đó là tương đương dày. Không qua lúc này sở phong, lại càng muốn biết, giữa bọn hắn đến cùng phát sinh qua cái gì, hội có như thế sâu mâu thuẫn cùng không tín nhiệm. chương 3718, Đấu Thần Chi Kích Ta vị bằng hữu nào, không có khả năng cùng loại người như ngươi cùng chung chí hướng, ngươi liền bỏ cái ý nghĩ đó đi à lương khâu đại sư lấy cực kỳ xác định giọng điệu nói ra trong lời nói càng là tràn đầy đối lỗ mũi châu lão đạo xem thường cùng xem thường ai ngươi người này nhưng thật là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử ngươi cũng không phải cái kia vị huynh đài ngươi bằng cái gì kết luận ta cùng hắn không thể trở thành bằng hữu lỗ mũi châu lão đạo thì là có chút không phục nhưng nghe được lỗ mũi châu lão đạo lời nói về sau lương khâu đại sư thì là lộ ra vẻ giận dữ lạnh giọng trách mắng ngươi nói ai là tiểu nhân mắt thấy lương khâu đại sư đều tức giận, rất sợ bọn hắn ẩm ý lên sở phong, đuổi vội mở miệng hỏi. Tiền bối, kính tâm chi địa ở nơi nào, đã chúng ta đã ra tới, hẳn là đi thông chi chu tiền bối một tiếng. Ngươi muốn đi vào kính tâm chi địa, tiểu tử, chớ hòng mơ tưởng, ngươi liền tử vong chi môn ngươi đều không chịu nổi, ngươi bằng cái gì tiến vào kính tâm chi địa a? kính tâm chi địa, ngay cả ta còn không thể nào vào được. Biết được sở phong lại muốn đi kính tâm chi địa, lỗ mũi châu lão đạo không khỏi nói ra. Lương Khâu đại sư, hẳn là nơi đó rất là hung hiểm. Sở Phong lại lần nữa đối Lương Khâu đại sư hỏi, xác thực là phi thường hung hiểm, không qua Sở Phong ngươi cũng không cần lo lắng quá mức, Chu huynh hắn bản sự, tại phía xa lão phu phía trên. Chu huynh nói, cho hắn 79 ngày, 79 ngày bên trong, hắn hẳn là có thể tự hành đi ra, mà cái này 79 ngày bên trong, vậy không để cho chúng ta đi quấy rầy hắn. Lương Khâu đại sư nói ra, nhưng nếu là 79 ngày bên trong chu tiền bối hắn không cách nào tự hành đi ra đâu. Sở phong hỏi, như không cách nào tự hành đi ra lời nói ở đây, lương khâu đại sư mặt lộ vẻ vẻ làm khó, nhưng nhìn sở phong một bộ không nói rõ ràng, liền không chịu bỏ qua bộ dáng, hắn vẫn là lên tiếng lần nữa. Nếu là 79 ngày bên trong, hắn còn chưa hề đi ra, vậy liền nhất định là gặp phải phiền toái. Hắn còn nói, nếu là 79 ngày về sau, hắn vẫn chưa về lời nói, liền gọi ngươi đi tìm hắn. Hắn nói, nếu là ngươi lời nói, cũng có thể cứu hắn một mạng. Lương Khâu Đại Sư nói ra, cứu mạng, đi kính tâm chi địa lời nói, cái kia căn bản cũng không phải là cứu mạng, mà là đi mất mạng. Sở phong, ngươi nhưng tuyệt đối không nên đi, ngươi đi vậy cứu không được hắn, chỉ hội dựng vào ngươi tính mạng mình. Lỗ mũi châu lão đạo mở miệng khuyên nhủ, lỗ mũi châu lão đạo lời nói này, tự nhiên không dễ nghe. Thế nhưng, Lương Khâu Đại Sư cùng cổ Minh Diên, lại cũng chỉ là dùng cái kia như dao ánh mắt, nhìn lỗ mũi châu lão đạo một chút, cũng đều không có phản bác. Bọn hắn kỳ thật cùng lỗ mũi châu lão đạo ý nghĩ như thế, đều cảm thấy coi như sở phong đi, cũng là giữ nhiều lành ít. Suy nghĩ một chút, cái kia họ chu lão giả, có thể tiến vào kính tâm chi địa, mượn nhờ trận nhãn lực lượng, đến yếu bất tử vong chi môn lực lượng. Hắn bản sự, tại tổ võ tinh vực, đơn giản có thể dùng thông thiên triệt địa để hình dung. Nhưng chính là như hắn dạng này tồn tại, tiến vào kính tâm chi địa đều không thể bình yên đi ra. Sở phong dạng này tu vi, tiến vào bên trong, xác thực rất là nguy hiểm. Cho nên, dù là cổ minh diên cùng lương khâu đại sư, đối cái kia họ chu lão giả, đều tràn ngập áy náy. Nhưng nếu 79 ngày về sau, cái kia họ chu lão giả, thật chưa hề đi ra lời nói. Bọn hắn vậy không hy vọng sở phong đi mạo hiểm, tiền bối, kính tâm chi địa, khoảng cách nơi đây xa sao. Sở phong hỏi, xa cũng không xa, chỉ là giấu ở minh kính hải chỗ sâu, nếu muốn đi lời nói, mấy nén nhang thời gian là đủ rồi." Lương Khâu đại sư nói ra. Vậy Vãn Bối biết, Sở Phong đã thầm hạ quyết tâm, không quản cái kia kính tâm chi địa, là như thế nào hung hiểm chi địa, chỉ cần 79 ngày về sau, vị kia họ Chu tiền bối chưa có trở về, Sở Phong liền đi cứu hắn. Dù sao, vị kia là bởi vì cứu Sở Phong mới rơi vào nguy hiểm chi địa. Sở Phong tự nhiên không thể thấy chết không cứu, nếu không chính là bất nhân bất nghĩa. Đúng Lương Khâu Đại Sư, Minh Kính Hải xuất hiện biến hóa như thế, hội không sẽ cùng Chu Tiền Bối có quan hệ. Có phải hay không là hắn tại cái kia kính tâm chi địa bên trong, làm cái gì? Cổ Minh Diên hỏi, Minh Kính Hải biến hóa, rất là quỷ dị, nguyên bản Cổ Minh Diên còn lo lắng, Minh Kính Hải phát sinh dạng này biến hóa, sẽ để cho sở phong bọn hắn rơi vào càng thêm nguy hiểm hoàn cảnh. Mà bây giờ, sở phong bọn hắn đã an toàn đi ra, nàng tự nhiên cũng liền không lo lắng. Nhưng là, nàng vẫn là muốn biết rõ ràng, vì sao Minh Kính Hải hội bỗng nhiên xuất hiện dạng này biến hóa? Dù sao Minh Kính Hải đã tồn tại nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên phát sinh dạng này biến hóa. Ngươi ngược lại là nhắc nhở ta, làm không tốt sự biến hóa này, còn thật là chu huynh gây nên, dù sao nếu muốn nói đúng Minh Kính Hải hiểu rõ, không có người so với hắn cùng càng mạnh. Liền tử vong chi môn nội lực lượng, nó đều có thể tại kính tâm chi địa cải biến, cải biến mặt biển cũng không phải là không thể được. Lương Khâu đại sư nói ra, các ngươi đây coi như đoán sai minh kính hải dạng này biến hóa, bất luận kẻ nào đều không cải biến được, trừ phi cái này minh kính hải nhất đồ trọng yếu bị người lấy đi. Lỗ mũi châu lão đạo nói lời này thời điểm, tại hắn cái kia hèn mọn trên mặt, cũng là lộ ra nụ cười đắc ý. Sở phong biết, lỗ mũi châu lão đạo hay là bắt đầu khoe khoang. Người đây là ý gì? Lương khâu đại sư, cùng cổ minh diên đồng thời hỏi. Quả nhiên, lỗ mũi châu lão đạo lời nói này, đã sâu đủ bọn hắn khẩu vị. Cho nên sở phong chú ý tới, lúc này lỗ mũi châu lão đạo, trở nên càng thêm đắc ý. Ta là có ý gì, người vẫn chưa rõ sao, Minh Kính Hải bên trong nhất đồ trọng yếu, còn có thể là cái gì. Vậy dĩ nhiên chính là, trong truyền thuyết binh khí, đấu thần chi kích. Lỗ mũi châu lão đạo nói ra, người ý tứ là, có người đem đấu thần chi kích cầm đi. Lương Khâu Đại Sư hỏi, tự nhiên là, lỗ mũi châu lão đạo nói ra, không có khả năng, chu huynh tại Minh Kính Hải quan sát nhiều năm, vì liền là đấu thần chi kích thế nhưng là đã nhiều năm như vậy liền hắn cũng không biết đấu thần chi kích ở nơi nào lại tại sao có thể có người đem đấu thần chi kích lấy đi đối với lỗ mũi châu lão đạo nói tới lương khâu đại sư thì là kiên quyết không tin đấu thần chi kích xác thực không phải người bình thường có thể cầm tới có thể cầm tới đấu thần chi kích người tuyệt đối không phải người bình thường mà các ngươi hãy mở mắt to ra mà xem nhìn kỹ một chút cái này là cái gì lỗ mũi châu lão đạo đang khi nói chuyện bàn tay từ túi cản khôn vẽ qua. Sau một khắc, ngân sắc quang mang, từ nó trong tay phóng thích ra. Dầm rầm khi hào quang màu bạc kia phóng thích về sau, cái kia nguyên bản sóng lớn bốc lên minh kính hải, không chỉ có lại lần nữa trở nên bình tĩnh bắt đầu. Đồng thời, tại lỗ mũi châu lão đạo sau lưng, thì là xuất hiện hơn vạn đạo thân ảnh. Cái kia bóng dáng, tướng mạo dữ tợn, tựa như ác linh bình thường, thế nhưng là bọn chúng khí tức, lại cực kỳ cường đại, đều là nhất phẩm trí tôn cảnh. Chương 3719, cãi lộn đến cảm động. Bọn gia hỏa này a, à, gặp một màn này, Lương Khâu đại sư, Sở Hiên chính pháp, lập tức trợn mắt hốc mồm, đồng thời nghiêm trọng hiện ra chấn kinh cùng sợ hãi xen lẫn tâm tình rất phức tạp. Ngay cả Cổ Minh Diên cũng không ngoại lệ, dù sao, đây chính là hơn vạn cái, trí tôn cảnh tồn tại a. À. Thân là tổ võ tinh vực người, bọn họ cũng đều biết, cái này hơn vạn vị trí tôn cảnh đại biểu cho cái gì. Mà trọng yếu nhất là cái kia trọn vẹn hơn vạn tên trí tôn cảnh tồn tại, giờ phút này không chỉ có đứng tại lỗ mũi châu lão đạo sau lưng, càng là quỳ một chân trên đất. Cái kia cúi đầu xưng thần bộ dáng, thật giống như lỗ mũi châu lão đạo là bọn chúng chủ nhân như thế. Nhưng trọng yếu nhất là, lỗ mũi châu lão đạo trong tay chỗ nắm cái kia thanh, ngân sắc chiến kích. Cái kia chiến kích khí tức bao trùm thiên địa, quét ngang hết thảy, khi nó xuất hiện về sau, giữa thiên địa hết thảy, đều trở nên nhỏ bé không chịu nổi. Ngay cả cổ minh diên dạng này tự phụ tu võ giả, cũng là cảm giác khí tức bị áp chế xuống dưới. Liền tựa như, vương giả giáng lâm, lỗ mũi châu, chẳng lẽ nói ngươi lấy được đấu thần chi kích. Lương khâu đại sư kinh thanh hỏi, mặc dù hắn không nguyện ý tin tưởng, thế nhưng là sự thật bày ở trước mắt, lại làm cho hắn không thể không tin. Chỉ là hắn rất không minh bạch, chân quý như thế binh khí, làm sao có thể bị lỗ mũi châu lão đạo cầm tới. Hắc hắc, nói đúng ra, là tiểu tử này cầm tới lỗ mũi châu lão đạo cũng không có tranh công, ngược lại là chỉ hướng bên cạnh sở phong. Sở phong, đối với lỗ mũi châu lão đạo hành động này, lương khâu đại sư ba người, thì liền càng thêm kinh ngạc. Trong lúc nhất thời, ba người bọn họ ánh mắt, toàn bộ nhìn về phía sở phong. Kỳ thật, ta chỉ là ra một điểm lực, chủ yếu vẫn là dựa vào đạo nhân tiền bối. Sở phong rất là khiêm tốn nói ra, cổ minh diên bỗng nhiên mắt lộ ra sắc mặt giận dữ, chỉ vào lỗ mũi châu lão đạo giận hỏi, lỗ mũi châu lão đạo, người có phải hay không lợi dụng sở phong? Ai, người đây là ý gì, ta làm sao có thể lợi dụng hắn? Ta bất quá là cùng hắn đàm tốt điều kiện, chỉ cần thành công cầm tới đấu thần chi kích, cái này đấu thần chi kích liền về ta. Đương nhiên ta cũng sẽ không để hắn trắng xuất lực, sẽ cho hắn chỗ tốt. Lỗ mũi châu lão đạo nói ra, liền ngươi, có thể cho hắn chỗ tốt gì? Cổ Minh Diên tức giận hỏi, giờ phút này nàng rất là kích động vậy rất là tức giận, thật giống như lỗ mũi châu lão đạo, làm hại sở phong sự tình như thế đạo nhân tiền bối hắn đáp ứng ta, giúp ta dung hợp thiên tứ thần lực. Sở phong nói ra, cái gì, thế nhưng là nghe được lời này, cổ minh diên cùng lương khâu đại sư lại là hiện ra giống nhau cảm xúc. Đó là một loại, cực kỳ không ổn cảm xúc, lỗ mũi châu lão đạo, ngươi lại dám lừa gạt sở phong, ta và ngươi không xong. Lúc này, cổ minh diên nộ khí không chỉ có càng đập, nàng càng là phóng xuất ra mình cái kia trí tôn cảnh uy áp, nhìn tư thế kia, nàng là dự định đối lỗ mũi châu lão đạo động thủ. Ngao ô, bá bá bá, nhưng mà, cơ hồ cùng lúc đó, cái kia hơn vạn tên trí tôn cảnh thủ hộ linh, lại cũng nhao nhao đứng dậy, hóa thành tiến công tư thái, đem cổ minh diên bọn người đoàn đoàn bao vây. Cái kia tư thế, chỉ cần cổ minh diên dám động thủ, cái này hơn vạn cái trí tôn cảnh thủ hộ linh, vậy hội không chút khách khí công hướng cổ minh diên. Cổ minh diên, ta biết ngươi ngang ngược cản rỡ cực kỳ không nói đạo lý. Nhưng ta hiện tại, nhưng có đấu thần chi kích nơi tay. Cái này đấu thần chi kích, nhưng thao túng cái này chút thủ hộ linh, người như muốn cùng ta động thủ, cần phải cân nhắc một chút. Lỗ mũi châu lão đạo dơ đấu thần chi kích nói ra. Hư, chỉ bằng đám hàng này, vậy muốn ngăn cản ta. Nhưng mà, đối mặt trọn vẹn hơn vạn tên trí tôn cảnh thủ hộ linh, cổ minh diên lại là mặt không đổi sắc. Tiền bối, là ta tự nguyện cùng đạo nhân tiền bối hợp tác, hắn cũng không bức bách ta, vậy không tồn tại lừa gạt ta. Mắt thấy không tốt, sở phong thì là vội vàng ngăn ở cổ minh diên trước người, rất sợ hai người bọn họ cứ như vậy đánh nhau sở phong nếu như cái này lỗ mũi châu lão đạo thật là có bản lĩnh để ngươi đạt được thiên tứ thần lực lời nói vậy ta tự nhiên không có ý kiến nhưng là ngươi cũng không hiểu rõ hắn kỳ thật cái này lỗ mũi châu lão đạo căn bản là không cách nào dung hợp thiên tứ thần lực loại chuyện này vậy không có khả năng có người làm đến cái này lỗ mũi châu dùng chuyện này không biết lừa gạt bao nhiêu người hắn lừa gạt những người khác còn chưa tính bây giờ lại dám gạt đến trên đầu ngươi ta há há có thể dung hắn. Cổ Minh Diên nói ra, sở phong tiểu hiếu, cổ Minh Diên nói rất chính xác. Lúc này, ngay cả lương khâu đại sư cũng là mở miệng, sau đó nhìn về phía lỗ mũi châu lão đạo, đồng dạng tràn ngập tức giận, lỗ mũi châu, tốt xấu người cũng coi là sở phong tiểu hiếu tiền bối, sao có thể dạng này lừa gạt với hắn. Lừa gạt, lão phu chưa từng có lừa gạt qua bất luận kẻ nào. Chỉ bất quá, dung hợp thiên tứ thần lực, vốn chính là đã đem nghịch thiên đến mà vì đó hành vi, loại chuyện này bản thân liền là rất khó. Trước đó những người kia làm không được, chỉ có thể nói rõ bọn hắn tư chất không đủ, nhưng là lão phu năm đó, nhưng cũng là thành công giúp người, dung hợp qua thiên tứ thần lực. Lỗ mũi châu lão đạo nói ra, người nói người thành công qua, vậy thì tốt, người đã từng giúp ai dung hợp qua thiên tứ thần lực, người nói ra đến xem. Cổ Minh Diên hỏi, vị kia không cho nói, ta tự nhiên cũng sẽ không thể nói. Lỗ mũi châu lão đạo nói ra, để ngươi dung hợp, người dung hợp không ra, ngay cả dung hợp thành công ví dụ đều không có, người còn không thừa nhận ngươi gạt người. Cổ Minh Diên hỏi, ta có bao nhiêu bản sự, ta trong lòng mình rõ ràng liền tốt, nơi nào để cho các ngươi lý giải. Đối mặt cổ Minh Diên nhiều lần chất vấn, lỗ mũi châu lão đạo thì là bày ra một bộ, người thích nghĩ như thế nào thì cứ nghĩ như thế đó, hắn căn bản không quan trọng bộ dáng. Người cái này chết lừa đảo, liền là thiếu đánh, lúc này, cổ Minh Diên khí sắc mặt trướng đỏ, đang khi nói chuyện liền chuẩn bị xuất thủ lương khâu đại sư cổ tiền bối ta biết các ngươi là tốt với ta nhưng là ta cảm thấy đạo nhân tiền bối sẽ không gạt ta ta lựa chọn tin tưởng hắn mắt thấy không ổn sở phong đành phải lên tiếng lần nữa nói ra sở phong coi như không tín nhiệm người nào nhưng cũng không thể không tin phụ thân hắn đã phụ thân hắn nói cho hắn biết lỗ mũi châu lão đạo có bản sự này cái kia sở phong liền tin tưởng vững chắc lỗ mũi châu lão đạo nhất định có bản sự này sở phong thậm chí cảm thấy đến thế nhân không tin lỗ mũi châu lão đạo, hẳn là đối lỗ mũi châu lão đạo có chỗ hiểu lầm. Sở phong, ngươi, ai, gặp sở phong, vậy mà như thế tin tưởng lỗ mũi châu lão đạo, mà lại không tin tưởng bọn hắn. Cổ Minh Diên cùng Lương Khâu Đại Sư, cũng là rất cảm thấy bất đắc dĩ, thậm chí có chút sinh khí. Sở phong, đã ngươi chưa từ bỏ ý định, vậy ngươi cũng có thể thử một lần. Ta giúp ngươi giám sát lão gia hỏa này, không cho hắn thoát đi. Để hắn ngay trước mặt ta, dạy ngươi như thế nào dung hợp thiên tứ thần lực coi ngươi phát hiện hắn đang gạt ngươi thời điểm ngươi lại cho ta nói lúc kia ta đang giúp ngươi ra mặt giáo huấn hắn mặc dù sinh khí nhưng cổ minh diên nhưng cũng chưa từ bỏ sở phong ngược lại là chất vấn muốn giúp sở phong ra mặt dạng này cổ minh diên cũng là để sở phong có chút cảm động tin hay không lỗ mũi trâu lão đạo đó là cổ minh diên sự tình nhưng cổ minh diên lại là xuất phát từ nội tâm thay sở phong suy nghĩ